các cường giả ở bên ngoài tiếp tục lui lại, kéo ra khoảng cách an toàn đến hơn 200 dặm. Đôi mắt của bọn hắn toàn bộ đều lóe ra cường quang, thông qua kích phát linh lực, nhìn thấu mê vụ, nhìn thấu thiên hải mênh mông, chú ý vào chiến trường. Bọn hắn đã qua đi sự kinh hồn, bắt đầu chờ mong hình ảnh Khương Phàm săn giết hám hải thú đầy rung động, chờ mong các loại diễn dịch chu tước truyền thừa cùng năng lượng hải dương hoa lệ. Dù sao cũng đều là sinh linh cảnh giới thánh vương cường hãn, một người là thần tổ vạn cầm, một kẻ lại mượn nhờ ưu thế đại dương mênh mông. Nhưng, ra ngoài dữ liệu của mọi người, nơi đó không có bất kỳ thế công hoa lệ gì, cũng không có bất kỳ va chạm đặc sắc gì, chỉ là hai con chu tước phát ngang bầu trời, kéo dài nhấc lên cuồn cuộn liệt diễm, diễn biến biển lửa mãnh liệt, liên tục phóng hỏa vũ, tràn ngập đất trời oanh kích đến yêu thú. Hám hải thú thì không ngừng kích phát đường vân, bạo phát huy lực đại dương hùng hậu, xúc tu tiếp tục cuồng kích, lật tung đại dương mênh mông, nghịch trùng cả bầu trời. Lúc lên lúc xuống liền đối kháng dã man như thế. Đây không phải là chém giết, mà hoàn toàn là đang tiêu hao. Nhưng sau khi thoáng kinh ngạc, rất nhiều cường giả đều đã hiểu được. Đây là nhục nhã. Nhục nhã trần trụi. Đây là Khương Phàm đang cố ý biểu hiện ra trước toàn trường, dù ngươi là yêu thú thánh vương cảnh, cho dù là thân ở đại dương mênh mông, ta không cần thi triển truyền thừa đặc biệt, nhưng đã có thể gắt gao ngăn chặn ngươi. Giống. Hống hống hống. Hám hải thú biết ý đồ của Khương Phàm, chuyện này khiến nó tức giận hơn, điên cuồng hơn, nóng nảy hơn. Nhưng, hỏa vũ dày đặc đầy trời càng sắc bén, bạo kích như sấm chiều, còn khuấy động uy thế khủng bố phần diệt vạn vật, ép tới nó mệt mỏi chống đỡ, không có tinh lực hay cơ hội thi triển thế công cường hãn hơn, chỉ có thể kéo dài phóng thích ba động, không ngừng nhấc lên hải triều, đến chặn đánh đầy trời hỏa vũ bạo kích. Giống, Khương Phàm, có dám cùng ta đại chiến một trận hay không? Hám hải thú cuồng nộ gào thét, là bá chủ hải dương, là thánh thú trấn thủ hoàng đạo, là thánh vương cao ngạo, vậy mà tại đại dương mày còn bị hỏa diễm kiềm chế, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Những người vây xem ở hai mặt nhìn nhau, trận chiến đấu giữa cảnh giới thánh vương cũng dám dùng loại đấu pháp dã man này. Khương Phàm có bao nhiêu tự tin đối với thực lực của mình? Phốc phốc phốc, hám hải thú cuồng nộ, không có đổi lấy được bất cứ ý ngừng lại nào của Khương Phàm. Ngược lại hỏa vũ càng ngày càng nhiều. Mặc dù đại thế ba động bên dưới liên miên bạo tạc tại đại dương, nhưng cũng chế trụ đại dương đại thế phóng thích, lít nha lít nhít hỏa vũ đánh xuyên hải triều, đả kích hám hải thú. Cứ vài phút ngắn ngủi như vậy, hám hải thú bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi nhiễm đỏ cả mặt biển, tám cái xúc tu đều bị đánh đến be bét, phản kích nhìn như cường hãn nhưng lại càng ngày càng chật vật. Khương Phàm, có dám chiến một trận cùng ta? Hám hải thú cuồng loạn gào thét, đường vân toàn thân đang được cực lực phóng thích, ba động trong chớp mắt để ngàn dặm đại dương mênh mông trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, ba động khủng bố bộc phát ra từ toàn thân, nhất cử vỡ nát tất cả hỏa vũ lợi kiếm, liệt diễm đều triệt để nổ tung. Khương Phàm và Thủy Tổ phân thân đều bị chấn động đến bay vạn mét lên không, biển lửa ngập trời bọn hắn hình thành ra cũng đều bị đuổi tản ra sạch sẽ. Không tệ lắm, có thể chống đỡ chúng ta liên thủ tấn công. Khương Phàm có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn lao xuống, liên thủ với Thủy Tổ phân thân, vạch ra vết tích, diễn biến ra trường kiếm liệt diễm đỏ vàng. Vô thượng, thiên tôn kiếm. Lúc trước nghênh kích kim vô song bị nàng ngoài ý muốn thức tỉnh thần uy đón đỡ, không thể chân chính thi triển đi ra. Lúc đó cũng là vừa mới lĩnh hội, thi triển không phải rất trôi chảy. Bây giờ lấy hám hải thú thử uy lực một chút, lấy hám hải thú lập uy với toàn trường. Tốc độ hai con chu tước càng lúc càng nhanh, nhanh chóng quay quanh, liệt diễm cuồng bạo, vô thượng thiên tôn kiếm cường quang sáng chói, càng ngày càng sắc bén. Xa xa nhìn lại giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm, đâm rách càn khôn, từ trên trời giáng xuống, kéo lấy hai con chu tước hoa lệ, chém về phía hám hải thú. Linh hồn hám hải thú rung động, bất chợt sinh ra cảm giác sợ hãi không cách nào nói rõ, cứ như đó là thiên kiếm thẩm phán khiến vạn vật thần phục, lại là chém chết dân chúng. Không chỉ có hám hải thú sợ hãi, ngay cả tất cả cường giả trên ngàn dặm đại dương mênh mông cũng đều ba động khủng bố kích thích, liền ngay cả thiên long, nam cung đấu hồn đang ác chiến, còn có bọn người bạch tai, đều cảm nhận được áp bách hít thở không thông. Giống, hám hải thú bừng tỉnh, phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, tám cái xúc tu cuồng kích giữa khung trời, phía trên xúc tu phun trào ra vòng xoáy, thôn nạp năng lượng thiên hải, như là nhất cử khống chế đại dương mênh mông.
ánh sáng đường vân toàn thân toàn bộ đều tràn vào xúc tu, bộc phát ra uy lực và năng lượng tuyệt thế lật tung thiên hải, nghịch loạn đại dương. Uy thế, hung uy bộc phát tại thời khắc này không phụ uy lực thánh vương của nó. Trên ngàn dặm hải dương, tất cả cường giả bất luận là đang xem chiến hay là đang ác chiến, đều nhao nhao chú ý tới, trong ánh mắt lắc lư tất cả đều là trường kiếm liệt diễm từ trên trời giáng xuống, cùng siêu cấp cự thú lật tung đại dương. Ầm ầm. Hai bên còn không có chính thức tiếp xúc, ba động mãnh liệt đã dẫn bạo trên khung trời, như là biển lửa rơi xuống, đại dương đang bay lên không, uy lực thủy hỏa toàn diện giao hòa. Ngay sau đó, phốc phốc, Khương Phàm liên thủ với thủy tổ phân thân, khống chế vô thượng chí tôn kiếm chém uy lực đại dương ra, chặt đứt xúc tu bắn ra màn sáng, dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, từ trên xuống dưới. Bổ cơ thể to béo của hám hải thú ra, hoành hành trong đại dương rộng lớn. Cự thú thần vương khiến thần khắp chi hải rung động, cứ như vậy mà bị đánh thành hai nửa. Khương Phàm, thủy tổ phân thân lập tức tách ra, kéo lấy liệt diễm cuồn cuộn, trùng kích ở hai bên, diễn biến thành tuyệt thế luyện lô, chấn áp hai nửa thân thể hám hải thú, cưỡng ép luyện hóa. Mặt biển mãnh liệt, sóng lớn cuồn cuộn, hai tòa luyện lô bị chu tước quay quanh lại đang điên cuồng nuốt luyện năng lượng trời đất, luyện hóa cự thú đang vùng vẫy dẫy chết ở bên trong. Xa xa. Các cường tộc đại phái, nhất là đám tán tu, đều trợn mắt hốc mồm mà nhìn. Bọn hắn khiếp sợ không chỉ là hám hải thú cấp thánh vương đang đau đớn, mà là thực lực Khương Phàm hiện ra. Trong thoáng chốc, bọn hắn có loại dự cảm, đây không phải thánh vương chém giết, đây quả thực là huyễn kỹ. Khương Phàm tựa như đang cố ý hiển lộ rõ ràng thực lực của hắn, cố ý dùng phương thức nhìn càng oanh động giày xéo hám hải thú. Phải biết, trên chiến trường đại dương này, thực lực của hải thú rõ ràng sẽ càng mạnh, huống chi còn là cảnh giới thánh vương, đơn giản là có thể ra lệnh cho đại dương mênh mông. Nhưng tràng cảnh trước mắt, bọn hắn thậm chí có chút khó mà tiếp nhận được. Hống hống hống, hám hải thú cuồng bạo dẫy giụa, gào thét rung động cả thiên hải, nhưng bị gắt gao chấn áp ở bên trong luyện lô, bị liệt diễm nướng sống, bị hủy diệt tuyệt vọng. Nam cung đấu hồn muốn tới nghĩ cách cứu viện, lại bị thiên long kéo chặt lấy. Ha ha. Khương Phàm khống chế tốt hỏa hầu, không cần nướng già, thêm chút muối biển đơn giản, giữ nguyên vị là được. Mẫu thân nó, lão tử đều thèm muốn khóc. Thiên Long hét lớn, dã man trùng kích, long khí cuồn cuộn trong thiên hải, phối hợp với huyết lân Thiên Long mạnh mẽ đâm tới, đè ép Nam Cung Đấu Hồn lùi lại. Nam Cung Đấu Hồn rõ ràng đã dung hợp với chí bảo chấn tộc, nhưng lại hoàn toàn không phải đối thủ của con Thiên Long này. Bất luận là tử khí, sát khí hay là ánh sáng tà ác âm hiểm các loại, đều khó mà thật sự tổn thương đến Thiên Long. Thiên Long cuồn cuộn ánh sáng, ngược lại là diễn biến ra uy lực hồng mông, giam cầm thia trời đất, xua tan tất cả uy hiếp. Bên ngoài chiến trường nơi này mấy trăm dặm, Bạch Tai tự mình khống chế Nam Cung Minh đang vùng vẫy dẫy chết, thao túng ba bộ hài cốt thiên nhân, ác chiến với hai vị Thánh Linh Thái Uyên. Thánh Linh Thái Uyên tức giận muốn điên, vốn là đã bị trọng thương, bây giờ lại còn bị uy hiếp. Càng uất ức hơn chính là, tử khí âm sát mà bọn hắn kiêu ngạo nhất, đối với hải cốt đầu lâu cơ hồ đều vô hiệu. Khương Phàm và thủy tổ phân thân bay múa bao quanh tuyệt thế luyện lô, hình thành cơn lốc liệt diễm, gắt gao giam cấm hám hải thú ở bên trong. Hám hải thú gào lên đau xót, chưa từng nghĩ đến vị vua biển cả được vạn thú kính úy tại thần khắp chi hải như mình đây lại bị thiêu chết trong hải dương, nhưng mặc cho nó dẫy dụa như thế nào, đều khó mà tránh thoát ra ngoài. Quá hỗn đản. Khương Phàm là cố ý, hắn rõ ràng có thể giết chết hám hải thú, nhưng chỉ đang tra tấn, đang khống chế. Khương Phàm đang kích thích Nam Cung Đấu Hồn phân thân, loạn trận cước của Nam Cung Đấu Hồn. Khương Phàm thật sự đáng sợ, hắn lại có thể tùy tiện khống chế trận chiến đấu với cảnh giới Thánh Vương. Đó là Thánh Vương đấy. Hải thú cảnh giới Thánh Vương, lại là còn đang ở trong đại dương, rõ ràng là yêu vương lấy một địch hai, lại bị người ta tùy tiện trà đạp. Chu Tước đúng là Chu Tước, không hổ là chí tôn yêu tổ có thể lên trời chứng đạo. Vậy mà đám ngu xuẩn thương huyền kia lại bỏ mặc Khương Phàm phát triển đến cảnh giới như thế. Ta đột nhiên có dự cảm, không cần Khương Phàm xưng thần, chỉ cần bước lên thánh hoàng cảnh, thương huyền sẽ không còn thực lực nào trấn áp được hắn, bách tộc thiên khải đều tiếp nhận áp lực đến từ hắn. Người vây xem rung động càng hồi hộp, cảnh giới thánh vương không thể nghi ngờ là cực hạn mà tất cả cường giả mơ ước. Là chủ nhân hoàng đạo, là chúa tể hải dương. Cảnh giới như vậy không cần tùy tiện ra tay,
chỉ riêng khí thế cũng đã có thể chấn nhiếp cường địch, một khi khai chiến tất nhiên là khó bỏ khó phân, điên cuồng mà rung động, nhưng rõ ràng là Khương Phàm lại đang diễn dịch một trận khống chế tuyệt đối cho bọn hắn xem. Suy nghĩ lại một chút về tình cảnh Khương Phàm săn giết Ân Sát, Nhiếp Khuê Hùng, bọn hắn càng là cảm nhận được Khương Phàm cường hãn và khủng bố. Nếu như Khương Phàm tiến tới cảnh giới Thánh Hoàng, chẳng phải là có thể khiêu chiến thần linh. Trách không được kiếp trước Khương Phàm dám lên trời chứng đạo. Trách không được lúc trước cần Bách tộc Thiên Khải liên hợp chinh phạt. Rốt cuộc Nam Cung Đấu Hồn cũng ý thức được là mình đã làm quyết định sai lầm đến cỡ nào, mặc dù biết Khương Phàm rất mạnh, cũng nghe nói Thiên Long đặc biệt, nhưng trước khi không thật sự tiếp xúc, hắn vẫn luôn luôn cảm giác coi như mạnh thì cũng có thể mạnh tới đâu. Dù sao hắn cũng đã vững chắc tại cảnh giới Thánh Vương 200 năm, hám hải thú càng là cự thú của đại dương, mà Khương Phàm và Thiên Long cũng chỉ là tân tấn mà thôi. Coi như bọn hắn thật sự không địch lại, toàn thân trở ra vẫn không có áp lực chút nào. Nhưng, lần đầu tiên trong đời Nam Cung Đấu Hồn biết, thì ra giữa Thánh Vương và Thánh Vương lại còn có thể có chênh lệch kinh khủng như thế. Đừng nói toàn thân trở ra, ngay cả mạng sống đều cũng chỉ là huyền niệm. Nam Cung Đấu Hồn muốn cứu hám hải thú ra. Chỉ cần hai vị Thánh Vương bọn họ liên thủ, một kẻ thôi động trấn ngục huyết tháp, một kẻ pháp lệnh đại dương, hẳn là còn có thể có sức đánh một trận. Nhưng, liên tiếp ba lần tránh thoát, đều bị Thiên Long nắm lấy cơ hội hung hăng đánh trọng thương. Ngươi chỉ là một con cá sấu, giả làm Thiên Long cái gì? Nam Cung Đấu Hồn đánh tan Thiên Long lần thứ tư, làm bộ liền muốn đánh tới nơi xa, nghĩ cách cứu viện hám hải thú. Nhưng ngay lúc Thiên Long ngao ngao lấy muốn đuổi tới, một khắc này hắn lại đột nhiên quay người, điên cuồng thôi động trấn ngục huyết tháp trong thân thể, trong chốc lát trải rộng ra cảnh tượng quỷ dị như địa ngục. Ba thanh huyết kiếm vô cùng yêu dị, tinh hồng như máu, mở ra khung trời, chảm phá sinh tử, đánh về phía Thiên Long đang muốn đuổi theo. Cùng lúc đó, hắn tỉnh lại quỷ chủ bên trong huyết tháp, cùng thân thể khô gầy của hắn sinh ra nhìn giao hòa quỷ bí, như là hóa thân thành quỷ chủ, theo sát huyết kiếm đuổi giết Thiên Long. Tập kích, tuyệt sát, hắn giống như con như rắn độc cuộn mình lên, đột nhiên phát khởi một kích chí mạng, ổn chuẩn mà hung ác, muốn nhất cử giết Thiên Long chết bất đắc kỳ tử. Thương thương thương, huyết kiếm khuấy động sát cơ tử vong kinh khủng, cưỡng ép chấn mở Thiên Long, chặn đánh bảy mảnh huyết lân, đầu Thiên Long hoàn toàn bại lộ ở trước mặt Nam Cung Đấu Hồn. Nam Cung Đấu Hồn khô gầy như quỷ, dữ tợn đến đáng sợ. Khi hắn còn ở trong bụng mẫu thân thì đã liền bị tử khí xâm nhập, có được thể chất đặc biệt, có thể sinh ra dung hợp đặc biệt cùng quỷ chủ bên trong trấn ngục huyết tháp. Trận bạo kích vào giờ khắc này như là quỷ chủ lâm thế, hình ảnh bên trong hư ảnh địa ngục ở xung quanh đều như là chân thực lên, những con sông máu cuồn cuộn, xâm la san sát, hàng vạn quỷ hồn rít gào, khủng bố tuyệt luân. Cho dù là Thánh Hoàng, đối mặt với sinh tử, với đòn tấn công chém chết luân hồi thì cũng đều phải kiêng kỵ mấy phần. Nhưng, giở trò với lão tử, người còn kém chút hỏa hầu. Long văn trên trán đại tặc từ đầu đến cuối vẫn luôn đang vận sức chờ phát động, nương theo tiếng long ngâm mát lạnh, như là một con Thiên Long chân thực nhảy lên đi ra, khí tức bộc phát trong chốc lát để thiên hải hồi hộp, nó vỗ cánh thét dài, càn khôn nghịch chuyển, những tia sáng chiếu xa vạn trượng tất cả đều là ánh sáng hồng mông chói mắt, nương theo thanh âm đại đạo ù ù, trở thành duy nhất giữa thế gian. Ánh sáng đi tới, thời gian đều giống như dừng lại, tất cả tựa hồ cũng chậm lại, gần như là đình trệ. Thiên Long vỗ cánh bay đi, trực diện với Nam Cung Đấu Hồn. Long uy cuồn cuộn, nghiêm nghị thiên hải, rung động càn khôn, cường quang chiếu thấu tử khí vô tận. Mê ảnh địa ngục xung quanh Nam Cung Đấu Hồn kịch liệt nhấc lên, vạn quỷ gào thét, xâm la sụp đổ, liền ngay cả quỷ chủ giao hòa cùng Nam Cung Đấu Hồn cũng đều hồi hộp, gào lên liền tránh thoát, lui về trấn ngục huyết tháp. Ngưu ma trước quỷ rút lui để Nam Cung Đấu Hồn bỗng nhiên biến sắc, vì tập kích tại giờ phút này, tốc độ của hắn đều đã nhanh đến cực hạn, đã tránh cũng không thể tránh. Bành! Thiên Long bạo kích, tuyệt đỉnh cường hãn, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người Nam Cung Đấu Hồn. Nam Cung Đấu Hồn phun máu, bị đánh bay ra ngoài, thân thể giao hòa cùng trấn ngục huyết tháp bỏ đầy vết nứt, cho tới bây giờ đều là hắn tuyệt sát sinh cơ của kẻ khác, giờ phút này sinh cơ của chính mình lại tổn hao đi rất nhiều. Giống, hống hống hống. Thiên Long điên cuồng gào thét, Long ngâm thần thông chân chính, như vạn lôi đang đánh tung, như biển gầm sôi trào. Nam Cung Đấu Hồn tháo chạy lần nữa mất khống chế, chật vật bay lên.
Giống. Thiên Long vỗ cánh lao vùn vụt, tiếp tục gào thét, đè ép Nam Cung Đấu Hồn phóng tới 200 dặm. Nam Cung Đấu Hồn giãy giụa kịch liệt, nhưng cơ thể bị trọng thương từ đầu đến cuối đều không thể ổn định, hai mắt hắn đỏ ngầu, đau đớn mà gào thét, cưỡng ép tỉnh lại quỷ chủ, một lần nữa giao hòa cùng hắn. A! À, xương cốt toàn thân Nam Cung Đấu Hồn run rẩy, tử khí ngập trời, rốt cuộc cũng cưỡng ép ổn định được cơ thể, hắn lên tiếng gào thét, năng lượng tuôn ra, quả thực là đã gánh vác được Thiên Long. Xung quanh hắn sôi trào tử khí, tình cảnh địa ngục mông lung lại lần nữa hiển hiện, huyết hà lay động, phát ra huyết quang vô tận, Xâm La Điện ù ù rung động, đánh ra xiềng xích tử vong tà ác, vạn quỷ gầm thét, đối kháng với tiếng long ngâm. Nhưng, ánh mắt Nam Cung Đấu Hồn ngưng lại, đột nhiên nhìn thấy Thiên Long chợt ngừng lại, sau đó quay người chạy trốn, hai cái cánh kia chợt vỗ kịch liệt, tốc độ nhanh đến mức đều hình thành tàn ảnh. Thế nào? Hù được hắn rồi. Không đến mức như thế chứ. Ta vừa mới bắt đầu thôi mà. Không tốt. Sắc mặt Nam Cung Đấu Hồn lập tức kịch biến, bỗng nhiên quay người. Ngay một khắc này, Khương Phàm dương cánh bay cao, mở ra không gian, đánh tan đại đạo, lấy tốc độ mạnh hơn tia chớp giết tới phía sau hắn. Khương Phàm. Nam Cung Đấu Hồn quả quyết muốn thay đổi thế công, kéo lấy toàn bộ U Minh địa ngục kinh khủng đánh tới phía Khương Phàm. Thiên địa, đại táng. Khương Phàm từ đối diện giết tới, nắm một cái chế trụ hơn trăm dặm không gian, hung hăng đánh một kích về trước. Tiếng vang răng rắc, một ngạt đến mức để cho người ta toàn thân khó chịu, ngay sau đó trăm dặm thiên hải liền bò đầy vết nứt, ầm vang sụp đổ. Không chỉ là vỡ vụn, mà là chôn vùi, tất cả mọi thứ giữa thiên địa đều bị hủy diệt triệt để, vạn vật quy hư. Địa ngục sụp đổ, tử khí tán loạn, Nam Cung Đấu Hồn vội vàng không kịp chuẩn bị, lần nữa nhận lấy va chạm thảm liệt, máu văng tung tóe, cơ hồ đều táng diệt trong bóng tối vô tận. Đó là võ pháp gì? Vùng không gian xung quanh Khương Phàm kia bị chôn vùi rồi. Quần hùng hồi hộp, khoảng cách xa xôi đều nhìn rõ ràng hơn, trăm dặm trời đất đầu tiên là vỡ vụn, ngay sau đó là cuồn cuộn kịch liệt, triệt để quy về hắc ám. Một màn này để cho người ta nghĩ đến ngàn dặm tĩnh mịch trong thế giới mới trước đó, cũng chính là trận chiến giao thủ giữa Khương Phàm và Cửu Cực Thần Điện kia. Chẳng lẽ đó là do Khương Phàm làm? Khương Phàm đã đạt được truyền thừa biến thái gì? Chu tước truyền thừa đã là cực hạn của thế gian, hắn lại còn có thể có được truyền thừa như vậy, chẳng phải nói so với kiếp trước Khương Phàm càng mạnh hơn sao? Mọi người ngắm nhìn hắc ám, muốn nhìn rõ ràng tình huống ở trong đó, nhưng ánh mắt khó mà nhìn đến, ý thức càng là khó mà nhìn trộm, ngay cả âm thanh cũng đều không nghe được. Trọn vẹn qua 3 phút, một mảnh cường quang liệt diễm từ bên trong phong ra. Là Khương Phàm. Khương Phàm khống chế lấy phần thiên luyện vực xô ra khỏi bóng tối mênh mang, hắn hóa thân thành chu tước, khống chế phần thiên diệt thế viêm, bát hoang tuyệt diễm, vạn vật nguyên hỏa, trấn áp Nam Cung Đấu Hồn ở trên tế đàn cao ngất. Bạch tai. Khương Phàm dương cánh, tiếng gáy to mát lạnh, âm thanh chấn động cả cửu thiên. Ở đây, ngoài trăm dặm, hải triều tuôn ra, bạch tai dậm chân phóng lên trời, trong tay đang gắt gao bóp lấy Nam Cung Minh đã trọng thương sắp chết. Hai vị cường giả Thái Uyên cùng những cường giả khác đều điên cuồng bổ nhào, muốn nghĩ cách cứu Nam Cung Minh, lại bị hải cốt cưỡng ép bước ở lại. Khương Phàm chỉ đến bạch tai. Giết! A a a, cứu ta, mẫu thân nó nhanh cứu ta. Ta không thể chết, không thể nào. Nam Cung Đấu Hồn mệt mỏi điên cuồng giãy giụa. Không không không. Các cường giả Thái Uyên cuồng nộ bộc phát. Giết! Bạch tai giơ cao Nam Cung Minh sắp chết, ở ngay trước mặt Thái Uyên cực địa. Ngay trước mặt tất cả cường giả, một tay bóp lấy cổ Nam Cung Minh, ý thức cưỡng ép khống chế toàn bộ hài cốt của hắn. Phốc phốc, bạch tai bỗng nhiên co lại, xương cốt toàn thân Nam Cung Minh biến thành mảnh vỡ, từ chỗ cổ mãnh liệt lao ra, sau đó nhanh chóng ngưng tụ ở trong tay của hắn, tạo thành một bộ khung xương hoàn chỉnh lại mang đầy máu. Từ xa nhìn lại, tựa như là Nam Cung Minh bị sống sờ sờ rút khung xương ra. Bạch tai đưa tay trái bóp lấy túi ra Nam Cung Minh. Tay phải giơ cao hài cốt Nam Cung Minh, hoàn chỉnh diễn dịch ra một trận tách rời cốt nhục. Ngọa tào. Toàn trường hồi hộp, vô số người lùi lại mấy bước, ớn lạnh toàn thân. Rất nhiều nữ tử hoảng sợ mà gào thét, sắc mặt tái nhợt, suýt chút nữa đã bất tỉnh. Bọn hắn đều là một ít cường tộc vực địa, đều là cao cao tại thượng, lại biết nhiều việc đời, kinh nghiệm từng trải cũng rất phong phú, nhưng thật sự là chưa từng nhìn thấy hình na nào tàn nhẫn như vậy.
Giống. Vào lúc này, hai nửa hám hải thú bị thủy tổ phân thân trấn áp kia cũng đang đau đớn gào thét. Thủy tổ phân thân không còn bảo giữ lại mà là triển khai toàn bộ thực lực, điên cuồng xoay chuyển quay quanh luyện lô, năng lượng ở giữa thiên hải đều mãnh liệt hội tụ về luyện lô, nhiệt độ ở bên trong đã đạt tới cực hạn. Cơ thể rách dưới của hám hải thú đang nhanh chóng bị hòa tan, thẳng đến linh hồn mệt mỏi cũng bị tan rã triệt để. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân thể rách dưới ầm vang đổ vào trên mặt biển. A a a! Nam Cung Đấu Hồn đau đớn giãy giụa tại tế đàn, gầm thét giận dữ. Không xong đâu, trừng mắt mà nhìn cho kỹ. Đây chính là kết quả tập kích ta. Ngươi không giết chết được ta, ta đổ toàn bộ ngươi. Các ngươi đi trước một bước, Thái Uyên cực địa sẽ chôn cùng toàn tộc. Khương Phàm nắm Nam Cung Đấu Hồn trong tay, cưỡng ép hướng phương xa. Sau khi Bạch Tai xử tử Nam Cung Minh, thủy tổ phân thân trấn sát hám hải thú, bọn hắn liền lập tức liên thủ nhào về phía đám người Thái Uyên cực địa còn sống sót kia. Khương Phàm, có chừng có mực, ngươi tùy ý tàn sát, chắc chắn không được chết tử tế. Lão Phật Tu Di Sơn uy nghiêm thét lên ra lệnh, Phật quang minh mông phổ chiếu thiên hải, tràn ngập ra uy thế cường thịnh hùng hồn. Các cường giả Thái Uyên cực địa giống như là bắt lấy được cây cỏ cứu mạng, trốn qua phía Tu Di Sơn nơi đó. Thời điểm bọn hắn giết ta cũng không thấy lão đầu ngươi lên tiếng cái rắm. Ta giết bọn họ, ngươi giả trang thánh Phật cái gì? Ta nhiều lần cho Phật môn các ngươi mặt mũi, các ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Lão gia hỏa, nếu như ngươi dám ở thần dụ chi hải này can thiệp ta nửa bước, Khương Phàm ta, vạn thế thần triều ta chắc chắn sẽ tuyên chiến toàn diện với Phật môn ngươi. Ngươi, gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Ngươi, đại biểu Phật môn thiên hạ sao? Khương Phàm bá đạo thét lên ra lệnh, vang vọng giữa thiên hải minh mông, mang theo túc sát vô tận, trực diện với Tu Di Sơn. Thiên hải yên tĩnh, tất cả cường tộc đều bị chấn nhiếp rồi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người giận dữ mắng mỏ Phật môn như vậy, thậm chí còn tuyên bố muốn tuyên chiến. Lực ảnh hưởng của Phật môn ở trong lòng thế nhân cơ hồ muốn đuổi theo đế tộc, mà địa vị Phật môn tại Thái Sơ Đại Lục, ngay cả Thái Sơ đế tộc đều phải kính sợ, ngoại trừ yêu tộc, ma tộc ra, chỉ sợ đây là nhân tộc đầu tiên dám trực diện với Phật môn như thế. Giết! Thủy tổ phân thân và Bạch Tai cố ý hô to, đuổi theo các cường giả Thái Uyên cực địa. Không chỉ có như vậy, thậm chí bọn hắn còn thoáng thả chậm tốc độ, cho đến khi các cường giả Thái Uyên thật muốn chạy trốn tới chỗ Tu Di Sơn nơi đó, cố ý ở ngay trước mặt bọn họ, cưỡng ép săn giết. Cái cử động tàn nhẫn này, điên cuồng khiêu khích này, để đám tăng lữ đều hứng chịu tới nhục nhã quá lớn. Nhưng dù sao đều là một chút người thu thân dưỡng tính, có thể nhịn được. Mà Khương Phàm nói ở trước mặt mọi người, nếu như vạn thế thần triều chiến tranh cùng Phật môn, chính là trách nhiệm của đám người bọn hắn đây. Cho nên, đối mặt với vây bắt thảm liệt, Thái Uyên cực địa kêu rên, bọn hắn cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Sau khi thủy tổ phân thân săn giết xong tên cuối cùng, Khương Phàm liền kéo Nam Cung Đấu Hồn sắp chết vào thông thiên tháp, triệt để kết thúc trận săn giết này. Nhưng, Khương Phàm không có buông tha lão Phật, cách minh mông hải triều, chỉ đến mà quát tháo. Ngay cả cứu người đều lo lắng trùng điệp, các ngươi vẫn là Phật môn phổ tể dân chúng lúc trước sao, các ngươi vẫn là Phật đạo được vạn dân kính ngưỡng sao. Các ngươi, chỉ là hoàng đạo, Phật đà thủy tổ, phổ độ chúng sinh, chí tôn nhân tộc chân chính. Mà các ngươi thì sao? Cùng với hoàng tộc, hoàng đạo đều lợi ích trên hết, có bản chất gì khác nhau? Hứa Như Lai, nếu như ngươi không thể nào thật sự nghĩ đến chúng sinh, không thể cứu tế vạn dân, không thể bảo vệ dân chúng làm truy tìm suốt đời, Tu Di Sơn liền xem như dốc hết khả năng bồi dưỡng ngươi đến thần linh, ngươi đời này kiếp này cũng không phải chân Phật, càng đừng vọng tưởng xa lĩnh Phật môn, vạn Phật cộng tôn. Xá lợi của Phật Đà Thủy Tổ chỉ có thể làm vũ khí của ngươi, là năng lượng của ngươi, mà không thể nào thật sự giao hòa cùng ngươi. Bởi vì, ngươi không xứng. Tất cả Phật môn các ngươi, không xứng. Tiếng Khương Phàm gào thét hùng hậu vang vọng khắp thiên hải, rung động cả mười phương, dẫn phát không gian rung chuyển, càng kích phát uy lực và năng lượng của thương sinh tạo hóa. Hứa Như Lai trang nghiêm túc mục, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng không có bao nhiêu xúc động, nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, Phật ấn chỗ mi tâm, cùng xá lợi trong khí hải vậy mà dưới tiếng gầm thét của Khương Phàm lại xuất hiện ba động vi diệu. Tử Ngữ Yên trong đội ngũ Phật môn khẽ mím môi, tinh thần run rẩy, đối mặt với Khương Phàm hơi có vẻ dữ tợn ở nơi xa, lòng sinh e ngại, nhưng không biết vì sao,
bên trong e ngại lại còn có mấy phần cảm giác khác thường. Mặc Dao ngồi xuống trên người Hỏa Kỳ Lân, nó đang kéo căng móng vuốt, toàn thân nổi lên sóng nhiệt cuồn cuộn. Nó chịu đủ uất ức cùng ẩn nhẫn, đối mặt với nam tử phóng túng nơi xa, vậy mà lại cảm thấy hào hùng đã lâu. Khương Phàm thu hồi phần thiên luyện vực, dung hợp cùng thủy tổ phân thân, chỉ đến toàn trường. Trước khi làm bất kỳ quyết định gì, ngẫm lại kết quả đám người Thái Uyên cực địa này cho ta. Khương Phàm ta từ trước tới giờ không lạm sát kẻ vô tội, càng không hề muốn trở thành kẻ địch với thiên hạ, nhưng ai chẳng biết tốt xấu, ta cũng không cần lưu tình. Làm kẻ địch với Khương Phàm ta, ta nhất định sẽ trở thành ác mộng của các ngươi, không phụ kỳ vọng của các ngươi. Toàn trường yên tĩnh, đối mặt với ánh mắt lăng liệt của Khương Phàm, vậy mà bọn hắn lại không dám đối mặt. Ngay cả bị cặp mắt kia quét chúng, đều có loại cảm giác toàn thân rét run. Nhóm người lại lần nữa thế giới trốn tới trước đó kia, đa số đều đã kiến thức được Khương Phàm bá đạo và tàn nhẫn. Nhưng đối với các cường tộc mới tới mà nói, hôm nay xem như thật sự được lĩnh giáo đến chỗ kinh khủng cùng tư thái cuồng bá của Khương Phàm. Thánh Vương, nói giết liền giết, Thái Uyên cực địa, toàn bộ đều bị đồ sát, lại còn dám chỉ vào Tu Di Sơn chửi ầm lên, không hổ là chủ nhân Thương Huyền suýt nữa xưng đế kiếp trước. Ta muốn về Thương Huyền đại lục, nếu ai dám đi theo, suy nghĩ thật kỹ hậu quả nếu như bị phát hiện. Khương Phàm đang muốn cảnh cáo, trong thế giới mới đột nhiên truyền đến âm thanh ù ù trầm muộn, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng. Xuyên qua mây mù lượn lờ trên bình chướng, sóng lớn vỗ tới trời, cuộn trào mãnh liệt, bao phủ lấy dãy núi, phá hủy lấy cây rừng. Là cự côn, hình thể 3 vạn mét, giống như là hòn đảo màu đen di động, cách rất xa đều có thể nhìn thấy rõ ràng, nó đang khống chế lấy hải triều, lao thẳng đến vòng xoáy Nam Bộ, cái đầu to lớn đong đưa mãnh liệt, phát ra tiếng gào thét hùng hậu, đinh tai nhức óc, cực kỳ táo bạo. Ở phía sau hải triều, cường quang tỏa xa vạn trượng, năng lượng tuôn ra, sát khí cuồn cuộn bao phủ khắp đất trời. Mấy thú triều kim xí thiên bằng, đằng xa, thao thiết đang theo sát hải triều lao nhanh, lao thẳng đến vòng xoáy phía nam này. Thú triều làm sao lại tới nơi này? Chẳng lẽ biết Nam Bộ chúng ta thế yếu, muốn đuổi theo ra đến một lưới đả kích? Quá phách lối, rõ ràng chúng ta mạnh hơn so với đám yêu thú thế giới mới, kết quả lại bị đuổi như chó nhà có tang. Đoàn kết lại, giết thôi. Đoàn đại gia ngươi, rút lui đi. Tất cả cường giả trắng bệch cả mặt, khiếp sợ lui lại. Ai giúp cho một chút, liền nói ta đã chạy, chạy đến phía tây. Khương Phàm hô lớn một tiếng, sau đó cưỡi cự ngạc lao thẳng đến phía đông. Đám người sửng sốt một chút, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Chẳng lẽ là thú triều đang truy kích Khương Phàm? Nguyên nhân là Khương Phàm trộm con cự côn kia sao? Cường giả các tộc không do dự nữa, nhanh chóng rút lui, giữ vững khoảng cách an toàn. Khi cự côn táo bạo va chạm vòng xoáy, xông ra khỏi thế giới mới, tất cả mọi người cơ hồ đều giơ lên tay, đồng loạt chỉ đến phía đông. Tử Ngữ Yên đang muốn ngoan ngoãn chỉ hướng tây, lúng túng rơi tay xuống, cũng chỉ đến phía đông. Nguy cơ sinh tử ngày mai, tăng thêm. Thú triều nóng nảy liên tiếp xô ra thế giới mới, một bộ phận lưu lại uy hiếp cường tộc Nam Bộ. Ba vị thánh vương cự côn, đào ngột, đằng xà thì đuổi bắt Khương Phàm. Các tộc mạnh tới đâu cũng vẫn tiếp tục lui lại, kéo ra khoảng cách với kim xí thiên bằng, biểu thị mình không có nguy hiểm. Lực chú ý của bọn hắn đều hướng về phía thú triều đang đuổi bắt Khương Phàm, rất chờ mong thú triều thật có thể giết Khương Phàm, nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy Khương Phàm và Thiên Long đổ sát Thái Uyên cực địa, bọn hắn cũng thật không có lòng tin. Tuy nhiên, sức chiến đấu của cự côn tại Hải Dương hẳn là mạnh hơn so với con hám hải thú kia chút, đằng xa là huyết mạch cấp yêu tổ, bí thuật truyền thừa tương đương bá đạo, đào một càng là thánh vương mạnh nhất thế giới mới, cường hãn càng hung tàn hơn. Nếu như có thể phối hợp với loại thánh thú không gian hư không lân trùng kia, nói không chừng thật đúng là có thể giày vò Khương Phàm một trận, làm sống mà như gần chết. Rất nhiều người lòng đều ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể đuổi theo chứng kiến cái thời khắc kích động lòng người kia. Nhưng nhiếp tại địch ý mà kim xí thiên bằng biểu hiện ra, bọn hắn ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không được chịu thua kém, đuổi kịp hắn, trừng trị hắn. Mọi người tận hết khả năng nhìn về phương xa, đang mong đợi thú triều có thể kéo Khương Phàm lại. Cũng may Hải Dương vuông vức bao la, nhìn phạm vi thì lớn, nhưng chỉ cần linh lực hội tụ ở hai con ngươi thì liền có thể nhìn ra tình cảnh bên ngoài 500 dặm. Khương Phàm chạy thật nhanh nhỉ.
vậy rốt cuộc là cá sấu, hay là thiên long, tư thế bốn cái móng vuốt phóng tới như thế trông thật buồn cười. Đằng xa và bọn chúng không có mang hư không lân trùng sao. Cũng chỉ là đi theo ở phía sau. Khoảng cách rõ ràng đang kéo gần lại, hư không lân trùng hẳn là đang xúc tích lực lượng, dù sao đối chiến cùng tên điên khương phàm này, áp lực vẫn rất lớn. Đám người nhìn đến tràn đầy phấn khởi, đang mong đợi đặc sắc chém giết. Bọn người Dương Biện thì âm thầm lắc đầu, đây cũng là khương phàm cùng thế giới mới đang diễn kịch rồi. Cường nhân đúng là cường nhân, lại còn có thể điều động thế giới mới phối hợp. Ai, cứ chạy như vậy sao, không phải đã nói sẽ mang ta đi sao? Đại vương đột nhiên kịp phản ứng, gấp đến loạn nguyệt, hận không thể lập tức liền đuổi theo. Đừng có gấp, chờ bọn hắn đùa giỡn diễn xong sẽ đi qua. Hắn nói mang theo ngươi, khẳng định là sẽ mang theo ngươi. Dương Biện lắc đầu, trước đó gia hỏa này đến thế giới mới còn liên tục khẩn cầu hắn nói với Khương Phàm một chút, muốn ở lại hải thần đảo lớn mạnh huyền quy tộc, kết quả bây giờ đã quên sạch không còn chút nào. Ngươi mặc kệ đám huyền quy thương uyên đảo kia rồi. Dương Hồng Liệt rất bất đắc dĩ, bây giờ hải thần đảo rất cần vị thánh linh huyền quy này tọa chấn. Ta là tộc trưởng, phải vì huyền quy tộc phát triển lớn mạnh mà cố gắng, sao có thể ở lại nơi đó nhi nữ tình trường. Lại nói, hạt giống quý giá của ta đều đã được giải đi, chuyện nuôi hải tử giao cho các ngươi. Đại vương dùng sức dướn cổ lên, gắt gao nhìn chằm chằm cự ngạc đang phóng tới, sợ vứt nó thật. Bất lão tuyền thì sao? Có phải, để cho bọn chúng hay không? Ta là tộc trưởng, đương nhiên ta phải mang theo. Thế nhưng, không có nhưng gì cả, chỉ cần ta mạnh lên, bọn chúng khẳng định đi theo hưởng phúc. Thịt rồng Khương Phàm cho đâu, cho thêm chút, so với bất lão tuyền còn mạnh hơn. Ngươi thật không biết xấu hổ. Dương Hồng Liệt cũng nhịn không được mà oán thầm. Gia hỏa này trở lại Thương Uyên đảo chuyện đầu tiên chính là để bất lão tuyền kia của người ta còn không có thành thục, dung nhập vào bên trong bất lão tuyền của nó. Lấy tên đẹp là tạo nên bất lão tuyền chân chính. Nếu như nó ở lại Thương Uyên đảo thì cũng không có gì, bây giờ lại muốn chạy trốn. Ta muốn đi. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Ba người Mặc Dao và hai Thổ Kỳ Lân kia đều đồng loạt nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Ta muốn đi Thương Huyền, liền đi bây giờ. Giọng của Hỏa Kỳ Lân rất nặng, giống như là đã hạ quyết tâm cực lớn. Ngươi điên rồi sao? Bọn người Mặc Dao khó có thể tin, bọn họ biết Hỏa Kỳ Lân đã bị kích thích, nhưng không nghĩ tới sẽ thật sự muốn rời khỏi, lại còn là ngay bây giờ. Ta không điên, ta chưa bao giờ tỉnh táo qua giống như bây giờ. Ta muốn đi Thương Huyền, ta muốn truy tìm con đường trưởng thành của ta. Mệnh của ta, chính ta làm chủ. Ngươi tỉnh táo lại cho ta. Mặc Dao nghiêm túc khiển trách. Ngươi không chỉ là chính ngươi, ngươi còn là Kỳ Lân của Bất Hủ Thần Sơn. Ngươi có thể truy tìm con đường phát triển của ngươi, nhưng phát triển của ngươi không tại Thương Huyền, không tại Xí Thiên Giới. Ngươi càng không thể làm việc nguy hiểm tổn hại Bất Hủ Thần Sơn được. Nếu để cho người khác nhìn thấy bên cạnh Khương Phàm xuất hiện Kỳ Lân, đầu tiên liền sẽ nghĩ đến Bất Hủ Thần Sơn, ngươi còn có để cho chúng ta sinh tồn tại Thái Sơ hay không? Ngươi biết chúng ta có thể kiên trì đến bây giờ, có thể trở lại Hoàng Đạo, đã bỏ ra bao nhiêu cố gắng không? Nếu như ta có thể đi đến Xí Thiên Giới, sẽ một mực ở lại nơi đó, cho đến kích phát huyết mạch, biến đổi đến Mặc Kỳ Lân, thậm chí là Tổ Kỳ Lân, không đến một khắc này, ta tuyệt đối không xuất hiện ở bên ngoài, chờ thời điểm ta xuất hiện, đã không còn là Hỏa Kỳ Lân, không có ai biết đó là ta. Thật sự cho đến ngày ấy, ta muốn Bất Hủ Thần Sơn làm ra quyết định, đến cuối cùng là tìm Xí Thiên Giới nương tựa, hay là bị kéo lên chiến xa Thái Sơ đế tộc. Ngươi không thể ích kỷ như thế. Xem như ngươi cố ý tìm Xí Thiên Giới nương tựa, cũng phải đi về cùng nhau thương nghị. Ta trở về liền không ra được, ta là công, lại là tội, trăm năm sau, gặp lại nhau. Hỏa Kỳ Lân dứt khoát làm ra quyết định. Không phải nó không muốn về Bất Hủ Thần Sơn, mà là không thể trở về. Nếu như Bất Hủ Thần Sơn không nguyện ý mạo hiểm, càng không nguyện ý đắc tội Thái Sơ đế tộc, cơ hội Kỳ Lân tộc tái hiện vinh quang tiên tổ cũng chỉ có thể chạy đi ở trước mặt bọn chúng, đến lúc đó nó muốn ra được liền khó khăn. Nếu như Bất Hủ Thần Sơn thật sự nguyện ý mạo hiểm, dứt khoát tìm Xí Thiên Giới nương tựa, chắc chắn lựa chọn Mặc Kỳ Lân làm thống lĩnh, thậm chí là tộc nhân Mặc gia thích hợp khác, tuyệt đối không tới phiên Hỏa Kỳ Lân nó đây. Cho nên, nó không thể trở về Thái Sơ,
nó muốn trực tiếp lao tới Thương Huyền. Đây là lựa chọn của nó sẽ phụ trách tới cùng. Nếu như cuối cùng Bồi Thiếp Khương Phàm tan xương nát thịt, nó chấp nhận. Nếu như có thể tái hiện vinh quang tiên tổ, nó chính là công thần chân chính của Kỳ Lân tộc. Không nên vọng động, Kim Vô Song biết Khương Phàm đã tiếp cận chúng ta, nếu như ngươi đột nhiên biến mất, rất dễ dàng khiến cho nàng ngờ vực vô căn cứ. Thời điểm Kỳ Lân đang nơi này kịch liệt thảo luận, khung trời nơi xa lại đột nhiên bạo động, mấy trăm dặm bầu trời trong sáng không có dấu hiệu nào phá thành từng mảnh nhỏ, lộ ra thâm không hắc ám. Một màn này lập tức kích thích biển người đang dõi mắt nhìn ra xa. Hư không sao lại nát? Là hư không lân trùng ra tay sao? Quá tốt rồi! Có hư không lân trùng phối hợp, nhìn xem Khương Phàm chạy đi đâu. Thậm chí hôm nay có thể vây chết hắn. Thâm không hắc ám cuồn cuộn mãnh liệt, như sóng đào, từng đường quyền cương như thiên thạch mở ra hư không, tràn ngập đất trời đánh về phía Khương Phàm cùng cự ngạc đang phóng tới. Hư không lân trùng tới. Diễn kịch mà thôi, không đến mức nghiêm túc như vậy chứ. Cự ngạc đong đưa thân thể, nhấc lên long khí cuồn cuộn, kích ra huyết lân. Huyết quang lượn lờ mặt ngoài huyết lân, giống như long huyết tươi mới chảy xuôi, bạo phát thần uy kịch liệt, giống như 18 tấm cự thuẫn nguy nga bị thiên long quay quanh, chặn lại ở phía trước. Ầm ầm, quyền cương cuồng dã bạo kích hư không, chấn động thiên hải. 18 tấm long lân lay động lịch liệt, lù lù như cự nhạc, cưỡng ép gánh vác tinh thần bạo kích. Mặt biển nhấc lên sóng to gió lớn, cuộn trào mãnh liệt bốn phương tám hướng, thanh thế cực kỳ khủng bố. Nhưng, thế công đến từ hư không vẫn liên miên bất tuyệt, từng đường quyền cương dung hợp hư không kinh khủng, không nhìn đến khoảng cách không gian, tiếp tục bạo kích huyết lân mà cự ngạc chống lên. Quyền cương đụng vào thiên hải nhấc lên lôi chiều giống như vết nứt không gian, cuồng dã lan tràn, muốn xé rách thiên hải vô tận. Hư không lân trùng có thánh vương sao? Đến thật sao? Cự ngạc kích phát huyết mạch, một lần nữa hóa thành thiên long, dương cánh bay lên không, đôi mắt sắc bén, long khí trùng thiên. Nó diễn hóa ra hàng vạn long ảnh, lướt qua 18 tấm huyết lân thuẫn, cuồng kích giữa thâm không. Vạn long tề phát, thanh thế to lớn, tiếng long ngâm to rõ, vang vọng khắp thiên hải. Hư không sôi trào lên, rung động ầm ầm, kinh hồn nhiếp phách. Đằng xa và mấy thú triều đang đuổi theo liên tiếp dừng lại, gắt gao tiếp cận thâm không bạo động. Không đúng, hư không lân trùng đều đang ở trên thân bọn chúng, ai đang chặn đánh thiên long? Cái không gian bạo động này không thể nghi ngờ là đã đạt tới vấn đề thánh vương. Đại tặc, lui, lui ngay. Khương Phàm đột nhiên biến sắc, nghiêm nghị hét lớn. Trong tích tắc, trái tim của hắn bành trướng nhảy lên, toàn bộ bản thân thức tỉnh. Hắn hiện ra lăng thiên thuật. Đánh tan không gian trói buộc, ở trước sống chết, vọt tới phía trước cự ngạc, không đợi toàn bộ bản thân giao hòa cùng thân thể, đã lập tức vung lên thái cổ thông thiên tháp. Ngươi làm sao? Đại tặc vừa muốn kinh ngạc, đột nhiên phát giác được một loại khí tức để nó hồi hộp, huyết mạch cũng là nổi lên từng cơn ớn lạnh. Phòng! Khương Phàm gào thét, đều không có thời gian nhiều lời một chữ, điên cuồng giao hòa với bản thân, thúc giục thông thiên tháp. Thông thiên tháp từ tầng đầu tiên đến tầng thứ 5, tấn mãnh kích phát, nương theo cường quang cuồn cuộn, giống như là như trụ trời ầm vang đứng vững, quy mô tăng vọt, va chạm đại dương mênh mông, giơ cao nâng lấy bầu trời. Đường vân thần bí mà cổ lão từ dưới đi lên ở mặt ngoài thông thiên tháp như vạn đạo thông thiên, tầng tầng giải phóng lấy uy lực và năng lượng bảo tháp kích phát ra. Thiên hải mênh mông đều giống như muốn bị thông thiên tháp triệt để chấn áp lại. Đại tặc không rõ tình huống. Khống chế 18 tấm huyết lân nhanh chóng trở về, giống như là pháo đài bảo vệ bọn hắn, cùng với tiếng gào thét hùng hậu, huyết mạch toàn thân nhanh chóng sôi trào, kích phát ra long khí thao thao bất tuyệt, đánh thẳng vào huyết lân, kích phát ra uy lực thiên long chân chính. Bọn hắn điên rồi, cũng trở nên luống cuống. Bởi vì theo sụp đổ hư không, Khương Phàm thình lình từ trong hư không thấy được một thân ảnh già nua mà quen thuộc. Lão tổ thánh hoàng của Thái Cổ Thần Miếu, Hạo Huyền Minh. Dựa theo Khương Phàm suy tính, Thái Cổ Thần Miếu phải tầm nửa tháng nữa mới có thể đến, nhưng nhìn thấy sụp đổ hư không, Khương Phàm đã biết nguyên nhân. Thái Cổ Thần Miếu còn có võ giả không gian, không phải Thánh Vương, cũng là Thánh Linh Đỉnh Phong. Phần Thiên Thần Hoàng, rốt cuộc chúng ta cũng gặp mặt. Hạo Huyền Minh khô gầy, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, nhưng toàn thân lại lưu chuyển âm dương nhị khí, khuấy động uy thế tuyệt luân khủng bố. Hắn không chỉ là Thánh Hoàng ngàn năm.
càng là trưởng khống giả thái âm thái dương cường hãn. Ầm ầm. Hạo Huyền Minh nhấc cánh tay trái lên, cường quang chiếu sáng vạn trượng, chí dương chí phách, như là kéo lên mặt trời, tay phải nâng lên, âm nhu giá lạnh, như là ngưng tụ ánh trăng. Âm dương cũng tập, tuyệt thế khủng bố. Hai tay bạo kích mãnh liệt, nổ lên sóng chiều hỗn độn đầy trời, trời đất mơ hồ, như là thần ma gầm thét. Khương Phàm điên cuồng thôi động thông thiên tháp, trấn áp thiên hải, nghịch loạn âm dương. Thiên Long cường thế kích phát huyết mạch, thôi động huyết lân cưỡng ép bảo vệ. Nhưng, thiên hải bạo động, cường quang sáng chói đến ngàn dặm không gian đều trong suốt lên. Thông thiên tháp mãnh liệt lắc lư, ầm vang dâng lên, lật tung đại dương mênh mông, xé nát không gian, tháo chạy đến nơi xa. Khương Phàm lập tức trọng thương phun máu, mất khống chế bay đi. Thiên Long trưởng khống huyết lân lập tức tán loạn ngay tại chỗ, năng lượng hủy diệt tràn ngập đất trời bao phủ cự ngạc, lân phiến toàn thân bị phát nát, huyết nhục văng tung tóe, thân thể to lớn nhanh chóng tháo chạy. Ngay cả đằng xa, đào ngột, cự côn vừa mới dừng lại đều bị liên lụy, liên tiếp rời khỏi mặt biển, bay về phía sau. Đó là ai? Thánh Hoàng sao? Bạo động thật sự là khủng khiếp, một kích đã có thể đánh bay Khương Phàm và Thiên Long rồi. Âm dương nhị khí, chẳng lẽ là lão tổ tông Thái Cổ Thần Miếu? Thái Cổ Thần Miếu đến quá nhanh. Khương Phàm chết chắc. Quần hùng hồi hộp, rung động không gì sánh được. Ai cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện biến cố ngoài ý muốn như thế này, nhưng... nếu vị lão tổ tông Thánh Hoàng kia giáng lâm, hôm nay Khương Phàm tất nhiên cửu tử nhất sinh. Lão tổ tông Thần Miếu. Bọn người Dương Biển quá sợ hãi, toàn thân bất chợt lạnh lên. Hạo Huyền Minh không có cao ngạo nói nhảm, không có phách lối nhục nhã, trong ánh mắt lạnh lùng là sát cơ lạnh thấu xương, sau lưng của hắn là hai cánh âm dương, là âm dương rực vấn đề trí cao, càng là thái dương và thái âm. Hai cánh xuất hiện, trong chốc lát, đất trời bên trái rực sáng, bên phải thì là bóng tối vô tận, cứ như là hắn chính là giới hạn của ánh sáng và hắc ám, là biên giới của sự sống và cái chết. Ầm ầm. Hạo Huyền Minh vỗ mạnh hai cánh, âm dương nhị giới chuyển động, khí tức của sự sống và cái chết lập tức cuồn cuộn, ở giữa thiên hải mông lung hỗn loạn như là mở rộng cánh cửa luân hồi, bao phủ khắp đất trời, đánh tới phía Khương Phàm. Ngươi mau chạy đi, ta ngăn hắn lại. Đại tặc mãnh liệt đong đưa thân thể, cuồng loạn gào thét, vào thời khắc sinh tử, nó không chần chờ chút nào, lập tức sôi trào huyết mạch, tuôn long khí ra, bổ nhào đi qua phía tôn thánh hoàng khủng bố đến hít thở không thông kia. Nhưng, xiềng xích hoành hành, bạo kích khắp nơi, rầm rầm quấn quanh đến trên thân đại tặc. Đến đây cho ta. Khương Phàm cưỡng ép triệu hồi thông thiên tháp, trấn trụ đại tặc, không để ý nó gào thét, cưỡng ép kéo vào thông thiên tháp. Mái tóc hắn bay loạn, gương mặt dữ tợn, trong thời gian cực ngắn diễn biến ra thủy tổ phân thân, dương cánh bay cao, lấy thoát sinh thuật tự bạo chặn đánh cánh cửa luân hồi. Cùng lúc đó, ý thức câu thông nhật nguyệt tinh thần cùng đại dương và không gian, lấy tư thái điên cuồng nhất, diễn biến càn khôn đại táng. Tại thời khắc sinh tử, Khương Phàm nhanh chóng bộc phát đến cực hạn. Ầm ầm, thủy tổ phân thân nghênh kích cánh cửa âm dương luân hồi, va chạm trong chốc lát đã cưỡng ép tự bạo. Thánh Vương đỉnh phong tự bạo, đánh rách tà tơi bầu trời, xốc lên đại dương mênh mông, ngay sau đó táng diệt càn khôn, từ hư vô đến thiên hải, lại đến đại dương, phạm vi hơn 200 dặm bị cưỡng ép áp xúc, triệt để xóa đi, tạo thành hắc ám. Sinh tử luân hồi thuật của Hạo Huyền Minh bị cưỡng ép ngăn chặn một cách không thể tưởng tượng nổi. Các cường giả vây xem nơi xa rung động đến hồi hộp, thậm chí Khương Phàm có thể kháng hai kích của Thánh Hoàng. Đó cũng không phải là tân tấn Thánh Hoàng. Là Thánh Hoàng tồn tại đỉnh phong. Nhưng, cũng chỉ là như thế. Ầm ầm. Hạo Huyền Minh chấn động hai cánh âm dương, vượt qua hắc ám vô tận, giết tới trước mặt Khương Phàm. Mặc dù bạo kích chí cường bị cưỡng ép ngăn cản, nhưng hắn vẫn không có bất cứ lời gì, không có bất kỳ sự thương hại gì, âm dương lưu chuyển trong hai tròng mắt tất cả đều là sát ý, ra tay càng là vô tình. Khương Phàm suy yếu đến hôn mê, đầu tiên là rút ra huyết khí thần hồn dẫn bạo thủy tổ phân thân. Sau đó lại là triệt để phóng thích tam đại táng, chôn vùi càn khôn, mặc dù cho thấy thế công cực hạn, ngăn trở một kích chí mạng, nhưng cũng thiếu chút ép khô hắn. Tuy nhiên, Khương Phàm còn có tuyệt kỹ, đó chính là Niết Bàn. Tại lúc Hạo Huyền Minh giết tới trong chốc lát, Khương Phàm dùng tốc độ khó mà tin nổi trở lại đỉnh phong, ngẩng đầu khàn giọng bạo hống. Ý thức xuyên suốt khí hải, giống như cự thú vô hình, đột nhiên xâm nhập thế giới liệt diễm,
bắt lại Liệp Thần Thương đang yên lặng. Liệp Thần Thương ầm vang thức tỉnh, lại còn là bị đánh thức, sát khí cuồn cuộn trong khí hải, như kiếm nhận phong bạo, cơ hồ muốn chấn vỡ nát thế giới khí hải, ngay sau đó quét sạch mạch máu, trùng kích kinh mạch, giống như là muốn trực tiếp chôn vùi Khương Phàm. Ầm ầm. Sát khí bạo phát từ cơ thể Khương Phàm, như đại dương bạo động, nhấc lên những con sóng lớn cao đến vạn trượng, muốn chôn vùi dân chúng. Liệp Thần Thương, cảnh giới Thánh Vương lại vọng tưởng thôi động Liệp Thần Thương, là ngươi tự tìm đường chết. Sắc mặt Hạo Huyền Minh hơi biến đổi, từ ngữ khinh thường, nhưng trên hành động lại cực kỳ cẩn thận. Đầu tiên là ngừng thế công, kéo ra khoảng cách an toàn, ngay sau đó hai cánh âm dương diễn biến âm dương ngư lạ thường, chập chờn trên mặt cánh, giống như là âm dương lưỡng giới đang hoành hành. Cùng lúc đó, thân thể bắt đầu phát sáng, âm dương nhị khí lấy thân thể là nguyên, diễn biến ra đường vân thái cực, tràn ngập tứ chi cùng cơ thể, như là tứ chi thông thiên, thân thể là vũ. Trong nháy mắt, bộc phát ra thanh thế kinh thiên động địa, tràn ngập ra khí tức giống như diệt thế. Ầm ầm, thân thể là thái cực, nhanh chóng lưu chuyển, trùng kích hai cánh âm dương ngư. Một loại khí cơ khủng bố để thiên địa sụp đổ, chúng sinh hít thở không thông bộc phát trong nháy mắt. Giờ khắc này, cả trời và đất đều đang oanh minh, giống như là thiên địa sơ khai, hết thảy mọi thức đều bị phá toái, sương mù hỗn độn tràn ngập, khắp nơi đều là thần huy, khắp nơi đều là loạn lưu. Bên ngoài mấy trăm dặm, các cường giả chật vật tháo chạy, kinh hồn sợ hãi. Đây chính là thế công của Thánh Hoàng. Không, đây cũng là Thánh Hoàng đỉnh phong bộc phát toàn diện. Vị lão tổ tông kia hiển nhiên không có coi Khương Phàm là thành Thánh Vương, mà là đối thủ chân chính, cho nên không chút lưu tình nào. Loại tư thế cùng thủ đoạn này, để Dương Biện và Đại Vương đều thay Khương Phàm cảm thấy tuyệt vọng, khí tức khủng bố tràn ngập đất trời, để bọn hắn cách vài trăm dặm đều có loại cảm giác muốn vỡ nát, thật sự là khó mà cứu viện. Khương Phàm không lo được sợ hãi hay khẩn trương, ý thức căng cứng, làm càn hét lớn, ý thức đang điên cuồng thôi động, rút Liệp Thần Thương ra. Nhưng, tình cảnh điên cuồng phản kích này hiện ra ở trong tầm mắt toàn trường, lại đầy máu đến tàn bạo. Toàn thân Khương Phàm đều đang vỡ nát, máu văng khắp nơi, cứ như thân thể của hắn chỉ là vật chứa của Liệp Thần Thương mà thôi. Tư thế rút ra Liệp Thần Thương, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Khương Phàm thiêu đốt huyết khí, thôi động móng vuốt chu tước phía bên phải, cưỡng ép khống chế trán Liệp Thần Thương. Liệp Thần Thương tinh hồng như máu, trông vô cùng yêu dị, huyết khí mênh mông giống như một con sông máu lao nhanh, bên trong ẩn hiện tàn hồn thần ma đang giãy giụa. Trên đỉnh huyết thương là phong mang sắc bén đến thấu xương, giống như là có hàng tỷ tia lôi đỉnh vần quanh, muốn xuyên phá vùng trời này, chôn vùi cửu trọng thiên. Toàn trường oanh động, vừa kinh hãi lại càng tuyệt vọng hơn, không thể không lần nữa tháo chạy. Giết! Khương Phàm không màng sống chết, miệng phun đầy máu, đánh ra Liệp Thần Thương. Giờ khắc này, mặc dù hắn đang vỡ nát thảm liệt, lại như là không phải dân chúng, mà là thương thiên cuồng nộ. Sinh tử vạn vật, vạn đạo càn khôn, đều tại hắn pháp lệnh phía dưới. Hạo Huyền Minh diễn hóa thái cực, bộc phát ra khí cơ khủng bố khiến chúng sinh hít thở không thông, phóng thích đi qua phía Khương Phàm. Oanh! Âm dương lưu chuyển, hỗn độn cuồn cuộn, như là muốn táng diệt vạn vật trên thế gian, giống như là thế giới đang triệt để sụp đổ. Khương Phàm thân ở trong đó, nhỏ bé như sâu kiến. Nhưng Liệp Thần Thương vẫn mở ra mênh mông hỗn độn, đánh xuyên thế giới đang sụp đổ, như là không nhìn đến bất cứ trật tự nào, cứ diệt thế tất cả pháp tắc. Oanh! Khương Phàm bị âm dương vô tình đánh tan, thân thể rách dưới vỡ vụn ngay tại chỗ, máu thịt cùng xương cốt đều dính đến cùng một chỗ. Nhưng, một kích toàn lực của Liệp Thần Thương qua đi ngàn năm vẫn thể hiện ra được thế công kinh khủng, nghịch hành âm dương, vỡ vụn hỗn độn, phốc phốc, xuyên qua lồng ngực Hạo Huyền Minh, đánh nát trái tim của hắn. Thế công cường hãn mang theo Hạo Huyền Minh bay rớt ra ngoài. Toàn trường yên tĩnh, tất cả cường giả đều đứng ở đằng xa, ý thức như là đã mất đi năng lực suy tính, trong ánh mắt tất cả đều là hai bóng người đang tháo chạy. Khương Phàm xong rồi. Hạo Huyền Minh đánh ra bạo kích chí mạng, muốn mệnh Khương Phàm sao? Nhưng, Liệp Thần Thương quả nhiên khủng bố, Thánh Vương thôi động, vậy mà lại có thể đánh xuyên Thánh Hoàng đỉnh phong. Cảm giác so với trong truyền thuyết còn càng kinh khủng hơn. Hạo Huyền Minh đau đớn kêu thảm, ý thức giống như bị giết chóc vô tận tràn ngập, thấy được núi thây biển máu, thấy được thần ma vẫn lạc. Đây là khí tức sát lục của Liệp Thần Thương,
đang ăn mòn ý thức của hắn, đang tàn phá lấy sinh cơ của hắn. Không nghĩ tới, Khương Phàm lại có thể thôi phát ra liệp thần thương thật. Liệp thần thương quả nhiên khủng bố, có thể đánh xuyên thân thể thánh hoàng đỉnh phong hắn đây, lại còn là dưới tình huống hắn bộc phát toàn lực. Nhưng, Hạo Huyền Minh rất nhanh đã nhịn được đau đớn, thậm chí không có khép lại thương thế, cũng không có kiểm tra tình huống, lại lần nữa đuổi giết Khương Phàm. Hắn muốn triệt để diệt sát Khương Phàm, không thể để cho đối phương có bất cứ cơ hội nào. Mà, còn đầy đủ tôn trọng. Hắn muốn thể hiện ra âm dương huyền bí mạnh nhất, để Khương Phàm chết toàn diện, thần hồn câu diệt, ngay cả vụn thịt cặn đều không thừa, hồn tia đều không tồn tại, hoàn toàn xóa đi khỏi thế gian này. Cho nên, cơ thể Hạo Huyền Minh bộc phát ra cường quang quỷ bí, từ đường vân, cốt nhục, ngũ tạng, lục phủ, thậm chí ba hồn bảy phách đều đang phát sáng. Vạn vật trên thế gian đều có thể tố nguyên đến hai chữ âm dương. Nhật Nguyệt, 4 giờ, Hùng Thư, Cương Nhu, vạn sự vạn vật, đều là phân âm dương. Khi tìm tòi nghiên cứu đến âm dương ảo diệu chân chính, liền có thể từ âm dương mở rộng tứ tượng, từ tứ tượng diễn biến ra vạn vật. Mặc dù linh văn của Hạo Huyền Minh là âm dương dực, không phải âm dương văn, nhưng sau khi lắng đọng ở cảnh giới thánh hoàng ngàn năm, sớm đã nhìn trộm đến âm dương huyền diệu. Giờ khắc này, khi ảo diệu thăng hoa, khi âm dương lưu chuyển, toàn thân Hạo Huyền Minh lưu chuyển ra đại đạo oanh minh, xương cốt, kinh lạc, huyết dịch biến đổi, mỗi một giọt máu đều như là cá thể độc lập, bắn ra uy lực và năng lượng cực hạn. Hạo Huyền Minh như là tay giơ cao nâng cửu thiên, chân đạp vững cửu địa, tham gia cùng thiên địa, cùng sinh tử tương ứng, diễn biến ra tuyệt thế thần uy, đánh Khương Phàm kinh khủng một kích. Thánh Hoàng đỉnh phong, cường tuyệt như thần. Khương Phàm suy yếu đau đớn, gần như đứng trước cái chết, đang rơi xuống u minh. Nhưng, thời điểm khí tức âm dương cuồn cuộn tại thiên hải, hắn cố gắng lắc đầu, cưỡng ép tỉnh táo lại. Hai cánh chấn động, phóng lên tận trời. Một tiếng bạo hống, cả hai tay đều là vung ra vạn kiếp liên tử, đánh về phía Hạo Huyền Minh. Hai mắt Khương Phàm bắn ra cường quang, thần nhãn phát huy, như tái hiện uy lực chu tước kiếp trước, cường quang như huyết kiếm ra khỏi vỏ, mở ra hư không, bạo kích hai hạt vạn kiếp liên tử. Vạn kiếp liên tử sáng chói đẹp đẽ, bên ngoài lượn lờ ánh sáng, bên trong lại có hàng tỷ tia lôi chiều. Khi thần huyết va chạm tới, trong chốc lát, hạt sen run rẩy mãnh liệt, giống như là thế giới lôi điện đang sụp đổ, cuồng kích ra lôi chiều, đánh vỡ nát càn khôn, lôi chiều tráng kiện như vạc, lại có được uy lực thiên kiếp. Khắp thiên hải đều bị cường quang bao phủ, đại dương mênh mông đều tràn ngập lôi chiều. Khung trời sụp ra vết nứt vô tận, hải chiều càng là trợ chướng lôi uy. Trong nháy mắt, ngàn dặm đại dương đều giống như sôi trào lên, tuyệt thế khủng bố, kinh thế rung động, các cường giả cùng đám tán tu đang xem ở bên ngoài mấy trăm dặm đều vô tình bị bao phủ, huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm liên miên. Khương Phàm phóng thích vạn kiếp liên tử, đồng thời kích phát ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh, che đậy mình đến bên trong, ngay sau đó diễn biến phần thiên luyện vực ngưng tụ thành áo giáp, bảo vệ toàn thân. Nương theo tiếng vang đinh tai nhức óc, cửu hoàng luyện thiên đỉnh hoành hành trong thiên hải, giống như là thiên thạch nện trên mặt biển, phóng thẳng đến đáy biển. Khương Phàm may mắn thoát khỏi cảnh khó, nhưng đỉnh lô va chạm sinh ra thanh chiều, lại chấn động đến màng nhĩ của hắn, máu tươi chảy ngang. Khương Phàm, thả ta ra ngoài. Đại tặc điên cuồng va chạm thông thiên tháp, gào thét với bên ngoài. Xảy ra chuyện gì? Đông Hoàng Như Ảnh và Đông Hoàng Như Yên khẩn trương bay lên không? Khương Phàm. Đại tặc hét lớn, để cho không gian rung động, bay lên không va chạm cửa ra vào tầng thứ ba, nhưng thông thiên tháp trấn áp thiên hải, chống cự lư lôi chiều, cũng giam cấm không gian bên trong. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Đông Hoàng Như Ảnh quát lớn. Là Thái Cổ Thần Miếu, lão tổ tông thánh hoàng của bọn hắn đến rồi. Toàn thân đại tặc răng rắc giòn vang, huyết nhục hài cốt đều đang phát huy, tiếp tục chấn kích hai cánh, đụng chạm đến bình chướng trong thông thiên tháp. Thái Cổ Thần Miếu. Sắc mặt Đông Hoàng Như Ảnh và Đông Hoàng Như Yên trắng bệch. Đó là cường giả thánh hoàng đỉnh cao, càng là người nắm âm dương đại đạo trong tay. Mặc dù cực ít hiện ra thực lực, nhưng ai cũng rõ ràng sự kinh khủng của hắn. Hạo Huyền Minh bị lôi chiều giống như thiên phạt cuồng kích, da thịt bị xé rách, lộ ra bạch cốt âm u, ngay cả âm dương sinh tử đều bị xỏ xuyên, như là tự mình một kích Kura tiếp nhận vạn đạo thần tôn. Nhưng, thế công như thế này có thể thương tổn được hắn,
lại tuyệt đối không thể giết hắn. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, lấy hết ra. Hạo Huyền Minh lòng dạ lại sâu thì cũng đều có chút nổi giận, vượt qua đại dương minh mông, toàn lực bôn tập, rốt cuộc cũng ngăn chặn được Khương Phàm. Đây không thể nghi ngờ là lần đầu tiên của các hoàng đạo thương huyền, hắn cũng không có bất cứ cái sự kiêu ngạo hay tự phụ gì, đi lên chính là toàn lực bạo kích, kết quả 4 lần ra tay, toàn bộ đều bị Khương Phàm chống đỡ được, thậm chí còn bị xỏ xuyên trái tim, làm trọng thương cơ thể. Khương Phàm theo cửu hoàng luyện thiên đỉnh trầm luân tại đáy biển, ý thức hoảng hốt, toàn thân phá toái, bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, ngay cả tốc độ đại diệu thiên kinh khép lại đều trở nên chậm chạp. Liệp thần thương, liệp thần thương. Khương Phàm đau đớn, cực lực gọi liệp thần thương bị đánh đi ra về. Đây là vũ khí mạnh nhất của hắn, càng là thứ để ỷ vào khiêu chiến quần hùng đại dương này. Nhưng phóng thích vừa rồi hiển nhiên không có đạt tới mong muốn của hắn. Hắn không hy vọng xa vời có thể thật sự đánh giết lão tổ thánh hoàng đỉnh phong của thần miếu, nhưng hẳn là thật sự trọng thương. Là mình không có được liệp thần thương tán thành sao? Ý thức Khương Phàm lúc sáng lúc tối lấp lóe liên hồi, cơ hồ muốn lâm vào mê man, nhưng vẫn đang liên tục gọi liệp thần thương về, đồng thời rời khỏi luyện thiên đỉnh, mặc cho máu tươi đang thẩm thấu lan tràn bên trong hải triều cuộn trào mãnh liệt, phải dùng huyết tế táng diệt đại dương mênh mông. Bất luận là Sơn Hà đại táng, Thiên Địa đại táng, hay là Nhật Nguyệt tinh thần đại táng, phương pháp có thể hiện ra uy lực nhất, chính là huyết tế. Nơi này là đại dương mênh mông, nếu như tùy ý để máu tươi chảy ngang, uy lực và năng lượng được thả ra chắc chắn sẽ đạt tới một loại cực hạn. Chỉ cần có thể kiềm chế Hạo Huyền Minh một lát, liệp thần thương lại cưỡng ép giết tới, tất nhiên có thể lần nữa trọng thương Hạo Huyền Minh, tiếp theo. Liền có thể giao cho đại tặc. Đây là cơ hội duy nhất. Nếu không, hắn thật sự phải chết ở chỗ này. Liệp thần thương, ta đang triệu hoán ngươi. Liệp thần thương, chủ nhân đời này của ngươi, đang triệu hoán ngươi. Trở về với ta, mau trở về với ta. Khương Phàm bắt đầu tỉnh táo, trở nên càng ngày càng sáng tỏ, cường thế mà bá đạo thét lên ra lệnh cho liệp thần thương. Đối đãi loại sát khí hoang cổ kia, chỉ có thể chinh phục, tuyệt đối không thể khẩn cầu. Phần thiên thần hoàng, chuẩn bị chịu chết đi. Hạo Huyền Minh va chạm hải triều, đuổi giết tới đáy biển. Âm dương nhị khí lưu chuyển, lấy hai cánh hiện ra uy lực âm dương, lấy chiến khu khai phách uy lực tứ tượng, hỗn độn mãnh liệt khắp toàn thân, giống như là vũ trụ đang thành hình, lại có chư thiên tinh thần, có vạn vật vạn linh, cảnh tượng kinh thế, ba động khủng bố để đại dương còn tràn ngập lôi triều lại lần nữa sôi trào. Uy lực và năng lượng tại giờ khắc này như là muốn đột phá thánh hoàng đỉnh phong, vị lâm thần cảnh. Hai con mắt sung huyết của Khương Phàm mơ hồ nhìn thấy Hạo Huyền Minh đang tới gần, cứ như đó không còn là một bộ thân người, mà là thế giới thần bí đang ù ù diễn biến, hai cánh âm dương đang chấn động kia càng không phải là cánh, mà là âm dương đại đạo hóa thân, uy thế mà Hạo Huyền Minh đang bộc phát giống như là muốn phá diệt luân hồi, triệt để xóa hắn khỏi thế giới này. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, rốt cuộc Khương Phàm cũng sinh ra cộng minh cùng Liệp Thần Thương. Ầm ầm. Liệp thần thương treo cao ở chân trời tại thời khắc này đang kịch liệt chấn động, lắc lư thiên hải, bóp méo không gian, huyết quang yêu dị, mênh mông vạn trượng, giống như là mặt trời màu đỏ đột nhiên rơi xuống hải dương, rọi khắp vạn dặm. Một tiếng vang thật lớn, thiên hải sụp đổ, cửu thiên thập địa đều đang vỡ vụn, đại đạo đứt đoạn, trật tự xé rách, liệp thần thương bỗng nhiên xoay tròn, xuyên qua hết thảy, trong chớp mắt liền đánh vào đại dương mênh mông. Hạo Huyền Minh giật mình trước nguy hiểm trong chốc lát, hai con ngươi của Khương Phàm bỗng nhiên ngưng tụ lại, huyết tế đại dương mênh mông, cũng trùng kích ý thức, mở ra thông thiên tháp. Ông âm thanh trầm đục, hải dương xung quanh Khương Phàm đột nhiên bị chôn vùi, những chỗ máu tươi đi tới, trực tiếp hóa thành lỗ đen, sóng chiều táng diệt kinh khủng, tràn ngập xiềng xích tử vong, tuôn ra từ trong hư vô vô tận, quấn quanh Hạo Huyền Minh. Mà Liệp Thần Thương lại như là thức tỉnh ra tuyệt thế chiến uy, trên đường vân mặt ngoài thần ma gầm thét, gào vỡ đại đạo. Liệp thần thương không phải vũ khí bình thường, mà là tuyệt thế sát khí có được ý thức, khi nó bộc phát, như là sát thần lâm thế. Hạo Huyền Minh Gram thấy ớn lạnh toàn thân, tiếp nhận áp bách nặng nề, hắn quả quyết quay người phản kích. Hai cánh bạo kích bắn ra âm dương, diễn biến thái cực, hóa thành lưỡng nghi, sinh sôi tứ tượng, trong thời gian cực ngắn, trong thân thể hóa thành hỗn độn thế giới hiện ra đường vân quỷ bí cổ lão, thần bí khó lường. Càng mênh mông bát ngát hơn. Tứ chi giống như là tứ tượng thiên trụ, hai cánh giống như là sinh tử lưỡng giới.
trên cổ hắn, đương nhiên đó là thần nguyên của thần tôn Thái Cổ Thần Miếu đã từng sinh ra, sau khi ngã xuống đã lưu lại. Giờ khắc này, hắn mượn nhờ uy lực thần nguyên, thể hiện ra thần uy chân chính. Ầm ầm bộc phát, cái thế giới Hạo Huyền Minh này đều bị cưỡng ép tách ra, giao hòa cùng thần nguyên, bạo kích Liệp Thần Thương. Hắn không tin Liệp Thần Thương có thể bị Khương Phàm hiện ra sát uy chân chính. Hắn không tin Liệp Thần Thương có thể dung chuyển thần nguyên thần tôn còn sót lại của hắn. Cho nên, hủy diệt đi. Phản kích sau cùng của Khương Phàm. Nhưng, khi mà Hạo Huyền Minh triển khai toàn bộ thực lực, cuồng kích Liệp Thần Thương, trong thoáng chốc hắn đã chú ý tới, một thân ảnh quỷ bí mà non nớt không thể tưởng tượng nổi lại xuất hiện ở phía sau Liệp Thần Thương, giống như là hài tử, đưa tay nhấn một cái lại tỏa hàng vạn tia sáng, giống như là lít nha lít nhít dây leo, hỗn loạn xen lẫn. Lập tức giao hòa có thứ tự, hung hăng đánh vào phần đầu Liệp Thần Thương. Ầm ầm. Sát uy chân chính của Liệp Thần Thương bộc phát cực hạn tại thời khắc này, huyết khí vô tận nhuộm dần đại dương mênh mông, sát khí thảm liệt thẩm thấu thiên hải. Uy thế thần cấp mà Hạo Huyền Minh mượn nhờ thần nguyên bộc phát ra, đã ầm vang sụp đổ ở trước mặt Liệp Thần Thương, thái cực lưỡng nghi, thậm chí tứ tượng, đều tùy theo đó mà chôn vùi. Liệp Thần Thương xuyên qua năng lượng bạo động, lao thẳng đến Hạo Huyền Minh. Qua, Hạo Huyền Minh giật mình trước nguy cơ, quả quyết thôi động thần nguyên, kích phát ra âm dương nhị khí càng mênh mông hơn. Đại dương mênh mông nhấc lên, sóng chiều dâng lên vô biên, âm dương huyền diệu mà phức tạp mãnh liệt lao ra ngoài, tại bên trong âm dương mông lung vặn vẹo vậy mà lại xuất hiện một bóng người mơ hồ, như là thần tôn đã chết trong thời gian vô tận kia trọng hiện. Bành, Liệp Thần Thương nhận lấy quấy nhiễu, như là muốn xuyên qua thế giới thật sự, đánh vào âm dương giới khác. Nhưng, Liệp Thần Thương khủng bố tuyệt luân, tại lúc nghìn cân treo sợi tóc, trở lại chân thực, đánh vỡ nát nửa người Hạo Huyền Minh, máu tươi nhiễm đỏ cả biển. Ngay sau đó, âm dương chiều dâng cuồn cuộn kịch liệt, khuấy động hơn nghìn dặm đại dương mênh mông, dẫn phát hải chiều bạo động kinh khủng, từ đáy biển thẳng tới mặt biển, nhấc lên biển động cao vạn trượng, cuồng dũng tới đại dương. Hạo Huyền Minh bị trọng thương tháo chạy, khí tức sát lục thảm liệt ăn mòn nửa người, cơ hồ muốn mệnh của hắn. Hắn đau đớn càng kinh hồn hơn, đều đã kích phát thần nguyên, lại còn ngăn không được Liệp Thần Thương. Hai tử vừa rồi kia là cái gì? A, à, Hạo Huyền Minh đột nhiên giật mình, tiểu hài nhi, đang trước mặt hắn. Xuất hiện từ lúc nào? Ảo giác sao? Không đúng, là thật. Một hài tử, mười mấy tuổi, đôi mắt đen kịt, tà khí lẫm nhiên, cứ không thể tưởng tượng nổi mà xuất hiện ở trước mặt hắn như vậy. Không đợi Hạo Huyền Minh giãy giụa, thần nguyên còn tung bay ở trước ngực lại bị cưỡng ép giam cầm, cưỡng bức kéo ra ngoài. Tiểu hài nhi lập tức biến mất. Hết thảy tựa như là một giấc mơ. Giống. Vào lúc này, tại thời khắc cuối cùng Khương Phàm lại mở ra thông thiên tháp sôi trào lên long khí vô tận. Thiên long thoát khốn, chấn kích hai cánh, lo lắng tìm kiếm bóng dáng Khương Phàm. Vỏ giả không gian của thần miếu ẩn nấp ở trong hư không, hoàn toàn không dám xuất hiện, bạo động ở phía ngoài quá kinh khủng. Có thể chôn vùi hắn bất cứ lúc nào. Huống chi hắn còn rất tin tưởng thực lực lão tổ tông, cũng không cần sự hỗ trợ của hắn. Cho tới giờ khắc này, sau khi nghe được tiếng thiên long giống to, hắn liền cau mày, cắn răng vừa muốn đi ra. Nhưng, trong hư không liên tiếp sáng lên từng tia u quang, định thần nhìn lại là lít nha lít nhít phải trùng, trong lúc vô tình đã bao vây hắn. Thiên long dương cánh lao thẳng đến đáy biển. Đáy biển sâu mênh mông mấy trăm dặm sớm đã bị táng diệt, hình thành khu trống không, hải chiều xung quanh đang tuôn ra bổ sung, hình thành biển động. Người đâu? Khương Phàm, Khương Phàm. Thiên long hét lớn, ngạnh kháng lấy hải chiều nặng nề bạo động, mạnh mẽ đâm tới, lo lắng tìm kiếm lấy Khương Phàm. Ở nơi đó, tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh đứng ở trên lưng thiên long, phá tan hải chiều, diễn biến con đường không gian, chỉ đến sâu trong đáy biển phía xa. Nhanh nhanh nhanh, bạch tai mơ hồ đã nhận ra năng lượng hài cốt đặc biệt. Thiên long bỗng nhiên biến mất, khi xuất hiện đã là chiến trường hỗn loạn vừa mới kết thúc. Lão già, nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Hạo Huyền Minh bị phá toái đánh xuyên, thiên long phát ra tiếng hét giận dữ rung động cả đại dương mênh mông, huyết mạch sôi trào, long khí cuồn cuộn, hai cánh mãnh liệt chấn kích, ánh sáng lộng lẫy trên toàn thân bỗng nhiên ảm đạm, long văn trên trán lại tăng vọt ánh sáng đến cực hạn. Giống như là chân long nhảy lên, nghịch loạn càn khôn. Hồng mông mê quang chữa trị thiên hải, diễn biến vạn hoa,
nương theo thanh âm ù ù, đuổi giết Hạo Huyền Minh. Đông Hoàng như ảnh lưu chuyển ra ánh sáng mông lung, phạm vi không lớn, lại thần bí khó lường, nàng có kiểu nhan tuyệt mỹ, khí chất ưu nhã, làm nổi bật vẻ mỹ diệu tuyệt luân. Trong lúc triển khai, hai con người càng như có huyền quang lưu chuyển, giống như thần nữ lâm thế. Tại lúc Thiên Long diễn biến thế công mạnh nhất, phóng thích Long Văn, một khắc này, nàng đột nhiên giơ lên hai cánh tay nhỏ nhắn mềm mại, mê quang lộng lẫy xen lẫn xung quanh, như là một mảnh trường hà thời không, rạch ra vết tích ở trước mặt nàng. Trường hà thời không sáng đến chói mắt, ánh sao cuồn cuộn, như là lịch sử phát triển của thế giới ầm ầm dậy sóng, đều ở trong lòng bàn tay của nàng. Đông Hoàng như ảnh nâng cao tay trái lên, lôi kéo thời không chảy xuôi, tay phải điểm nhẹ, đi ngang qua thời không, va chạm một ngôi sao. Giống. Giữa lúc đột ngột, thiên hải lay động, càn khôn đấu chuyển, đại dương vô tận, tinh không mênh mông, đều như là xuất hiện sai vị cực hạn. Đại đạo vô tận, pháp tắc đầy trời, đều rõ ràng tại thời khắc này đây, như có thể nghe được tiếng chúng sinh hò hét, có thể cảm nhận xiềng xích đại đạo oanh minh, có thể nhìn thấy thời không biến thiên, có thể nhìn thấy vạn vật héo quát. Đông Hoàng như ảnh từ bên trong thời không vô tận, dẫn xuất mảnh đạo long khí. Đó là vị đại đạo long quỷ thứ hai được thiên long tộc sinh ra tại thời kỳ thượng cổ, là thiên long thần chết bởi chiến dịch thiên địa kia, cũng là chủ nhân lưu lại trứng rồng tạo nên đại tạc chân chính. Lục đạo truyền thừa của Đông Hoàng như ảnh có tên là Vạn Cổ Thiên Thu, có thể cảm ngộ thời không biến thiên, càng có thể nhìn trộm những dấu vết thần linh cường hãn lưu lại qua trong dòng sông lịch sử kia, mà chân chính đối ứng với chư thiên lục táng, thì là Đại Táng thứ sáu, chư thiên thần ma. Một sợi long khí đến từ những năm tháng vô tận trước đây, rót vào long văn mà đại tặc đang thả ra kia. Trong chớp mắt, long văn như là thành vật dẫn kỳ diệu, tái hiện uy lực long thần thượng cổ. Hàng vạn tia sáng tỏa ra, hồng mông lưu chuyển, thời gian ngừng lại, không gian ngưng tụ. Long uy cuồn cuộn, sát uy mênh mông, không thể nghi ngờ là đã đạt tới vấn đề thánh hoàng. Hạo Huyền Minh lại lần nữa giật mình trước nguy hiểm, thân thể rách dưới lập tức liền muốn phản kích. Nhưng vừa mới bị liệp thần thương xuyên qua, bị hài đồng thần bí làm kinh đến, phản ứng vẫn chậm mấy phần. Bành! Long văn hoành kích, hồng mông chôn vùi âm dương, giống như uy lực khai thiên tích địa, đánh đến Hạo Huyền Minh tản mát cả cốt nhục, quét ngang mấy ngàn thước, phá tan mặt biển, đổ cả bầu trời. Tỷ tỷ! Đông Hoàng như yên khó có thể tin nhìn tỷ tỷ, vừa rồi đó là võ pháp gì? Bạch Tai đều rất bất ngờ, nàng có thể giúp thiên long nâng cao uy thế. Cứu người. Đông Hoàng như ảnh lại giống như bệnh nặng một trận, mệt mỏi suýt chút nữa ngồi liệt xuống. Đông Hoàng như yên bừng tỉnh, vung ra không gian thánh thụ, bao lấy tỷ tỷ, lại lao thẳng đến sâu trong đáy biển. Không gian thánh thụ không chỉ có thể thi triển lực lượng hư không, còn có được khí tức sinh mệnh đặc biệt, vừa vặn có thể tầm bổ tinh khí thần mà Đông Hoàng như ảnh kịch liệt tiêu hao. Bạch Tai, bảo vệ Khương Phàm, có khả năng trong hư không còn có nguy hiểm. Đại tặc hất bọn hắn ra, cuồng nộ bay lên trời, đuổi giết Hạo Huyền Minh đã liên tiếp bị trọng thương. Sau khi Khương Phàm đang khổ cực kiên trì, ý thức vẫn lâm vào trong bóng tối vô tận, thân thể vỡ vụn theo sóng chiều dưới đáy biển mà vô lực phiêu đãng. Đại Diệu Thiên Kinh đang tỏa ra hào quang nhỏ yếu trong kinh mạch, lại khó mà tiếp tục chữa trị sinh cơ bị nghiền ép tiêu hao. Đan Hoàng lo lắng thúc giục ở bên trong ý thức hải, để Khương Phàm tỉnh táo lại. Hắn ở chỗ này. Đông Hoàng như yên mở ra hải triều, tìm được Khương Phàm. Đông Hoàng như ảnh ôm lấy Khương Phàm, đút cho hắn viên thuốc, cẩn thận từng ly từng tí độ dẫn luyện hóa. Sao hắn lại bị thương thành như thế này rồi? Đông Hoàng như yên nhìn thấy bộ dáng Khương Phàm thì hít vào một ngụm khí lạnh, hắn khô quắt lại, giống như một bộ thi thể chết đi mấy năm, toàn thân bò đầy vết nứt, lộ ra nội tạng ảm đạm cùng xương cốt tái nhợt, nhìn thấy mà giật mình, để cho người ta sợ hãi. Có thể còn sống đã may mắn rồi, mau cứu hắn. Đông Hoàng như ảnh thúc giục. Đông Hoàng như yên bừng tỉnh, tranh thủ thời gian ngưng tụ trà cây tươi non, bao trùm cơ thể Khương Phàm, lan tràn bên trong vết nứt cùng nội tạng, phóng thích lên khí tức sinh mệnh nồng đậm. Bạch Tai phóng xuất ra mênh mông cốt khí, diễn biến ra cây giáo bạch cốt dày đặc, như rừng rậm bao phủ trăm dặm biển sâu xung quanh, sau đó thay Khương Phàm khép lại xương cốt đã vỡ vụn. Ầm ầm, thiên hải bạo động. Sóng lớn vô biên. Âm dương lưu chuyển, hồng mông thông thiên. Đại tặc thiêu đốt huyết khí, điên cuồng bạo tẩu, ác chiến với Hạo Huyền Minh.
Đây vốn là ác chiến không đối xứng, nhưng Hạo Huyền Minh đã trọng thương sắp chết, hắn không nhưng thể thi triển toàn lực, ngay cả phản kích đều trở nên vô lực. Hạo Huyền Minh tức giận lại sốt ruột, Thái Âm Thái Dương tượng trưng cho hai loại lực lượng cực hạn của thế gian, từ xưa đến nay đều nhận tôn sùng cực cao, hắn có thể dung hợp âm dương, đã là vinh quang càng là biểu tượng của thực lực, nhưng thời gian qua đi ngàn năm, toàn lực xuất kích, vượt biển bôn tập mấy chục vạn dặm, vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh bây giờ. Hắn thực sự không cam tâm. Hắn càng khó có thể hiểu hơn. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Hai đồng thần bí kia là ai? Giống. Thiên Long gào thét, long khí sôi trào, tiếng long ngâm cuồn cuộn, hai cánh cuốn lên hải triều. Nó càng đánh càng mạnh, càng đánh càng cuồng, đè ép quét ngang Hạo Huyền Minh hơn 500 dặm, trực tiếp đụng phải bình chướng của thế giới mới. Các cường giả may mắn thoát khỏi khó khăn đang tiếp tục ngắm nhìn chiến trường bạo loạn. Đều có loại cảm giác hoảng hốt, có phải mình đang nằm mơ hay không, có phải là đã bị lôi chiều chấn thương ý thức rồi hay không. Đó là lão tổ tông thần miếu sao? Đó là đỉnh phong thánh hoàng sao? Thiên Long phát cuồng, vậy mà lại có thể đánh hắn thành như thế này. Trận chiến đấu trước đó không có tận mắt nhìn thấy, hẳn là có công lao của Khương Phàm, thậm chí có thể là Khương Phàm đã đánh Hạo Huyền Minh bị thương thành như thế này. Nhưng, đó càng là không có khả năng. Khương Phàm chỉ là tân tấn thánh vương, có thể ép đỉnh phong thánh hoàng thành như thế này. Đỉnh phong thánh hoàng, đó chính là tồn tại gần với thần. Là công lao của Liệp Thần Thương sao? Oanh! Hạo Huyền Minh cuồng bạo phản kích đều bị vô tình đánh tan. Các ngươi trốn không thoát, các hoàng đạo thương huyền đang chạy về nơi này, lại đến thêm một cái nữa thì liền có thể lấy mạng của các ngươi. Hắn kích phát âm dương nhị khí, diễn biến ra hai cánh tay mới tinh. Hai tay nhanh chóng hóa thành hai cánh, mặc dù không kịp đỉnh phong lúc cường thịnh, nhưng vẫn tại diễn biến ra âm dương ngư trên hai cánh. Hai cánh tụ lại, bao quanh toàn thân, giống như tạo thành kết giới thần bí. Hắn không còn chấp nhất dây dưa, mà là rời khỏi nơi này. Nếu không hài tử thần bí kia lại xuất hiện, hôm nay cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi được nữa. Đừng hòng chạy, đường đường là lão tổ tông hoàng đạo, không biết xấu hổ sao. Đại tặc bộc phát ra chiến ý vô địch đánh rách tả tơi thiên hải, thân thể nhanh chóng gầy yếu, long uy cuồn cuộn đến cực hạn, hai cánh chấn vỡ nát trời cao, đuổi giết Hạo Huyền Minh. Chênh lệch giữa Thiên Long tộc cùng Cự Long tộc không thể nghi ngờ là hai cánh cùng xương rồng. Thiên Long tộc có đánh rách tả tơi bầu trời với cực hạn tốc độ, thậm chí có thể khống chế không gian, Cự Long tộc thì là có được thể phách kinh khủng, có hài cốt không thể phá vỡ. Tại thời khắc cuồng nộ, đại tặc bộc phát uy thế đến cực hạn, giống như là một viên thiên thạch hoành hành trong không gian, đánh tới Hạo Huyền Minh. Không nôn nóng, nhiều nhất 5-3 ngày, chúng ta sẽ còn gặp lại. Hạo Huyền Minh cưỡng để tinh thần, phóng thích âm dương khí tức sau cùng, lấy lưỡng nghi sinh tứ tượng, lấy tứ tượng diễn bát quái, không gian xung quanh kịch liệt vặn vẹo, tia sáng mông lung, tầng tầng đồ trận nhanh chóng trải rộng ra, càn, khôn, tốn, đổi, cấn, chấn, ly. Khảm các loại bát quái phù văn đều tỏa ánh sáng chiếu xa vạn trượng, cộng minh cùng thiên địa, giao hòa cùng bình chướng khung trời ở sau lưng. Sau đó, phù văn nhảy lên, y theo trình tự chấp hiện đặc biệt, tia sáng chảy xuôi, giống như thủy triều chập trùng, tầng tầng lớp lớp, cưỡng ép mở ra cánh cửa càn khôn, muốn rời khỏi thế giới này. Tại thời điểm đại tặc cuồng nộ giết tới, âm dương biến thành cánh cửa càn khôn ầm vang mở ra, xông ra khí tức hư không, phun ra ánh sáng quỷ bí. Như là mở ra một đầu thiên lộ phiêu miểu, muốn tiếp dẫn hắn rời khỏi nơi này. Đây đã không còn đơn giản là lực lượng hư không nữa mà càng giống như Thái Âm Thái Dương va chạm ra một tiểu thế giới để rời khỏi với thế giới này, tạm thời có thể thông nạp Hạo Huyền Minh, tránh được tất cả đả kích, càng không nhận quy tắc thế giới này ảnh hưởng. Diễn biến quỷ bí như vậy làm cho không người nào có thể đoán được, càng vượt qua vô số người tưởng tượng. Chuyện này khiến cho cường giả các phương may mắn còn sống sót đều cảm nhận được hồi hộp, trách không được đều nói các hoàng đạo thương huyền mới thật sự là hoàng đạo nơi đó đều từng sinh ra thần linh, mang ý nghĩa linh văn đều có thể thăng hoa đến văn vấn đề cao nhất là thần. Nhìn Hạo Huyền Minh ở phía xa kia, bọn hắn đã thật sự tin rồi. Mà thực lực Hạo Huyền Minh bộc phát, càng làm cho bọn hắn rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là thánh hoàng, cái gì gọi là thánh hoàng đỉnh phong. Nhưng chính là nhân vật như vậy, lại muốn rời khỏi. Đây là thừa nhận thất bại sao? Nhưng, lúc mà Hạo Huyền Minh đang muốn rời khỏi,
một sợi dây leo sắc nhọn đột nhiên từ bên trong bình chướng phía sau tuôn ra, đánh xuyên đầu Hạo Huyền Minh. Từ sau não xông đi đến phía trước, nhô ra từ linh văn chỗ mi tâm. Quá đột nhiên, dây leo xuất hiện không một tiếng động, lại xuyên qua bát quái đồ trận, đâm vào thế giới đang diễn biến hoàn toàn mới, một kích đánh nổ đầu Hạo Huyền Minh, cũng cầm giữ linh hồn hắn. Hạo Huyền Minh ngưng tụ con ngươi, hắn không dám tin. Nhưng, linh văn vỡ vụn kích thích đến bát quái đồ trận đang nở rộ lâm vào hỗn loạn, âm dương ngư trên hai cánh âm dương ôm ở trước ngực cũng mở đi ánh sáng. Ngay một khắc này, đại tặc vỗ mạnh hai cánh, đánh vỡ vụn hư không, hét lớn giết tới, cái sừng thiên long tỏa ra cường quang chói mắt, cột sáng hủy diệt giống như cầu vồng vút bay trên không, vỡ nát thế giới mới đang ảm đạm, đánh vào trên người Hạo Huyền Minh. Thân thể suy yếu của Hạo Huyền Minh vừa mới tái tạo, lập tức vỡ vụn ngay tại chỗ. Vị lão tổ thần miếu uy chấn Tây Bắc, thậm chí thiên khải hơn ngàn năm này, vị thánh hoàng đỉnh phong dốc lòng nghiên cứu thái âm thái dương này, rốt cuộc cũng chết bất đắc kỳ tử tại thời khắc này. Đại tặc đều không có nghĩ đến thật có thể giết Hạo Huyền Minh, hoàn toàn là trùng kích mà không quan tâm tới cái gì, kết quả lại đánh vỡ nát Hạo Huyền Minh, đâm đầu vào bình chướng trên khung trời, nổ lên ánh sáng đầy trời, giống như hai thế giới đụng vào nhau, nổi lên gợn sóng chồng chất, càng tạo nên tiếng vang chấn thiên động địa. Mà chính là mượn nhờ ánh sáng bộc phát ngay giờ phút này để làm che giấu, đã để cho sợi dây leo đánh Hạo Huyền Minh một kích chí mạng kia, lặng yên giam cấm linh hồn Hạo Huyền Minh lôi vào thế giới mới, biến mất không còn bóng dáng. Chết rồi, đây là phân thân sao? Đại tặc mãnh liệt đong đưa đầu, nhìn chằm chằm thi hài tàn mát. Mặc kệ nó, đại tặc há mồm nuốt di thể Hạo Huyền Minh vào, ngay cả máu tươi tàn mát cũng đều cuốn đi, rồi lại lao thẳng đến hải triều xa xa. Nó ngược lại là đi rất thẳng thắn, những người may mắn còn sống sót lại bị triệt để trấn trụ. Chúng ta đang nhìn thấy cái gì? Thiên Long đánh chết Hạo Huyền Minh rồi. Hạo Huyền Minh lại không thể đào thoát. Rõ ràng đã trải rộng ra bát quái đồ trận, sắp phải thoát khỏi chiến trường, vì sao cuối cùng lại kéo dài? Chẳng lẽ là không còn chút sức lực nào? Nhưng nguyên nhân không quan trọng, kết quả đã bày ở trước mặt. Hạo Huyền Minh chết. Bị con Thiên Long táo bạo kia ngược chết tươi sống. Lão Tổ Tông Hoàng Đạo, Thánh Hoàng Đỉnh Phong, lại bị Thánh Vương ngược chết rồi. Mặc dù công đầu là từ Khương Phàm, nhưng Khương Phàm cũng chỉ là Thánh Vương mà thôi. Chu Tước và Thiên Long liên thủ đã cường hãn đến tình cảnh như thế này sao? Đầu tiên là miếu chủ thần miếu, bây giờ lại là Lão Tổ Tông thần miếu, các hoàng đạo thương huyền Tây Nam. Phế đi! Nối tiếp vạn đạo thần giáo sao? Đại tặc đều đã biến thái đến trình độ này. Đại vương đều hoảng hốt, thật muốn thất sủng, mẫu thân nó, đều không còn địa vị gì nữa. Thật mạnh. Dương Biện thở phào, nhưng tương tự hắn cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, tay cũng không khỏi tự chủ mà nắm chặt chiến kích lại. Bằng tốc độ nhanh nhất đưa tin tức về Thái Sơ Đại Lục, nhắc nhở Thái Sơ đế tộc, mau chóng liên hệ với thần miếu hoàng thành tại Thiên Khải, tuyệt đối không thể dẫm vào vết xe đổ của vạn đạo hoàng thành. Cường tộc trong Thái Sơ có người kịp phản ứng, lập tức sắp xếp người rời khỏi. Lúc trước vạn đạo giáo tôn bị giết, vạn đạo hoàng thành phản ứng chậm chạp, đến mức bị Khương Phàm nắm lấy cơ hội, trực tiếp tới đổ thành. Bây giờ miếu chủ thần miếu, lão tổ thánh hoàng lại liên tiếp bị giết, thái cổ thần miếu lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có, nếu như không thể kịp thời xử lý, cũng có khả năng sẽ bị Khương Phàm tiếp cận. Cùng lúc đó, trong hoàng thành của thái cổ thần miếu cùng thần miếu tại Thiên Khải, gần như là đồng thời phát ra tiếng thét hoảng sợ chói tai. Sự kiện vạn đạo thần giáo kích thích tất cả hoàng đạo, cũng bắt đầu coi trọng nguyên hỏa sinh mệnh của lão tổ tông hơn, mà còn là đều đặc biệt an trí tại cung điện đơn độc, do trưởng lão ngày đêm quan sát. Cho nên sau khi Hạo Huyền Minh thần hồn câu diệt, nguyên hỏa sinh mệnh của hắn ở thần miếu cùng Thiên Khải, đều theo đó mà dập tắt. Trưởng lão chân giữ sợ hãi thét lên, phân biệt đánh thức thần miếu cùng hoàng thành. Lão tổ chết rồi. Lão tổ làm sao lại chết? Là ai giết lão tổ, ai có thể giết chết lão tổ? Lão tổ chính là đỉnh phong thánh hoàng, cho dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể chạy trốn, huống chi còn có vương uy lão tổ bồi tiếp. Thần dụ chi hải, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng thành tại thượng giới và thần miếu tại hạ giới đều lâm vào lo lắng cùng khủng hoảng, khó mà tiếp nhận chuyện lão tổ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nhất là vương gia sau khi kiểm tra nguyên hỏa sinh mệnh của lão tổ, cũng hoảng sợ phát hiện, lão tổ không võ thánh vương cảnh cũng đã chết.
tỷ muội Đông Hoàng như ảnh không tiện xuất hiện, vẫn chìm ở bên trong đáy biển, dốc lòng điều trị cho Khương Phàm. Hắn còn tốt chứ, còn thở không? Đại tặc tìm tới nơi này, lo lắng hỏi. Tình huống đã bắt đầu ổn định, Hạo Huyền Minh đâu? Bạch Tai nhìn thấy đại tặc trở về thì thở phào, tranh thủ thời gian tản hài cốt ra. Hắn là cảnh giác nơi này sẽ gặp nguy hiểm, lại lo lắng lấy cự ngạc bị Hạo Huyền Minh sát hại, mười mấy phút ngắn ngủi này để hắn nôn nóng khó có thể bình an. Không biết, không biết, tựa như là chết rồi, lại hình như không chết, ta nói không chính xác. Chết chính là chết rồi, chạy chính là chạy, người ngay cả cái này cũng không thể xác định. Đông Hoàng như ảnh nghiêm túc. Nếu như không có chết hết, lúc nào cũng có thể trở lại uy hiếp được bọn hắn. Đây chính là Hạo Huyền Minh, không chỉ là lão tổ tông hoàng đạo, mà càng là người có thể khống chế âm dương, có thể nghịch chuyển sinh tử, rất dễ dàng liền khôi phục lại. Cơ thể đã triệt để hủy, chỉ còn hồn phách, không cần lo lắng, coi như hắn khôi phục, cũng cần thời gian. Đại tặc nhìn hải triều còn lắc lư ở xung quanh, hỏi Bạch Tai. Tên không võ kia không tới sao? Chẳng lẽ là hắn đón linh hồn lão hỗn đản kia đi? Còn có không võ? Bạch Tai và Đông Hoàng như ảnh cảnh giác xung quanh, trách không được lại tới nhanh như vậy, bên trong thái cổ thần miếu lại còn cất giấu không võ, không hổ là hoàng đạo thần bí nhất thương huyền. Vừa mới bắt đầu có võ giả không gian khởi xướng tập kích, rất mạnh. Không phải thánh vương. Cũng là thánh linh đỉnh phong, mẫu thân nó, lúc ấy ta còn cho là hư không lân trùng. Không có không võ tập kích nơi này. Bạch Tai kinh hãi, lại còn có không võ thánh vương, thần miếu giấu đủ sâu thật. Thánh vương không võ, Đông Hoàng như ảnh đều nhíu mày. Bọn hắn biết quang mang thần điện cất giấu không võ, nhưng thật không biết trong thần miếu cũng có, lại còn là thánh vương. Trách không được Hạo Huyền Minh không có mang theo nhiều cường giả. Thánh vương không võ phối hợp thánh hoàng đỉnh phong, trên lý luận là hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ là kết quả này. Vậy hẳn là đã chạy. Đại tặc trở về, chắc hẳn vị không võ kia không còn dám đến đánh lén. Nó tranh thủ thời gian càn quét đáy biển, sưu tập toàn bộ máu tươi thịt nát còn sót lại của Hạo Huyền Minh trước đó, một chút xíu cũng không thể lãng phí. Lão tổ tông thần miếu chỉ còn hồn phách. Đông Hoàng như yên hoảng hốt. Lão tổ tông hoàng đạo thần bí nhất thương huyền vậy mà lại luân lạc tới loại trình độ này. Đầu tiên là miếu chủ thần miếu, sau đó lại là lão tổ tông thần miếu, chẳng lẽ thái cổ thần miếu muốn trở thành vạn đạo thần giáo thứ hai rồi? Cách cục thương huyền vững chắc vạn năm, thật muốn bị đánh vỡ sao? Nhưng, ngẫm lại chuyện miếu chủ Hạo Diệp chết trước đó, lại nhìn lại chuyện lão tổ Hạo Huyền Minh gặp phải bây giờ, nàng thật sự là cảm giác thái cổ thần miếu giống như không đến mức lưu lạc đến tận đây. Rõ ràng là bí ẩn nhất khiêm tốn nhất, ngược lại là chết vì xúc động, còn chết rất uất ức. Là do hình phù đồ chết, kích thích đến mức để bọn hắn mất lý trí sao? Đông Hoàng như yên không cảm thấy đáng tiếc, chỉ là cảm thấy rất hoang đường. Tỷ tỷ, thái cổ thần miếu muốn phế rồi. Nếu như hồn phách Hạo Huyền Minh có thể thuận lợi trở về, thái cổ thần miếu còn có mấy phần hy vọng. Nếu quả như thật chết rồi, thái cổ thần miếu chỉ có thể phụ thuộc vào thái sơ đế tộc. Đông Hoàng như ảnh lại đút cho Khương Phàm viên thuốc, tiếp tục vận chuyển linh lực, giúp hắn độ hóa, tăng tốc hấp thu. Bọn hắn rõ ràng không nên như vậy, nhất định phải đi tìm cái chết. Cũng có thể hiểu, Hạo Diệp là miếu chủ thần miếu, gánh vác trách nhiệm bảo hộ hình phù đồ, kết quả lại là do hắn tự tay đưa hình phù đồ đến, Pháp Trường, Đại La Sơn. Lấy tầm quan trọng của hình phù đồ, Hạo Diệp tương đương phụ lòng các đời miếu chủ chờ mong, cũng tuyệt đi hy vọng tương lai của thần miếu. Đây đối với Hạo Diệp mà nói đã không chỉ là sỉ nhục, mà là tội nghiệt. Nếu như hắn không thể tự kiềm chế, cho thần miếu cái bàn giao, chỉ sợ sau khi chết cũng không thể vào tổ miếu. Cho nên khi đạt được tin tức Khương Phàm đang ở thế giới mới, hắn xúc động. Hắn phải chuẩn bị tốt, cũng cố ý liên minh cùng cường tộc Thái Sơ. Kết quả, hắn lại đánh giá thấp Khương Phàm, càng không ngờ tới bên cạnh Khương Phàm sẽ xuất hiện Thánh Vương Thiên Long. Hạo Diệp chết. Hẳn là đã chạm đến nguyên hỏa sinh mệnh tại thần miếu. Thái Tuế chết rồi, miếu chủ chết rồi, Hạo Huyền Minh cũng hẳn là bị chọc giận. Sở dĩ sốt ruột tới đây, một là tức giận muốn báo thù, hai là lo lắng Khương Phàm thoát khỏi thế giới mới, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất mà đi. Hắn giống như Hạo Diệp, tự tin có thể giết chết Khương Phàm, dù sao cũng là thánh hoàng đỉnh phong, còn mang theo thánh vương không võ, nhưng
Khương Phàm đã tiến đến Thánh Vương, còn thúc giục Liệp Thần Thương. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu, chỉ sợ đây là số mệnh. Nếu như Cự Ngạc không thể vào Thánh Vương, Hạo Diệp chưa hẳn có thể chết, nếu như Khương Phàm không thể vào Thánh Vương, Hạo Huyền Minh nhất định có thể bắt giết Khương Phàm. Nhưng thế sự chính là vô tình như vậy, không có nếu như, chỉ có số mệnh. Cửu Lê Ma tộc Tây Bộ cũng sẽ nhanh tới thôi, chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này. Đông Hoàng Như Yên chậm rãi gật đầu, vẫn là tỉ tỉ nhìn thấu triệt vấn đề. Chờ Khương Phàm tỉnh lại đi, hắn bất tỉnh, chúng ta không di chuyển được Thông Thiên Tháp và Liệp Thần Thương. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn nam tử trong ngực mình, vẻ mặt phức tạp, hắn lại có thể chống đỡ được Thánh Hoàng đỉnh phong, Hạo Huyền Minh kia trấn sát. Đây không chỉ là thực lực, càng có thể nhìn ra sự quật cường cùng cường thế trong lòng hắn. Đổi thành những người khác, chỉ sợ thời điểm nhìn thấy Hạo Huyền Minh, cũng chỉ còn mỗi tuyệt vọng cùng sợ hãi, mà Khương Phàm lại điên cuồng phản kích, không tiếc cái giá chống cự lại, thậm chí tính toán phải làm như thế nào để chiến thắng. Khương Phàm hôn mê trọn vẹn đến trời tối. Trong lúc đó Dương Biện và Đại Vương thừa dịp các phương không chú ý, mạo hiểm lại tới đây, sau khi xác định Khương Phàm không có nguy hiểm tính mạng thì cũng đều yên tâm. Đại Vương ở lại, Dương Biện lặng lẽ rời khỏi. Trước khi đi, còn được Đại Tặc nhắc nhở, mang đi bộ phận Thánh Hoàng huyết, bảo đảm mau chóng tiến đến Thánh Linh Cảnh. Các cường tộc khác tàn mát trong Hải Dương, đều bị năng lượng ác chiến trước đó tập kích, thương vong thảm trọng. Bọn hắn một bên tu dưỡng điều trị, một bên suy đoán sống chết của Khương Phàm. Nhưng, không có người nào dám tùy tiện đi qua nhìn trộm, dù sao con thiên long hung mãnh kia cũng vẫn còn sống, bây giờ đang nổi giận, nếu như ai đi qua mạo phạm, thật có khả năng trực tiếp đánh chết. Duy chỉ có Hỏa Kỳ Lân, không để ý lời Mặc Dao khuyên can, thừa dịp các phương không sẵn sàng chui vào đáy biển, nó đã lao thẳng đến đầu nguồn chiến tranh. Mặc Dao lo lắng, cũng không dám hô to. Không dám ngăn cản, để tránh náo ra thanh thế mà gây nên chú ý. Ai? Thổ Kỳ Lân rất bất đắc dĩ, rõ ràng nghe nói nơi này có tung tích Thủy Kỳ Lân mới đến đây mạo hiểm, không nghĩ tới không tìm được Thủy Kỳ Lân, mà còn ném Hỏa Kỳ Lân đi. Tốt nhất là nó có thể giấu kỹ trong xí thiên giới, nếu không thực sự sẽ thu hút tai nạn cho chúng ta. Sắc mặt nam nữ trên lưng Thổ Kỳ Lân trở nên nghiêm túc. Chúng ta cần phải trở về, mau chóng thông báo với tộc trưởng. Sớm thương lượng đối sách. Mặc Dao lắc đầu, việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể chúc phúc đồng bạn nửa đời của mình, hy vọng Khương Phàm có thể đối đãi tốt với nó. Hạo Huyền Minh đâu? Sâu trong đáy biển, rốt cuộc Khương Phàm cũng tỉnh lại, toàn thân từ trong ra ngoài bộc lộ ra suy yếu cùng đau đớn, ngay cả đầu ngón tay đều không động được. Ta không thấy được hồn phách hắn, có thể là đã chết rồi, cũng có thể là đã chạy trốn. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn Khương Phàm thức tỉnh, âm thầm thở phào. Tình huống bây giờ nguy cấp, Khương Phàm thức tỉnh muộn một phần, bọn hắn liền nhiều thêm một phần nguy hiểm. Rời khỏi nơi này trước. Khương Phàm nhìn thấy mình đang nằm trong ngực Đông Hoàng Như Ảnh, có chút xấu hổ, nhưng thân thể thực sự không động được. Hắn đưa ý thức xuyên suốt Thông Thiên Tháp, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh, còn có Liệp Thần Thương, triệu hồi toàn bộ đến trong thân thể. Cửu Lê Ma tộc cách Thần Dụ Chi Hải gần đây, cũng đã ở trên đường, các ngươi tận lực đi về phía nam quấn ra một con đường, tuyệt đối không nên mạo hiểm nữa. Sau khi Đông Hoàng Như Ảnh thận trọng nhắc nhở, Khương Phàm phóng tới trên lưng Đại Vương, cũng muốn kéo vào Thông Thiên Tháp. Đúng vào lúc này, Bạch Tai, Đại Vương, Đại Tặc đồng thời cảnh giác, tập trung vào ánh lửa hừng hực đang hoành hành sâu trong đáy biển, tốc độ cực nhanh, ven đường lưu lại bọt khí sôi trào, lao thẳng tới chỗ bọn hắn nơi này. Đại Tặc một lần nữa hóa thành thiên long, dương cánh vọt tới phía trước. Đại Vương lắc lư thân thể, khống chế mênh mông hải triều, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Bạch Tai đứng ở trên lưng Đại Vương, ngưng tụ hài cốt thành cây giáo, bảo hộ Khương Phàm. Không cần khẩn trương, là ta. Hỏa Kỳ Lân vẫn đến ở bên ngoài chừng 10 dặm liền tản ra liệt diễm, hiện ra chân dung, sau đó khống chế năng lượng từ từ tới gần. Một con Hỏa Kỳ Lân. Bạch Tai dõi mắt nhìn ra xa, sau đó nói với Khương Phàm. Để nó tới. Khương Phàm suy yếu nói nhỏ, muốn nhìn một chút xem Hỏa Kỳ Lân muốn làm gì, lại mạo hiểm tới đây vào thời điểm này. Đại Vương đi về phía trước, nhấc lên hải triều, cuộn trào mãnh liệt đến xung quanh, tạo nên vòng xoáy dưới đáy biển, ngăn cách phía ngoài dò xét. Hỏa Kỳ Lân cảnh giác đi đến phía trước,
Sau khi chú ý thấy Khương Phàm còn sống, nó liền hít một hơi, đi thẳng vào vấn đề tỏ thái độ. Ta nguyện ý đi theo ngươi, ta nguyện ý đến xí thiên giới. Nếu ngươi có thể kích phát huyết mạch của ta, ta không sợ sinh tử, cùng ngươi huyết chiến thiên khải. Đại tặc và đại vương nhìn chằm chằm con kỳ lân thần tuấn uy vũ kia, chăm miệng một lời. Lặp lại lần nữa. Ta không có liên quan gì với bất hủ thần sơn, ta tới chỉ đại biểu cho chính ta. Điều kiện của ta rất đơn giản, trước khi ta kích phát huyết mạch, ta nhất định phải ở lại xí thiên giới, không xuất hiện ở bên ngoài. Cho đến ngày huyết mạch của ta được kích phát, sau khi thay hình đổi dạng, ta nguyện vì nghe theo, tùy ngươi chinh chiến thiên khải. Nếu như ta có thể sống đến cuối cùng, hy vọng ngươi có thể cải thiện địa vị kỳ lân tộc. Nếu như ta huyết chiến đến chết, chỉ ít có thể làm cho thiên khải tất cả hoàng đạo một lần nữa nhìn thấy sự cao ngạo cùng thực lực của kỳ lân. Nếu ngươi không lấn ta, ta tất không phụ ngươi. Hỏa kỳ lân giơ cái đầu lâu cao ngạo lên, nghiêm túc cho thấy thái độ. Nó chỉ đại biểu cho chính mình, nó muốn buông tay đánh cược một lần. Nếu như thành công, nó sẽ chấn hưng kỳ lân yêu tộc, mà nếu như có chết, không oán trách không hối hận. Bạch Tai rất tức thời đỡ Khương Phàm dậy, để hắn có thể nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân. Khương Phàm rất bất ngờ, thật không nghĩ tới bây giờ lại có Kỳ Lân liền đến tìm nương tựa. Nếu như bại lộ, tất nhiên là sẽ đưa Kỳ Lân tộc vào hiểm cảnh. Bất hủ thần sơn là ngăn không được, hay là cố ý thả nó tới? Khương Phàm phỏng đoán hẳn là lý do trước, dù sao chuyện này cũng là đại sự dính đến sinh tử tồn vong của tông tộc. Không thể nào liền để mấy người bọn hắn ở chỗ này vội vàng làm quyết định, chỉ có thể là nó không để ý khuyên can nhất định phải tới. Con kỳ lân này, có dã tâm. Khương Phàm yên lặng nhìn một lát, suy yếu khẽ nói. Hoan nghênh ngươi, ta cam đoan, trước khi ngươi biến đổi đến mặc kỳ lân, bên ngoài không có ai biết ngươi tồn tại. Ta còn có thể cam đoan, chỉ cần có hy vọng, ta nhất định sẽ bảo đảm ngươi thức tỉnh tổ nguyên chí tôn cốt, tái hiện vinh quang hồng hoang tổ kỳ lân. Sau đó Khương Phàm đưa Hỏa Kỳ Lân vào thông thiên tháp, tỉ muội Đông Hoàng Như Ảnh thật sự bó tay rồi. Lại có Kỳ Lân chủ động tìm nơi nương tựa. Lại còn là Kỳ Lân cảnh giới thánh linh, còn là Hỏa Kỳ Lân cuồng bạo nhất hiếu chiến trong Kỳ Lân tộc. Các hoàng tộc tạo nên thánh linh đều cần vô số tài nguyên tích lũy, Khương Phàm nơi này lại bằng vào mị lực để chinh phục từng kẻ. Tuy nhiên con Hỏa Kỳ Lân này thật có phách lực. Đại vương cõng Khương Phàm, lặng lẽ rời khỏi từ đáy biển. Khương Phàm nằm ở trên mai rùa cứng rắn, không ngừng đút lấy đan dược điều trị huyết khí cùng linh hồn, tận hết khả năng chữa trị cho mình. Hạo Huyền Minh chỉ còn hồn phách. Khương Phàm mệt mỏi hồi tưởng lại trận chiến đấu trước đó, lại có chút hoài nghi. Thánh Hoàng Trung Quy vẫn Thánh Hoàng, so với Thánh Vương Kim Vô Song và những kẻ có thể thông qua thủ đoạn đặc thù hiện ra uy lực Thánh Hoàng kia mà nói, cường hãn đâu chỉ là gấp 10 lần. Huống chi còn là Thánh Hoàng đỉnh phong như Hạo Huyền Minh thế này. Không thể nghi ngờ là tồn tại gần với thần. Hắn luân phiên đưa ra tuyệt sát, dẫn bạo thủy tổ phân thân, hai lần vận dụng liệp thần thương, không thể nghi ngờ là liều mạng. Nhưng thái âm thái dương ảo diệu quá đặc thù, miễn cưỡng cũng chỉ có thể xem như trọng thương, đại tặc phát cuồng sau cùng cũng hẳn là chỉ có thể là cưỡng chế hắn di rời. Nhưng muốn nói là đánh nát cơ thể, tung tích linh hồn không rõ, giống như có chút không bình thường. Không phải Khương Phàm hoài nghi năng lực của đại tặc, mà là đang cảnh giác. Nếu như Hạo Huyền Minh cố ý giả chết thì sao? Lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện lần nữa, phục sát bọn hắn. Nhưng, không bài trừ khả năng khác. Giới chủ của thế giới mới ra tay. Nếu là tại cửa nhà nó cũng không đến mức khoanh tay đứng nhìn, càng không khả năng để đỉnh phong Thánh Hoàng chỉ còn linh hồn chạy trốn. Nếu thật sự là như thế này, chẳng khác nào Thái Cổ Thần Miếu đã tàn phế. Càng quan trọng hơn là, âm dương dực uy hiếp đã không có ở đây nữa. Ở kiếp trước bọn hắn không ít lần ăn thiệt thòi ở trên đây. Sau khi Khương Phàm rời khỏi đây 5 ngày, Cửu Lê Ma tộc đã vượt qua đại dương mênh mông, tới được thế giới mới. Vị trí của bọn hắn lệch về hướng Bắc, bình thường hẳn là đến con đường phía Bắc của thế giới mới, nhưng tại thời điểm cách thế giới mới 20 vạn dặm hải vực, nói cách khác, thời gian bọn hắn tiến đến hải vực không đến 3 ngày. Cửu Hoàng Ma Bia liền bị liệp thần thương bộc phát làm cho kinh động đến. Bọn hắn ý thức được không ổn, liền ngày đêm kiêm trình, dùng tốc độ nhanh nhất tới gần thế giới mới, sau đó lần theo khí tức liệp thần thương còn sót lại, trách đi mấy vạn dặm, đi đến con đường phía nam. Sau đó,
lại là lấy được tin tức Khương Phàm điên cuồng ác chiến cùng Hạo Huyền Minh, sống chết chưa biết. Sống chết chưa biết. Tin tức này đúng là hoang đường. Lão tổ tông thần miếu tự mình săn giết, còn ngăn chặn Khương Phàm, vậy mà không thể giết chết hắn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? Lão tổ tông thần miếu rất thần bí, rất điệu thấp, cũng nhất định không phải người cuồng ngạo lỗ mãng, nếu đã đến săn giết Khương Phàm, khẳng định là sẽ mang theo vũ khí, thậm chí trạng thái cực hạn có thể thể hiện ra thần uy. Coi như Khương Phàm cùng con thiên long kia tự bạo 5 lần, đều là phí công. Há có thể rơi cái kết quả sống chết chưa biết. Khương Phàm tân tấn thánh vương, có thể thôi động liệp thần thương. Liệp thần thương có được ý thức, cao ngạo cực độ, há có thể tùy ý để thánh vương thôi động. Coi như Khương Phàm đánh liệp thần thương ra, cũng không trở thành oanh sát Hạo Huyền Minh được. Liệp thần thương xác thực rất mạnh, nhưng cảnh giới thánh vương thôi động từ chối sát bất tử thánh hoàng đỉnh phong âm dương dực. Đáy mắt lão tổ cửu lê lóe lên ý lạnh, nhìn các cường tộc tản mát ở xung quanh nơi xa. Hai vị thánh vương cửu lê ma tộc lần lượt trở về, mang theo tin tức kỹ lưỡng hơn. Cự ngạc bên cạnh Khương Phàm mạnh vượt quá tưởng tượng, không chỉ có hiệp trợ Khương Phàm săn giết cự long, còn đơn đả độc đấu ngạnh kháng với thiên kiêu bất bại kim vô song của Thái Sơ, cuối cùng chính là ngược Hạo Huyền Minh sống sờ sờ đến, sống chết chưa biết. Vạn kiếp liên tử của vạn đạo hoàng thành bị Khương Phàm lấy được tới tay. Phóng thích qua hai lần tại thế giới mới, nơi này đã dùng hai viên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trên tay hắn hẳn là còn. Khương Phàm vừa mới tiến vào cảnh giới Thánh Vương liền liên sát Nhiếp Khuê Hùng của Cửu Cực Thần Điện cùng ân sát của Thiên Hoang Thần Cung tại thế giới mới. Còn tại thời điểm rời khỏi thế giới mới, ngược sát hám hải thú cảnh giới Thánh Vương cùng quỷ tộc trưởng Thái Uyên Cực Địa, Nam Cung đấu hồn. Dựa theo suy tính này, thực lực thật sự của Khương Phàm cùng cự ngạc hoàn toàn không thể dùng Thánh Vương để cân nhắc, mà là Thánh Vương đỉnh phong. Hai vị Thánh Vương cau mày, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây chính là chuyện đã phát sinh. Khương Phàm có mạnh hơn thì cũng đều là Thánh Vương. Hạo Huyền Minh là Thánh Hoàng đỉnh phong, khẳng định có mang theo chí bảo trấn tộc, có thể thể hiện ra thần uy. Lão Tổ Cửu Lê suy đoán bên trong này khẳng định có vấn đề, liền xem như Khương Phàm mạnh hơn lại nghịch thiên, đều khó có khả năng vi phạm tuyên cổ đến nay hàng rào cảnh giới, tân tấn Thánh Vương giết Thánh Hoàng đỉnh phong, kháng thần uy. Đánh giám. Huống chi, Hạo Huyền Minh vẫn khống chế Thái Âm Thái Dương, ngưng nghịch chuyển sinh tử cường giả, há có thể sống chết chưa biết. Chúng ta còn muốn đuổi không? Hai vị Thánh Vương Đại Ma trầm giọng hỏi, bọn hắn cũng biết trong này khẳng định có vấn đề. Đuổi, khẳng định Khương Phàm đang chịu trọng thương, chỉ cần chúng ta có thể đuổi tới hắn, liền có thể bắt lấy hắn. Đáy mắt Lão Tổ Cửu Lê bắn tung tóe sát ý. Mặc kệ Khương Phàm động vào năng lượng hoặc là vũ khí cấm kỵ gì, khẳng định tại thời điểm nghênh chiến với Hạo Huyền Minh đã dùng hết. Bây giờ ỷ vào mạnh nhất của Khương Phàm chỉ còn lại có liệp thần thương, mà cửu hoàng ma bia của bọn hắn vừa vặn có thể áp chế liệp thần thương. Khương Phàm, bây giờ là con mồi của bọn họ. Cửu Lê lão tổ phất tay chỉ lên trời, vẩy ra ma bia, truy tung vết tích còn sót lại của liệp thần thương, triển khai đuổi bắt Khương Phàm. Sau khi bọn hắn rời khỏi 3 ngày, rốt cuộc Thái Sơ đế tộc cũng đến nơi này, sau đó là Long tộc. Tin tức Khương Phàm chạy ra khỏi thế giới mới, cùng tin tức từ lão tổ tông thần miếu chạy trốn đến trong tay đã kích thích bọn hắn thật sâu, lập tức triển khai lùng bắt. Long tộc truy tung chính là khí tức thiên long, Thái Sơ đế tộc dùng thì di cốt chu tước. Sau khi Khương Phàm chạy đến thần dụ chi hải, các hoàng đạo thương huyền cao điệu phát khởi, hành động săn giết. Liền bị Cửu Thiên Thần Giáo dùng tốc độ nhanh nhất truyền tống đến Xí Thiên Giới đang từ hải vực Bắc Bộ chậm rãi phiêu lưu xuôi Nam. Hành động đi săn quy mô như vậy đưa tới cảm giác nguy cơ để Xí Thiên Giới lâm vào tranh luận kịch liệt. Có người lo lắng Khương Phàm bị vây săn, kiên quyết muốn lao tới hải vực nghĩ cách cứu viện. Xét thấy Hoàng Đạo Liên Động nguy hiểm, nhất định phải khống chế Xí Thiên Giới. Như thế, không chỉ có tốc độ nhanh, có thể nối liền Khương Phàm trước khi Chí Tôn Hoàng Đạo tới. Coi như gặp được nguy hiểm không thể tưởng tượng, cũng có thể bằng vào Xí Thiên Giới ngạnh kháng tử chiến. Nhưng, một số người phỏng đoán, mục tiêu của Hoàng Đạo Tây Bộ là Khương Phàm, mục đích thật sự của Chí Tôn Hoàng Đạo là Xí Thiên Giới. Nếu như Xí Thiên Giới tiến vào hải vực Tây Bộ, Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền dễ dàng khóa chặt mục tiêu, khởi xướng đại chiến vây bắt mà bọn hắn chờ đợi đã lâu. Cho nên kiên quyết yêu cầu, Xí Thiên Giới ở lại thâm không, không nên mạo hiểm.
chỉ điều động Thánh Vương phối hợp địa ma thụ lao tới hải vực, nghĩ cách cứu viện Khương Phàm. Hai bên đều cố chấp với ý kiến của mình, đều có để ý của riêng mình, mà cũng đều có băn khoăn của mình, ai cũng không thuyết phục được ai, kết quả trận cãi vã càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng biến thành trận giằng co đầu tiên từ khi Xí Thiên Giới bắt đầu liên minh đến nay. Nhất là Thiên Hậu và Dạ An Nhiên, rốt cuộc cũng phát sinh giao phong ngôn ngữ lần đầu tiên. Kỳ thật hai nữ tử này trước đó đều giữ vững tôn trọng, thậm chí tận lực lẩn tránh lấy một ít lời với nhau, nhưng dưới cục diện đặc thù trước mắt, rốt cuộc hai nữ tử này cũng đang không ngừng thảo luận mà trở nên gay gắt. Mà phe phái giới chủ Xí Thiên Giới đã nhắc đến trước đó, càng theo hai nữ tử này giao phong mà xuất hiện phân hóa. Ta nói hai câu. Hướng Vãn Tình nhìn tình thế phát triển hơi không khống chế được, chần chờ ra mặt. Ngươi có đề nghị gì? Bầu không khí thoáng an tĩnh, tất cả mọi người khắc chế tốt cảm xúc, ánh mắt đều nhìn về Hướng Vãn Tình. Mặc dù sự kiện của thế giới mới là ngoài ý liệu, nhưng nếu Khương Phàm đã vào, hẳn là sẽ rất rõ ràng mình đang làm cái gì, cũng rõ ràng tình cảnh mình gặp phải, nhất là chuyện chàng giết Cự Long và Miếu Chủ, Long tộc và Thần Miếu lúc nào cũng có thể đến nơi đó. Cho nên ta phỏng đoán chàng là chờ thời điểm huyên náo không sai biệt lắm liền sẽ sớm rời khỏi thôi. Mặc dù các ngươi đang thảo luận nghĩ cách cứu viện, nhưng lo lắng thật sự lại là sau khi Khương Phàm rời khỏi thế giới mới, có thể hất ra đuổi bắt hay không? Nếu như có thể hất ra cũng không cần phải điều động Xí Thiên Giới Tây Tiến, chỉ cần an bài mấy vị Thánh Vương nghênh đón là được. Nếu như thoát không nổi, sẽ bị Thánh Hoàng ngăn chặn hậu quả khó mà lường được, cho nên cần Xí Thiên Giới mau chóng Tây Tiến. Đuổi đang ở kia trước đó nghĩ cách cứu viện Khương Phàm. Nhưng, chỗ ta đây có một tin tức, có thể bảo đảm Khương Phàm chỉ cần tiến vào hải vực, liền có thể hất ra tất cả truy tung, thuận lợi trở lại Thương Huyền. Trong khi Vãn Tình nói chuyện, ánh mắt đều tấp nập trôi hướng Thiên Hậu. Tin tức gì? Có lời gì cứ việc nói, đều đã lúc này rồi, cũng đừng có lo lắng gì nữa. Tất cả mọi người chú ý tới vẻ mặt hơi khác thường của Hướng Vãn Tình. Vấn đề Dạ An Nhiên thật sự lo lắng chính là Khương Phàm thoát không nổi đuổi bắt, dù sao phía sau là những hoàng đạo trong thế giới mới bị chọc giận kia, phía trước là các hoàng đạo Thương Huyền đang bạo động. Nếu như Khương Phàm ý thức được nguy cơ, rất có thể sẽ trực tiếp ở lại trong thế giới mới 10 vạn dặm sơn hà kia chờ đợi bọn hắn cứu viện. Cho nên nhất định Xí Thiên Giới phải đụng tới, mới có thể tiếp Khương Phàm đi. Lấy tốc độ cùng năng lượng hỗn độn của Xí Thiên Giới, hẳn là có thể ẩn nấp rất tốt. Cũng sẽ ngay trước khi Chí Tôn Hoàng Đạo phát hiện, xông vào thần dụ chi hải. Thiên Hậu không phải không lo lắng Khương Phàm, mà hiểu rất rõ Khương Phàm, càng nhìn thấu thế cục bây giờ. Thần Miếu và Ma Tộc đã xông vào hải vực, Xí Thiên Giới lại nhanh hơn nữa cũng không đuổi kịp, mà rất có thể những Chí Tôn Hoàng Đạo kia đã tiềm phục tại thâm không, chờ đợi Xí Thiên Giới giáng lâm. Còn Khương Phàm, Thiên Hậu đã liệu định Khương Phàm càng rõ ràng tình cảnh của mình hơn so với bọn hắn. Thậm chí có khả năng làm chút giao dịch cùng chủ nhân thế giới mới. Cho nên, Xí Thiên Giới Tây Tiến rất mạo hiểm, càng là tự chui đầu vào lưới, đến lúc đó thật bị khốn trụ, ai cũng đừng nghĩ đến việc vào hải vực nghĩ cách cứu viện, còn không bằng ném Xí Thiên Giới, trực tiếp phái Thánh Vương Tây Tiến. Hướng Vãn Tình trần chờ một lát, mới hạ quyết tâm nói. Khương Phàm kỳ thật còn mang theo hai vị võ giả không gian. Chỉ cần chàng có thể xâm nhập Hải Dương. Tại thời điểm xác định không có truy tung, hẳn là hai vị không võ kia có thể mang theo chàng vượt qua không gian, tránh để lại vết tích. Hai vị không võ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thể hiện bình yên trên mặt Thiên Hậu đều xuất hiện thay đổi vi diệu. Chuyện quan trọng như vậy, vì sao không nói ra trước, nhất định phải đến khi hai bên tranh đến túi bụi mới lại nói. Kiều Hinh nhìn về phía vị đại trưởng lão thần giáo đến đây thông báo kia. Thần giáo còn trang bị không võ cho Khương Phàm. Rất thân mật nhỉ. Đại trưởng lão thể hiện có chút quái dị, nhìn người này, lại nhìn lại người kia, đột nhiên nói. Các ngươi không biết. Biết cái gì? Thiên Hậu, An Nhiên và các nàng đều nhìn sang. Các ngươi đang nói đùa với ta sao? Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, chuyện hai bên chính thức liên minh quan trọng như vậy, thậm chí Xí Thiên Giới vẫn không biết. Hắn lại tự mình làm cái gì rồi? Ánh mắt Thiên Hậu thoáng lăng lệ. Chàng đã chính thức kết minh cùng thần giáo. Sau đó thì sao? Đáp ứng yêu cầu của thần tôn, cần dùng thông gia đến vững chắc kết minh. Bầu không khí lập tức an tĩnh, biểu tình của tất cả mọi người đều từ từ phấn khích.
Thông gia, lại còn là tự thần tôn yêu cầu. Nghe, giống như hơi có vẻ lỗ mãng nhỉ. Thiên hậu nhìn hướng Vãn Tình, môi đỏ khẽ mở, nhẹ nhàng một câu. Ai? Đông Hoàng Như Ảnh. Trong lòng hướng Vãn Tình thầm cầu nguyện cho Khương Phàm. Nhưng bây giờ nàng nhất định phải cho đám người này ăn thuốc an thần, thuận tiện di chuyển cảm xúc hơi có vẻ kịch liệt của Thiên Hậu và An Nhiên, miễn cho nội bộ xí thiên giới náo ra vết rách. Đông Hoàng Như Ảnh. Thiên Hậu, Dạ An Nhiên, Kiều Hinh đều cố gắng suy nghĩ, các nàng đều không có ấn tượng rất sâu sắc gì cả. Nữ nhi của cung chủ Đông Hoàng Thánh Kiệt tại Thiên Cung thứ 9, Thiên Phẩm Linh Văn, một mực ẩn cư tại Thiên Cung, thời điểm Khương Phàm đại náo cổ hoa đã kết bạn cùng với nàng. Sau này Đông Hoàng Như Ảnh biến đổi Linh Văn, đạt tới Thánh Vương Thiên Phẩm, bị chiêu nhập thần giáo, bái sư Đông Hoàng Hoa Thanh. Vẻ mặt của Khương Diễm, An Minh Hề và những người của ác nhân cốc chợt quái dị, lại là nàng. Đám người Kiều gia thì hai mặt nhìn nhau, vị nữ tử Mỹ lệ ôn nhuận như ngọc, nghiêng nước nghiêng thành kia, gả cho Khương Phàm rồi. Phải biết Đông Hoàng Như Ảnh đã từng là tình nhân trong mộng của tất cả thanh niên tuấn kiệt tại cổ hoa hoàng thành. Thần tôn khẳng khái, lại dùng Thánh Vương Thiên Phẩm thông gia. Thiên hậu thản nhiên khẽ nói, liếc mắt nhìn đại trưởng lão thần giáo. Là thần tôn tự mình an bài. Đại trưởng lão nhìn vẻ mặt của mọi người, trong lòng xác định, đám người này là thật không biết sao. Khương Phàm đang làm cái gì? Chẳng lẽ muốn đổi ý? Lấy thiên phú, dung mạo và khí chất của Đông Hoàng Như Ảnh, người khác cũng có thể nhìn không thể cầu, vậy mà Khương Phàm không cần. Tỷ nói bên cạnh hắn có hai vị võ giả không gian. Dạ An Nhiên hỏi. Đông Hoàng Như Ảnh còn có một muội muội, Đông Hoàng Như Yên, Linh Văn không gian thánh thụ, đẳng cấp thiên phẩm. Một đôi tỷ muội, một đôi không võ. Tất cả mọi người lặng lẽ trao đổi lên ánh mắt, vẻ mặt càng thêm quái dị. Chuyện quan trọng như vậy, vậy mà Khương Phàm lại không có nói với Thiên Hậu Cù và An Nhiên. Bọn hắn đều cho là Khương Phàm đến hải vực là xử lý chuyện hải thần đảo, bây giờ xem ra còn có hiểm nghi hưởng tuần trăng mật rồi. Ha ha! Giới chủ xí thiên giới lắc đầu, kích thích thật. Vừa mới đến một hướng ra, muốn hình thành phe phái mới, kết quả lại tới thêm một Đông Hoàng Như Ảnh, còn mang theo không gian thần tộc làm của hồi môn. Mặc dù hậu cung kiếp này của Khương Phàm không nhiều, nhưng một người so với một người đều khó chơi. Nếu quả thật có cái gì ngoài ý muốn, mấy nữ tử này ai cũng có loại, năng lượng của Thiệu Thanh Duẫn kiếp trước kia, dẫn bạo hậu cung. Hướng Vãn Tình nhìn cảm xúc đám người không sai biệt lắm, bọn họ đã khôi phục lại từ trong sự kích động trước đó, nhanh chóng kéo lực chú ý tới bên trên vấn đề chính. Thân phận các nàng đặc thù, không thể công khai lộ diện, nhưng nếu như sau khi hất ra truy tung, các nàng vẫn có thể mang theo Khương Phàm tiếp tục vượt qua không gian, tiêu trừ dấu vết. Chúng ta có thể lo lắng cho an toàn của Khương Phàm, nhưng không đến mức quá khẩn trương. Thiên hậu trầm mặc một lát, không có bộc lộ quá đa tình, lực chú ý đã định ngay trên vấn đề chính. Chàng đã có không võ hiệp trợ, hẳn là có thể hất ra đuổi bắt, ta vẫn kiên trì đề nghị của ta, xí thiên giới lưu lại, an bài Thánh Vương đến thần dụ chi hải tiếp dẫn. Địa ma thụ tạm thời không cần đi, ở lại xí thiên giới tiếp tục ngủ say, mau chóng toàn diện bước lên cảnh giới Thánh Hoàng. Kiều Vô Hối, Khương Quỳ, hai người các ngươi đi, lại mời đại trưởng lão cùng đi. Kiều Vô Hối mang lên Hồng Mông Môn, Khương Quỳ mang lên trái tim Hoàng Tổ Thao Thiết, chuẩn bị bất chắc. Được. Bọn người Kiều Vô Hối không còn tranh luận, nghe theo điều lệnh. Đã có không võ hiệp trợ, nguy hiểm xác thực thấp xuống đi rất nhiều, không cần thiết lại điều động xí thiên giới lao tới thần dụ chi hải. Dạ An Nhiên cũng không còn kiên trì, nhưng vẫn nói. Để phòng vấn đề, vẫn là mang địa ma thụ lên đi. Coi như Khương Phàm có thể hất ra truy tung, miếu chủ bọn người thần miếu khẳng định vẫn sẽ theo đuổi không bỏ. Còn có nếu như xí thiên giới chậm chạp không xuất hiện, đám người xích thiên thần tôn đều sẽ đến thần dụ chi hải. Thiên hậu nói, bây giờ miếu chủ thần miếu và cửu lê ma tộc đã đến thần dụ chi hải, chúng ta bất lực, chỉ có thể nhìn Khương Phàm tự mình ứng phó. Nhưng việc chúng ta có thể làm chính là, thiên cực giới, sinh mệnh thần điện, cùng ba bên chí tôn hoàng đạo kiềm chế toàn bộ tại Thương Huyền Đại Lục. Ta vừa mới nghĩ đến một biện pháp, xí thiên giới trực tiếp xuất hiện tại Thương Huyền. Đám người hơi biến đổi sắc mặt, trực tiếp xuất hiện. Cái này còn không bằng xông đến thần dụ chi hải. Dạ An Nhiên nói, ngài chuẩn bị sau khi xuất hiện lại nhanh chóng giấu kín.
dùng xí thiên giới hấp dẫn lực chú ý, tranh thủ thời gian cho Khương Phàm nơi đó. Đại trưởng lão lắc đầu nói. Đám người quang mang thần tôn không phải dễ đối phó như vậy, nếu như chỉ là xuất hiện ngắn gọn, rất khó thật sự hấp dẫn bọn hắn trở về, nếu như thời gian xuất hiện quá dài, thì rất dễ dàng bị tiếp cận. Thiên hậu hơi trầm mặc, tựa hồ vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn đề nghị. Xí thiên giới giáng lâm từ Bắc Địa, cao điệu xuôi Nam, đến Thiên Trụ Sơn. Ngài muốn làm gì? Sắc mặt đại trưởng lão đột nhiên biến đổi, Thiên Trụ Sơn. Tế đài đăng thiên. Xí thiên giới tới đó làm gì? Chẳng lẽ muốn đâm cháy tế tràng đăng thiên, triệt để ngăn cách liên hệ của quang mang thần điện, xích thiên thần triều, chu thiên thần điện cùng thiên khải chiến trường? Con mụ điên này. Ngày 10 tháng 10, khi các hoàng đạo thương huyền trùng điệp, oanh oanh liệt liệt rời khỏi lãnh địa của riêng mình, lao tới thần dụ chi hải, khi bọn hắn vung toàn bộ võ giả không gian vào hư không, lo lắng lùng bắt tung tích xí thiên giới. Một đầu tin tức từ Bắc Địa xa xôi truyền đến để bọn hắn ngoài ý muốn lại càng kinh ngạc. Xí thiên giới đột nhiên xô ra khỏi thâm không, giáng lâm đến tuyết nguyên cực Bắc. Mặc dù chỉ lộ ra một bộ phận, nhưng sóng chiều hỗn độn xô trào, cường quang tỏa sáng đến chói mắt, lại giống như mặt trời sáng chói, nở rộ tại tuyết nguyên cực Bắc. Sau đó, xí thiên giới ù xuôi Nam, do dỉ ra bộ phận từ đầu đến cuối không có biến mất, chính là đè xuống không gian như vậy. Tỏa ra ánh sáng như vậy, ở trong tiếng nổ vang chấn thiên động địa, một đường xuôi Nam. Thanh thế kịch liệt, không gian sụp đổ, oanh động vạn dặm sông núi, nhất là đến đêm khuya, ánh sáng xí thiên giới nở rộ cơ hồ đã khiến nửa cái Bắc Địa đều giống như ban ngày. Tin tức như kinh lôi như mưa to, nhanh chóng truyền khắp mấy chục vạn dặm Bắc Địa, sau đó khuếch tán đến Tây Bắc, Đông Bắc, thậm chí Trung Vực. Đầu tin tức đột nhiên xuất hiện này để vô số người đều không nghĩ ra. Trước đó xí thiên giới đều muốn dùng tất cả biện pháp để ẩn nấp, bây giờ lại trực tiếp xuất hiện. Quang mang thần tôn, xích thiên thần tôn, chư thiên thần tôn sắp xông vào Tây Bộ, sau khi nhận được tin tức thì cũng đều rất bất ngờ. Đầu tiên là suy đoán xí thiên giới muốn hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, tránh cho bọn hắn đến thần dụ chi hải đuổi bắt Khương Phàm. Cũng đủ để nhìn ra được, xí thiên giới thật sự đang khẩn trương. Đây rõ ràng đang xả thân cứu chủ. Thiên hậu lại có thể thuyết phục tất cả mọi người bên trong xí thiên giới đi theo mạo hiểm, quả là không đơn giản. Đi vây bắt xí thiên giới sao? Liền sợ bọn hắn vừa mới quay người, xí thiên giới đã hoàn toàn biến mất, trở lại hư không? Không sai, đây chính là mục đích của xí thiên giới. Đám người quang mang thần tôn không để ý đến, tiếp tục cao điệu vượt qua Sơn Hà, lao tới thần dụ chi hải. Lần này, bọn hắn muốn nắm giữ quyền chủ động. Xáo trộn trận cước của xí thiên giới, ép xí thiên giới đuổi theo bọn hắn. Nhưng, khi bọn hắn vượt qua mấy chục vạn dặm Tây Bộ, sắp tiến vào thần dụ chi hải, lại thêm tin tức liên tiếp truyền đến, nhưng đều làm cho bọn họ hoảng hồn. Bởi vì xí thiên giới không có biến mất, càng không có rời khỏi, xuôi Nam hơn 300.000 dặm, trước mắt đã tiến đụng vào Trung Vực. Từ phương vị di chuyển đến xem, tựa như là chạy đến Trung Bộ Trung Vực. Thượng Thương Cổ Thành sao? Hay là nói, ánh sáng thần tôn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Thiên Trụ Sơn sao? Không, điều đó là không thể nào. Nhưng suy nghĩ lại một chút, hắn lập tức cảm thấy lạnh người. Thiên hậu, ngươi là con mụ điên, ngươi chết không yên lành. Theo tiếng gầm thét thê lương, tiếng chửi mắng dã man, ba vị thần tôn cao ngạo nửa đời triệt để nổi giận. Sắc mặt của bọn hắn trở nên tái nhợt, thực sự khó mà giữ vững được bình tĩnh. Nếu như xí thiên giới giận đụng Thiên Trụ Sơn, thật khả năng sẽ triệt để hủy đi đầu thông thiên đại đạo kia, cắt đứt liên hệ giữa thiên khải cùng thương huyền. Hoàng thành của bọn hắn tại thiên khải phải làm sao bây giờ? Xây dựng của bọn hắn vài vạn năm tại thiên khải phải làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng không thể giống như bát bộ hoàng đạo, tộc làm chó vẩy đuôi mừng chủ với đế quân đại lục khác. Xí thiên giới mạnh mẽ đâm tới tấn mãnh xuôi Nam, nghiền ép không gian. Xôi trào lên ánh sáng, không chút kiêng kỵ nào mà vượt qua phía trên cường tông đại phái, núi cao rừng rậm, đại thành hoàng triều. Vô số cường tộc rung động nhìn lên, số lượng lớn cường giả theo sát ở phía sau. Tin tức điên cuồng lan tràn, kích thích đám người quang mang thần tôn đang nhanh chóng trở về. Rốt cuộc, xí thiên giới cũng đã tới chỗ dãy núi Thiên Trụ Sơn, chẳng những không có bất luận bất cứ cái ý tứ dừng lại gì, mà ngược lại còn mạnh mẽ chìm xuống.
độ cao từ vạn mét hạ xuống đến ngàn mét, phạm vi rò rỉ ra ngoài càng lớn càng rộng rãi hơn, sau đó hung hăng đụng phải những ngọn núi lớn cao ngất, rừng rậm thẳng tắp kia. Ầm ầm, dãy núi nhanh chóng sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù bay ngập trời. Khung trời nhận đè ép mà rạn nứt, lan tràn ra vô số vết nứt. Bởi vì Thiên Trụ Sơn đã từng là trụ trời của thế giới, trấn áp sơn hà vô tận, giơ cao lên nâng lấy bầu trời bao la, cho nên, nơi đó vỡ nát, mười mấy vạn dặm sông núi đều bị liên lụy, tiếng oanh minh trầm muộn để hàng tỷ sinh linh dùng mình, bầu trời lay động càng làm cho không gian nổi lên gợn sóng kỳ diệu, giống như là sóng cả đang mạnh mẽ cuốn đi, để cho người ta hoảng sợ à em bối rối. Xí thiên giới hoành hành không trở ngại, nghiền ép ngàn dặm dãy núi, thẳng đến tế đàn không gian ở trung bộ. Xí thiên giới. Các cường giả chí tôn hoàng đạo trấn thủ tế đàn không gian sắp nứt cả tim gan. Cái này, mẫu thân nó, đây là chạy tới tế đàn không gian sao? Đám người xí thiên giới kia điên rồi sao? Nếu như hủy nơi này, con đường kết nối giữa Thương Huyền cùng Thiên Khải liền gãy mất. Chẳng lẽ sau này bọn người Khương Phàm không theo nơi này lên Thiên Khải sao? Giết! Theo một tiếng thét lên ra lệnh, xí thiên giới mở rộng con đường. Hỗn độn dâng trào mãnh liệt, hai vị sát lục huyết hoàng là Triệu Thời Việt, Khương Uyên dẫn đầu lao ra, huyết quang yêu dị dọi khắp nơi trời đất, xiềng xích xiết chóc hoành hành ở bầu trời, đánh thẳng đến chấn thủ xung quanh tế đàn. Ngô Thái Bình, Ngô Chính Uyên, Thiên Hồ Thánh Vương và các đỉnh cấp cường giả của xí thiên giới liên tiếp xuất hiện, giống như đột nhiên vung ra một mảnh lưới đánh cá, phân tán đến các phương vị khác nhau, chặn đánh đám người chấn thủ đang muốn chạy trốn. Ba bên hoàng đạo đều phái chú số lượng lớn cường giả ở nơi này, cũng đều có tộc lão quy ẩn mấy trăm năm tọa chấn, nhưng đối mặt với các cường giả cường hãn như Khương Qua, tăng thêm sự bối rối hoảng sợ, cuối cùng chỉ có cực ít người trốn đi được. Xí thiên giới chấn động cả trời đất, không ngừng hoành hành, thật sự đánh tới tế đàn không gian. Tế đàn không gian có phạm vi hơn trăm dặm, khắc đầy đường vân nặng nề, dâng lên cường quang ngập trời, giống như một cơn gió lốc hùng vĩ, ầm ầm ù ù xoay quanh. Ánh sáng rực rỡ rọi khắp trung vực, năng lượng không gian cường hãn kéo lấy mấy ngàn dặm khung trời. Xí thiên giới giống như mặt trời đang hoành hành, dưới sự kinh hãi chú ý của vô số người ở phía xa liền trực tiếp đụng vào như thế. Ầm ầm, vòng xoáy thông thiên cuồng bạo lập tức vặn vẹo, năng lượng xé rách lập tức chấn vỡ nát tế đàn, vỡ nát khung trời. Không chỉ có mấy ngàn dặm không gian ở hạ giới xuất hiện gợn sóng kịch liệt giống như biển động, mà ngay cả di tích thiên môn tại Thiên Khải chiến trường đều nổ lên ánh sáng đầy trời, mãnh liệt lung lay nơi đó. Thiên hậu, dừng tay cho ta. Đại quang mang thần tôn, xích thiên thần tôn, chư thiên thần tôn, cách rất xa đã thấy được tràng cảnh xí thiên giới va chạm con đường tại tế đàn. Trên đường đi bọn hắn còn suy đoán xí thiên giới chỉ là đe dọa, nếu không vì sao từ Bắc Địa xuôi Nam, lại không phải trực tiếp giáng lâm đến Thiên Trụ Sơn. Không nghĩ tới, mẫu thân nó. Xí thiên giới thật sự đụng đến. Rốt cuộc con mụ điên này muốn làm gì? Bọn hắn vì để chữa trị con đường không gian này mà đã đầu nhập vào vô số tinh lực cùng tài nguyên, trước sau trải qua vài vạn năm, cho đến khi Cửu Thiên Thần Giáo quật khởi mới bắt đầu đi vào quỹ đạo, cũng cuối cùng mới ổn định. Bây giờ xí thiên giới vừa va chạm, ít nhất phải phế bỏ tâm huyết mấy ngàn năm của bọn hắn. Thiên hậu, dừng tay, dừng tay. Nếu như tế đàn thiên trụ bị hủy, các ngươi cũng đừng hòng lại đến chiến trường Thiên Khải. Tế đàn thiên trụ là di sản sau cùng của tổ địa, là hy vọng của Thương Huyền, ngươi không thể nào hủy nó. Thiên hậu, ngươi cần đàm phán, chúng ta bàn bạc cùng ngươi. Dừng tay, ngăn cô ta lại, nhanh nhanh nhanh, tiến lên, chuyện gì con mụ điên kia cũng đều làm ra được. Ba vị thần tôn vung đi tất cả tùy tùng, dùng tốc độ nhanh nhất lướt qua trời đất, bọn hắn bạo động năng lượng giống như là giang hà nổi sóng. Mãnh liệt ở khắp nơi, thần uy vô tận càng là làm cho hàng vạn con thú trong dãy núi hồi hộp. Nhưng, xí thiên giới vẫn không để ý đến, sau khi rút lui về sau một khoảng cách, lại lần nữa đánh tới tế đàn không gian. Ầm ầm, ầm ầm, một lần, hai lần, ba lần. Ánh sáng tại tế đàn không gian kịch liệt lấp lóe, con đường nguy nga giống như là trụ trời chân chính đang gặp phải va chạm. Mặt đất xung quanh tế đàn đang liên miên sụp đổ. Vết nứt lan tràn ra như vết nứt dưới vực sâu. Con đường kết nối cuối cùng, cũng nổi lên sóng cả to lớn chồng chất, cơ hồ ảnh hưởng đến toàn bộ không gian trung vực tại Thương Huyền,
càng đánh thẳng vào núi rừng trung bộ tại Thiên Khải chiến trường. Khi ba vị thần tôn rốt cuộc cũng đuổi đến trước mặt Xí Thiên Giới đã sắp khởi xướng đợt trùng kích sau cùng, mà tế đàn không gian đã bị phá thành mảnh nhỏ, như con đường không gian cơn lốc tràn ngập ngàn vạn tia lôi chiều, kịch liệt lấp lóe, táo bạo mà cuồng loạn. Bọn hắn rất rõ ràng, đó không còn là loạn lưu. Loạn lưu không gian bạo động, cơ hồ biến con đường này thành cối xay thịt, cho dù là có thể bảo trụ, nhưng sau này muốn đăng lâm Thiên Khải chỉ sợ cũng cần thần linh dẫn đường. Xích Thiên Thần Tôn, đại quang mang vạn đạo, tức giận gào thét rung động đến cả các nơi. Thiên Hậu, nếu như ngươi dám hủy đi con đường không gian, hôm nay chúng ta nhất định sẽ đổ Xí Thiên Giới ngươi. Con đường hỗn độn của Xí Thiên Giới bành trướng ra ánh sáng hừng hực, Thiên Hậu được địa ma thụ bảo vệ, hiện ra thân ảnh mơ hồ. Nếu như các ngươi dám đụng Xí Thiên Giới sẽ hủy đi thông thiên đại đạo này. Quang mang thần tôn bực tức nói. Không cần phô trương thanh thế, không có con đường này, hoàng đạo của Thương Huyền Tổ Địa lại khó chính thống đăng lâm Thiên Khải, bao gồm cả các ngươi. Chu Thiên Thần Tôn nói, đừng vọng tưởng vận dụng Đông Nam Thiên Môn, không có tế đàn không gian của linh tộc, tòa thiên môn kia không dùng được. Giọng Thiên Hậu lạnh lùng truyền ra khỏi Xí Thiên Giới. Thế gian này có một bảo vật, là thần khí trấn áp dùng hồng hoang thiên trụ tại thời đại Thái Cổ Tế luyện thành, tên là Thông Thiên Tháp. Thái cổ thông thiên tháp bên dưới trấn cửu u, bên trên thông cửu thiên, có thể vào u minh thâm uyên, cũng có thể đền trọng đỉnh hư vô, có được ảo diệu cùng thần uy vô tận. Tại thời đại thượng cổ, thông thiên tháp bị chuyển rời đến thần đình, trở thành ba kiện thần binh trấn thiên của thần đình, phụ trách trấn áp tù phạm, cũng được nơi đó xưng là thượng cổ thông thiên tháp. Ba vị thần tôn khẽ nhíu mày. Thế gian còn có loại bảo vật này. Thượng cổ thần đình ngược lại là đã từng nghe thấy. Nhưng thông thiên bảo tháp lại hoàn toàn chưa nghe nói qua. Lại còn là dùng hồng hoang thiên trụ tại thời đại Thái Cổ Tế luyện. Trụ trời. Vẻ mặt của bọn hắn dần dần nghiêm trọng lên. Giọng của Thiên Hậu lại truyền ra khỏi Xí Thiên Giới, tiếng vọng rung chuyển cả trời đất. Rất vinh hạnh, chúng ta đã có được. Trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, trải qua tầng tầng mở ra, thông thiên tháp trên dưới 9 tầng đều đã đả thông. Chỉ cần khống chế thông thiên tháp. Chúng ta không chỉ có thể đến U Minh địa ngục, càng có thể đăng lâm Thiên Khải chiến trường. Lần trước Khương Phàm có thể đi đến Thiên Khải chiến trường, còn có thể lặng yên rời khỏi, dùng chính là thông thiên tháp. Lời ta nói, ba người các ngươi đã hiểu. Ba vị thần tôn mang theo những vẻ khác nhau. Khương Phàm đến Thiên Khải, thật chẳng lẽ không phải thông qua tế đàn tại Thiên Trụ Sơn? Nếu thật sự là như thế này... Sự đối kháng cùng hy sinh của Quang Mang Thần Điện cùng Cửu Thiên Thần Giáo trong khoảng thời gian này, chẳng phải không có chút ý nghĩa nào. Xích Thiên Thần Tôn và Chu Thiên Thần Tôn thì lại bắt đầu kiêng kỵ, nếu quả thật có vũ khí như Thiên Hậu nói, liền mang ý nghĩa Xí Thiên Giới hoàn toàn không cần dựa vào Thiên Trụ Sơn, bất luận là bây giờ, hay là trong tương lai. Càng mang ý nghĩa Thiên Hậu thực có can đảm hủy tòa tế đàn không gian cổ lão này, chặt đứt liên hệ của bọn hắn cùng Thiên Khải. Mà tính tình Thiên Hậu cao ngạo, không xảo trá dã man giống như Khương Phàm, nếu nói ra vũ khí như thế này, hẳn không phải là nói bừa loạn tạo. Chu Thiên Thần Tôn nói, ngươi có khả năng không để ý gì mà hủy đi tế đàn không gian, nhưng ngươi không dám. Nếu không Xí Thiên Giới cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh rời khỏi. Mục đích thực sự của ngươi là buộc chúng ta lui về, không cần vây bắt Khương Phàm. Mục đích của ngươi đã đạt được, nhưng bây giờ... Ngươi phải rời khỏi nơi này như thế nào? Xí Thiên Giới có thể vĩnh viễn ở lại nơi này. Các ngươi có thể sao? Bây giờ không phải là ta nên rời khỏi như thế nào, mà là các ngươi nên làm sao kết thúc chuyện này. Thiên Hậu có khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp động lòng người, nhưng tư thái uy nghiêm, vẻ mặt lạnh lùng, lại tràn ngập khí chàng cường đại, trực diện với ba vị thần tôn lại không hề có chút thua kém. Số lượng lớn cường giả của Xí Thiên Giới đều đứng trong mê mụ hỗn độn. Bất luận là nam hay nữ cũng đều âm thầm than thở, không hổ là Thiên Hậu, không hổ là nữ tử đã từng cùng Khương Phàm chống lên vạn thế thần triều. Khương Phàm làm nam tử, có lẽ cần chút nữ tử xinh đẹp khuynh thành làm bạn. Nhưng làm chủ nhân thần triều tương lai, lại là cần nữ tử như thế này mới có thể trấn được thần triều, thậm chí là Thương Huyền. Ba vị thần tôn nhìn con đường không gian bạo động, vẻ mặt đều cực kỳ nghiêm trọng. Nơi đó thoạt nhìn là thật chịu không được đòn đánh sâu vào, bọn hắn càng không chịu đựng nổi hậu quả nếu bị chặt đứt liên hệ. Đến lúc đó không chỉ có hoàng thành nơi đó nguy hiểm,
càng mang ý nghĩa bọn hắn vĩnh viễn không cách nào lại đạp vào chiến trường thiên khải, hưởng dụng tài nguyên cùng cơ duyên nơi đó. Quang mang thần tôn dùng sức nắm tay, mặc dù hắn biết thiên hậu không dám hủy đi tế đàn không gian, nếu không bọn hắn giận dữ thật có thể xé nát xí thiên giới, nhưng chuyện này tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Sau khi trầm mặc kiềm chế một trận, Chu Thiên thần tôn nói. Chúng ta rút lui 10.000 dặm, xí thiên giới rút lui 1.000 dặm, chúng ta lại rút lui 10.000 dặm, xí thiên giới lại rút lui 2.000 dặm, cứ thế mà suy ra, sau 50.000 dặm, xí thiên giới tiến vào hư không, chúng ta cam đoan trong vòng 3 ngày không còn truy đuổi. Sau đó thì sao, nếu như chúng ta nguyện ý, có thể uy hiếp tế đàn không gian bất cứ lúc nào, mà các ngươi có thể chạy tới nơi này bất cứ lúc nào sao? Thiên hậu chất vấn, để Chu Thiên thần tôn á khẩu không trả lời được. Quang mang thần tôn, Xích Thiên thần tôn đều cau mày, nghĩ không ra đối sách. Thiên hậu nói, ta đây có 2 đề nghị, tạo điều kiện cho các ngươi tham khảo. Cái đầu tiên, quang mang thần điện, Chu Thiên thần điện, Xích Thiên thần triều, từ hôm nay thần phục vạn thế thần triều, lấy vạn thế vi tôn, toàn diện tiếp quản Thương Huyền đại lục. Đối với trước tất cả những chuyện cũ vạn thế thần triều đều sẽ bỏ qua, từ nay về sau mang theo các ngươi bảo vệ địa vị Thương Huyền, cạnh tranh càng nhiều lợi ích tại Thiên Khải. 3 vị thần tôn cau chặt lông mày, thần phục. Tam đại chí tôn hoàng đạo thần phục tên điên Khương Phàm kia. Bọn hắn âm trầm sắc mặt, đều tức giận đến mức không muốn tranh luận. Uy hiếp của ngươi quá mức, kế tiếp. Thiên hậu nói. Cái thứ hai, trong vòng 5 năm, xí thiên giới không động vào tế đàn không gian, trong vòng 5 năm tam đại hoàng đạo các ngươi không được dùng bất cứ phương thức nào hãm hại xí thiên giới. Không được truy đuổi Khương Phàm. Quang mang thần tôn nắm chặt nắm đấm lại, cố nén tức giận, nói. Bây giờ không chỉ là ngươi đang uy hiếp chúng ta, xí thiên giới cũng gặp phải nguy hiểm bị chúng ta hủy diệt. Nhượng bộ lớn nhất của ta chính là để xí thiên giới rời khỏi, những cái khác. Không cần bàn nữa. Ngươi nghĩ thông suốt, tế đàn không gian bị trọng thương, không có cửu thiên thần giáo chữa trị, ta cam đoan chỉ cần mấy khối bảo cốt thánh hoàng bạo tạc liền có thể triệt để hủy đi. Tương lai coi như xí thiên giới không tự mình đến, thì nơi này cũng gặp phải nguy hiểm hủy diệt. Nếu như xí thiên giới lựa chọn thời kỳ đặc thù, đột nhiên tập kích, các ngươi càng không cách nào ngăn cản. Còn có một chuyện, nếu như tin tức nơi này truyền đến Thiên Khải, các hoàng đạo khác tại Thiên Khải chiến trường khẳng định sẽ uy hiếp hoàng thành các ngươi. Bởi vì, bọn hắn phán định 3 vị thần tôn các ngươi không dám tùy tiện đến Thiên Khải tỏa chấn, nếu không. Một khi tế đàn không gian sụp đổ. Các ngươi liền sẽ bị triệt để ngăn cách với Thiên Khải, tổ địa sẽ đứng trước uy hiếp chí mạng là chúng ta đây. Đơn giản mà nói, ta không chỉ có thể uy hiếp tế đàn ngay bây giờ, mà trong tương lai càng có thể uy hiếp được tất cả hoàng đạo các ngươi. Tòa tế đàn kết nối với Thiên Khải này, đã trở thành nhược điểm chí mạng của các ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, mặc dù cửu thiên thần giáo không có thần tôn, nhưng trong này còn có rất nhiều võ giả không gian. Chỉ cần bọn hắn toàn lực ứng phó. Chỉ ít trong thời gian ngắn tòa tế đàn không gian này có thể chữa trị 3 phần trở lên. Nếu như cửu thiên thần giáo nguyện ý phối hợp, chỉ cần xí thiên giới dám tới gần hư không trung vực, chúng ta liền có thể khóa chặt các ngươi, liên thủ tiêu diệt. Các ngươi đừng nghĩ lại có thể dễ dàng uy hiếp thiên trụ sơn. Xích thiên thần tôn nhớ tới lời đề nghị trước đó của Chu Thiên thần tôn, mặc dù rất không muốn, nhưng bây giờ bọn hắn thật sự cần cùng cửu thiên một lần nữa thương thảo hợp tác. Thiên hậu ngữ khí lãnh đạm, thần thái uy nghiêm. Nhược điểm tế đàn không gian đã tồn tại, luôn đứng trước uy hiếp bất cứ lúc nào. Mặc kệ các ngươi làm gì để bổ cứu, có nguyện ý thừa nhận hay không, nó đã kềm chế 3 bên chí tôn hoàng đạo các ngươi, cũng đặt hoàng thành của các ngươi tại Thiên Khải vào trong nguy hiểm. Ta đây lại có 2 đề nghị. Đầu tiên, các ngươi tuyên cáo thiên hạ, trong vòng 3 năm không được lại nổi lên chiến tranh, ta tuyên cáo thiên hạ. Trong vòng 5 năm không động vào tế đàn không gian. Thứ hai, lợi dụng thời gian 3 năm, hãy dùng đầu ngẫm lại cho thật kỹ, các ngươi muốn ngăn cản vạn thế thần triều quật khởi, hay là thuận theo. 3 vị thần tôn trầm mặc một lát, đi đến bên cạnh chăm chú thảo luận. Thiên hậu có một chút nói rất đúng, kịch biến tại tế đàn không gian khẳng định sẽ truyền đến Thiên Khải, hoàng đạo đại lục khác rất nhanh đều sẽ dục dịch, hoàng thành của bọn họ sẽ gặp phải uy hiếp lớn. Nếu như bọn hắn tiến đến trợ giúp, phía dưới không có người chấn được xí thiên giới, thiên hậu lúc nào cũng có thể hủy đi tế đàn không gian, triệt để cắt đứt liên hệ, bọn hắn vây ở Thiên Khải, sau đó quét ngang Thương Huyền. Nếu như bọn hắn không đi trợ giúp,
hoàng thành của bọn họ thật không kiên trì được bao lâu. Đây là vấn đề nghiêm trọng nhất, cấp bách nhất bày ở trước mặt bọn hắn. Coi như tương lai có hợp tác cùng Cửu Thiên Thần Giáo, cũng cần thời gian thuyết phục thần giáo, càng cần cho thần giáo thời gian chữa trị tế đàn hơn. Sau khi thảo luận một phen, ba vị thần tôn đành chịu đựng khuất nhục tỏ thái độ. Trong vòng một năm, hai bên không được lại nổi lên chiến tranh. Trong vòng ba năm, người không được lại đụng tế đàn không gian. Nói rõ, kỳ hạn bên trong hiệp nghị, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, chúng ta cũng sẽ không khiêu khích các ngươi càng không thể lại khiêu khích chúng ta. Nếu không, giao dịch lập tức xé bỏ. Chúng ta sẽ công khai tuyên cáo thiên hạ, xin mời thiên hạ làm chứng. Bây giờ, chúng ta rút lui, các ngươi rời khỏi. Xí thiên giới dừng lại ở chỗ này một năm, bảo đảm các ngươi tuân thủ ước định. Ngươi không tin chúng ta đều đã muốn tuyên cáo thiên hạ, ngươi nên tin tưởng. Lời này từ trong miệng Xích Thiên Thần Tôn ngươi nói ra, đã là tiết độc đối với ước định. Xí thiên giới sẽ ở chỗ này một năm, ta không tin ước định, ta tin là uy hiếp. Ngươi ở lại nơi này, chúng ta cũng tin không được ngươi. Chính ngươi nghĩ cách đi. Ba vị thần tôn trầm mặt trao đổi ánh mắt, nói. Xí thiên giới có thể ở lại nơi này, nhưng cần rút lui sau ngàn dặm. Đây là nhường nhịn lớn nhất của chúng ta, nếu không. Nếu không cái gì, chỉ cần xí thiên giới đụng một cái, tế đàn không gian liền sẽ sụp đổ, coi như ba thần tôn các ngươi có thể hủy đi xí thiên giới thì như thế nào, người bên trong này đã được bí mật rời đi. Mà Khương Phàm lại khống chế thông thiên tháp, bất cứ lúc nào cũng có thể tới thiên khải đạp diệt hoàng thành của các ngươi, càng có thể đi đến U Minh tiếp dẫn Tu La. Nghe cho rõ đây, các ngươi không có chỗ trống cùng ta cỏ kè mặc cả. Xí thiên giới sẽ ở chỗ này, ngừng chân một năm. Một bước cũng không lùi. Xí thiên giới va chạm thiên trụ sơn khiến cho trời đất rung chuyển, vừa mới ảnh hưởng đến mấy chục vạn dặm trung vực, thì xí thiên giới và tam đại chí tôn hoàng đạo cùng nhau tuyên ngôn lại lập tức dẫn phát oanh động kịch liệt. Các phương chấn kinh, càng khó có thể tin hơn. Xí thiên giới dùng, lưỡng bại câu thương, điên cuồng, khiến cho chí tôn hoàng đạo tuyên bố ngưng chiến. Mặc dù thời gian chỉ là trong một năm ngắn ngủi, nhưng đủ để nói rõ rốt cuộc xí thiên giới cũng đã bắt lấy chỗ yếu hại của chí tôn hoàng đạo. Ảnh hưởng này không chỉ là một năm, tất nhiên sau đó vẫn sẽ tiếp tục sinh ra ảnh hưởng, thậm chí có thể thay đổi phương thức đối kháng giữa xí thiên giới cùng các hoàng đạo Thương Huyền, cũng tại thời kỳ nào đó thay đổi đến chiến cuộc cuối cùng của Thương Huyền. Khi tin tức thông qua hoàng đạo ngoại vực truyền đến Thiên Khải, các cường tộc Thiên Khải cũng đã bắt đầu dục dịch. Bọn hắn đều rất bất ngờ, xí thiên giới lại còn điên cuồng như thế. Lại có thể nghĩ đến phương thức kiểm chế chí tôn hoàng đạo như thế này, càng khó có thể tin chí tôn hoàng đạo vậy mà lại còn thỏa hiệp hơn. Chẳng lẽ bọn họ tin tưởng xí thiên giới sẽ hủy thiên trụ sơn? Dù sao tương lai Khương Phàm vẫn phải thông qua thiên trụ sơn để đến thiên khải. Trừ phi, Khương Phàm và xí thiên giới đã có được một con đường ra vào thiên khải khác, tựa như sự kiện vạn đạo hoàng thành trước đó. Nói cách khác, xí thiên giới thật sự có khả năng đâm cháy thiên trụ sơn. Chí tôn hoàng đạo Thương Huyền cũng thật sự sợ hãi. Nếu như thế này, có phải bọn họ có thể khởi xướng vây bắt hoàng thành của chí tôn hoàng đạo Thương Huyền tại Thiên Khải rồi hay không? Tại thời kỳ đặc thù khi Thương Huyền lâm vào oanh động, Thiên Khải chiến trường lại đờ nát dục dịch, ba vị thần tôn Thương Huyền đã chia ra hành động. Quang mang thần tôn tiếp tục tỏa trấn thiên trụ sơn, cảnh giác xí thiên giới. Mặc dù ước định là ước định, nhưng bất luận là xí thiên giới hay là bọn hắn, đều rất rõ ràng cái gọi là ước định này vô cùng yếu ớt. Đừng nói một năm, có thể kiên trì nửa năm đều coi như đã rất tốt. Bất luận là có biến cố ngoài ý liệu gì, đều có thể phá hư ước định, dẫn phát rằng co mới, thậm chí là hủy diệt. Cho nên cường giả mà quang mang thần tôn có thể điều động, đều được điều động đến nơi này, còn thịnh tình mời sinh mệnh thần điện cùng thiên cực giới liên hợp tọa chấn. Xích thiên thần tôn đăng lâm thiên khải. Tọa trấn Xích Thiên Hoàng Thành, uy hiếp Hoàng đạo Thiên Khải. Cho đến ngày nay, vị thần tôn cao tuổi này đã rõ ràng cảm nhận được áp lực chịu nặng, cùng tình thế đã có xu thế mất khống chế. Chỉ sau vài chục năm tiếp theo, bọn hắn không chỉ không thể trấn sát Khương Phàm, ngược lại còn để Khương Phàm càng ngày càng mạnh, mà theo man hoang đang yên lặng, cửu thiên đang phong bế, vạn đạo bị hủy diệt, thao thiết thì bại vong, kim ô bị phong cấm, 12 Hoàng đạo Thương Huyền đã phế đi 5 cái. Các hoàng đạo Thương Huyền không chỉ có hạ lực uy hiếp đối với thiên khải chiến trường xuống đến cực hạn,
mà cách cục cố hữu Hoàng đạo Thương Huyền đều nhận phải trùng kích. Bây giờ tế đàn không gian đã vỡ, chắc chắn sẽ dẫn phát một loạt dây chuyền phản ứng. Ví dụ như Hoàng đạo ngoại vực không còn kính sợ Chí Tôn Hoàng đạo. Ví dụ như Hoàng đạo Thiên Khải dục dịch đối với của Chí Tôn Hoàng thành Thương Huyền. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu cuối cùng mà thần tôn cao ngạo phải thỏa hiệp, hắn cần thời gian đến vững chắc cục diện, càng cần thời gian đến thương lượng đối sách hơn. Chu Thiên thần tôn thì tự mình bái phỏng Cửu Thiên thần giáo, đưa ra suy nghĩ trước đó. Tức là, Cửu Thiên thần giáo cùng Quang Mang thần điện hòa giải, một lần nữa mở ra thần giáo. Xích Thiên, Quang Mang, Chu Thiên, tam đại chí tôn hoàng đạo thừa nhận địa vị của Cửu Thiên thần giáo chí tôn, lại vạn năm không thay đổi. Thứ hai, nếu như Cửu Thiên thần giáo có thể toàn lực ứng phó chữa trị tế đàn không gian, Chu Thiên thần điện cam đoan đầu tiên, triệu tập tài nguyên bồi dưỡng một vị thánh vương không gian nào đó tiến đến thánh hoàng. Thứ ba, nếu như Cửu Thiên thần điện có thể thay Thương Huyền nhìn chằm chằm Xí Thiên giới, cũng toàn diện phối hợp chiến tranh sau này, Xích Thiên cùng Quang Mang thần điện đều tập kết toàn lực, lại bồi dưỡng hai vị thánh hoàng cho Cửu Thiên. Cửu Thiên thần giáo sau khi thận trọng cân nhắc, cũng nói ra điều kiện. Trước tiên phải trợ giúp giáo chủ Đông Hoàng tọa tiến đến thánh hoàng cảnh, lại chữa trị tế đàn không gian. Lý do là, xét thấy cục diện thiên khải dung chuyển, Đông Hoàng càng cần tọa trấn thiên khải hoàng thành, cho nên chuyện chữa trị tế đàn, chỉ có thể rơi xuống trên thân thần giáo ở hạ giới, muốn chữa trị tốt hơn, nhất định phải có cảnh giới thánh hoàng. Cuối cùng, Chu Thiên thần điện cũng thỏa hiệp, khẩn cấp triệu tập bí bảo thần cấp phủ bụi mang đến Cửu Thiên thần giáo, cho Đông Hoàng tọa thăng hoa linh văn. Tăng lên cảnh giới. Tại lúc Thương Huyền lại lâm vào một vòng oanh động mới, vô số ánh mắt, bao gồm cả tam đại chí tôn hoàng đạo, đều đưa về phía tây bộ xa xôi, bọn hắn mong mỏi thái cổ thần miếu cùng cửu lê ma tộc hành động. Nếu như hai đại hoàng đạo thật có thể săn giết Khương Phàm, uy hiếp của Xí Thiên giới tại Thiên Trụ Sơn không có chút ý nghĩa nào, thậm chí liên tiếp bại vong đều là vấn đề thời gian. Nếu như hai đại hoàng đạo lần nữa thất bại, vậy thì Thương Huyền thật sự là sắp biến thiên. Thần dụ chi hải. Đại vương hoành hành tại đáy biển, chưa từng có ý định đi thật nhanh, mà chú trọng ẩn nấp. Đông Hoàng như ảnh thường xuyên xuất hiện, vượt qua phạm vi lớn vũ trụ, tận hết khả năng tránh cho việc để lại vết tích. Vì để hất ra truy tung, bọn hắn không có trực tiếp xông đến Thương Huyền, mà tận lực lách qua một đoạn khoảng cách, không ngừng thay đổi phương vị. Nhưng sau khi Khương Phàm trở về từ cõi chết, hắn càng có cảm giác nguy cơ hơn. Không chỉ bởi vì Thái Sơ đế tộc, Bắc Thái đế tộc, Cự Long tộc, còn có Cửu Lê ma tộc lúc nào cũng có thể đến thế giới mới. Nếu Thái Cổ thần miếu đã sớm đến, Cửu Lê ma tộc cũng có thể là bị kinh động mà sớm đuổi tới. Khương Phàm càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Đây là chuyện muốn mệnh, trong lòng tuyệt đối không thể còn có bất cứ cái may mắn gì. Cho nên, sau khi Khương Phàm đang khôi phục, hắn bắt đầu luyện hóa bốn vị này Thánh Vương Hạo Diệp. Nhiếp Khuê Hùng, Ân Sát và Nam Cung Đấu Hồn. Trừ việc rút ra một bộ phận máu tươi, phong phú cho đan hoàng huyết hà cốt xuyên ra, huyết nhục linh hồn thì đều được luyện thành linh đan, huyết đan. Hắn phải dùng năng lượng của bốn vị thánh vương, bảo đảm trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng thực lực lên. Ngoài ra, hắn còn cô đọng thôn thiên yêu hoa ra ba viên hỗn độn tinh thạch khác giao cho Bạch Tai, hai cốt của Nam Cung Đấu Hồn, Nam Cung Minh và tất cả cường giả Thái Uyên cực địa. Bao gồm cả bảo khí chấn tộc chấn ngục huyết tháp đều chuyển cho Bạch Tai. Tính cả ba bộ di cốt Thánh Vương Nhiếp Khuê Hùng, Ân Sát, Hạo Diệp trước đó kia, đây cũng không phải là muốn Bạch Tai triệt để thanh trừ tai họa ngầm, tăng thực lực lên, mà muốn mãnh liệt đẩy Bạch Tai đến Thánh Vương. Kỳ thật trước đó hoa cốt linh văn của Bạch Tai có đặc tính thú linh văn, tại thời điểm thôn phệ trên trăm bộ di cốt nhân hoàng cổ hoa, chính là thành công kích phát ra huyết mạch, sau đó thông qua huyết mạch thăng hoa linh văn. Cho nên, nếu như cho Bạch Tai đầy đủ tài nguyên, hắn xác thực có hy vọng lần nữa thăng hoa. Khương Phàm lại còn nói với Bạch Tai là, nếu như tài nguyên còn chưa đủ, bảo cốt thánh hoàng của Hạo Huyền Minh đều có thể dùng. Ngoài ra, hám hải thú cảnh giới thánh vương, ba hám hải thú thánh linh cảnh bao gồm cả con hám hải thú bị săn giết tại thế giới mới trước đó kia toàn bộ đều giao cho đại tặc nuốt. Tiếp tục tăng thực lực lên, có thể tăng lên bao nhiêu thì tăng bấy nhiêu. Nếu như có cần, có thể hấp thu máu thánh hoàng. Còn có tặc điểu, rốt cuộc cũng đợi được cơ duyên thuộc về nó. Khương Phàm giao cho nó cánh trái của Hạo Huyền Minh, thứ đó tượng trưng cho uy lực Thái Dương.
Thái độ tu luyện như vậy khoa trương để Đông Hoàng Như Ảnh và Đông Hoàng Như Yên các nàng lần nữa thấy được tâm tính điên cuồng của Khương Phàm. Ngay cả Chí Tôn Hoàng Đạo bọn hắn tại thời điểm phân phối tài nguyên Thánh Vương đều là cực kỳ thận trọng, vậy mà Khương Phàm lại dùng 4 bộ Thánh Vương tăng thực lực của mình lên, càng dùng số lượng lớn bảo cốt Thánh Vương, Thánh Linh, thậm chí là hỗn độn thạch cùng bảo khí chấn tộc, chỉ vì để thúc đẩy sinh trưởng một Thánh Vương mới. 20 ngày sau, Khương Phàm nuốt cả 4 vị Thánh Vương, cảnh giới Thánh Vương đã được vững chắc triệt để, còn vững vàng nhảy vào một vấn đề khác. Nếu như muốn cứng rắn chia Thánh Vương ra làm 3 giai đoạn, bây giờ hắn không sai biệt lắm đã là từ sơ giai bước lên đến trung giai. Đến đây, rốt cuộc cũng xem như Khương Phàm đã thả được đến trọng tâm. Thánh Vương trung giai gia tăng gấp 6 lần, so với Thánh Vương sơ giai gia tăng gấp 6 lần cũng không phải mạnh hơn nửa điểm, một điểm. Điều thật sự để Khương Phàm phấn chấn chính là, Bạch Tai đã không phụ lòng kỳ vọng của hắn, sau khi dung hợp di cốt Nam Cung đấu hồn, Hạo Diệp, sau khi được triệt để luyện hóa, hắn đã kích phát ra tiềm lực mới, cường thế bước lên cảnh giới Thánh Vương. Nhưng thứ đưa đến tác dụng chất biến, lại là việc hắn đã thành công nhận chủ với Trấn Ngục Huyết Tháp, đã được quỷ chủ ở bên trong tán thành. Tình huống của Bạch Tai đặc biệt, đối với việc điều khiển quỷ chủ bên trong Trấn Ngục Huyết Tháp, thậm chí còn so mạnh hơn Nam Cung đấu hồn mấy phần. Ngoài ra chính là tình huống của cự ngạc. Nó không chỉ có khôi phục rất tốt, mà càng quan trọng hơn là cảnh giới đã càng vững chắc, thực lực đã càng mạnh hơn, ngay cả trứng rồng được dung hợp cũng đều trở nên gia tăng. Cơ hồ đều duy trì không được hình thái cự ngạc, giống như muốn sớm biến thành thiên long. Đây không phải là nhận hám hải thú kích thích, càng giống như hấp thu tài nguyên bên trong tà văn trụ của ân sát. Tà văn trụ có thể hấp thu năng lượng, càng có thể năng lượng chuyển hóa làm nguyên lực tinh khiết nhất. Lúc đó trước khi ân sát mang theo tà văn trụ tiến thế giới mới, bên trong đã liền có được nguyên lực tinh khiết rộng lượng, sau đó không chỉ có luyện hóa cự ngạc, càng là hấp thu năng lượng đặc biệt từ tổ nguyên sơn, nguyên lực càng phong phú hơn. Bây giờ toàn bộ đã đều bị cự ngạc hấp thu. Đây khả năng chính là cái gọi cơ duyên xảo hợp, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Thời kỳ mấu chốt để cự ngạc đang biến đổi thiên long, cần nhất chính là loại nguyên lực trí thuần trí tịnh này. Còn có tình huống của tặc điểu. Uy lực thái dương đặc biệt từ, cánh trái, đã thành công kích thích thái dương đồ đằng, tặc điểu đúng hạn đầu bế quan chiều sâu, có hy vọng bước lên cảnh giới Thánh Vương. Nếu như huyết nhục Thánh Hoàng đỉnh phong khác, quả thật rất khó kích phát tặc điểu biến đổi tiềm lực, nhưng cánh trái của Hạo Huyền Minh lại ẩn chứa mặt trời huyền bí cực hạn, có thể để cho tặc điểu nghiên cứu cảm ngộ. Để cho thái dương đồ đằng nở rộ, càng là biến đổi mấu chốt. Lại đi về phía trước thêm vạn dặm sẽ đến Thương Huyền. Vị trí đại khái là ở tây nam bộ Thương Huyền. Không biết bây giờ thái cổ thần miếu như thế nào. Rốt cuộc cũng sắp tới gần lục địa, Đông Hoàng Như Ảnh thở phào. Chỉ cần tiến vào Thương Huyền đại lục, những cường tộc lục địa khác liền không thể lại mạo phạm. Khương Phàm nói, có giáo huấn của vạn đạo giáo tôn. Thái cổ thần miếu hẳn là luôn chú ý nguyên hỏa sinh mệnh của Hạo Huyền Minh mọi thời khắc. Nếu như hắn chết thật, chỉ sợ thái cổ thần miếu bây giờ đã loạn, chúng ta tiện đường đi xem một chút. Đại tặc và đại vương lập tức sáng mắt lên. Ăn cướp! Không nên mạo hiểm, thái cổ thần miếu là chủ nhân Tây Nam, càng là hoàng đạo thần bí nhất đặc thù nhất của Thương Huyền, truyền thừa của bọn hắn từ thượng cổ đến nay. Đông Hoàng Như Ảnh vừa muốn nhắc nhở Khương Phàm thì đã từ từ ngừng. Thái cổ thần miếu xác thực rất mạnh, nhưng miếu chủ chết rồi, lão tổ chỉ còn hồn phách, nơi đó giống như đã không có bất cứ kẻ nào có thể uy hiếp được Khương Phàm. Truyền thừa từ thượng cổ đến nay, đại tặc và đại vương đều chảy cả nước miếng. Đi qua nhìn một chút, xác định xem lão rốt cuộc già kia còn sống hay đã chết. Khương Phàm đang muốn thúc giục Đông Hoàng Như Ảnh mang theo bọn hắn vượt qua không gian, đại tặc đột nhiên cảnh giác lên, đuôi cá sấu to lớn chậm rãi đung đưa. Toàn thân nở rộ lên hào quang hoa mỹ. Đầu tiên chờ chút đã. Đại tặc mãnh liệt lung lay cái đầu, nhìn điểm cuối cùng trên thiên hải xanh thẳm. Cùng lên đến sao? Khương Phàm cảnh giác, ngắm nhìn phương xa. Có thể khiến cho đại tặc cảnh giác, hẳn là long tộc. Tử kim cự long tại thế giới mới đã có thể truy tung đến đại tặc, bây giờ cách vạn dặm hải vực còn có thể truy tung đến. Dựa vào là cái gì, cảm giác long khí sao? Bạch Tai cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Trước đó là cách thông thiên tháp, bây giờ lại là cách hải vực minh mông. Nghe mùi mà tới, so với mũi chó đều rất linh mẫn nha. Đại vương trông mong nhìn quanh,
cái gì cũng đều không nhìn thấy, nhưng vẫn cẩn thận cảm giác hải dương bình tĩnh, lại phát giác được rung động yếu ớt. Ta có loại dự cảm không tốt. Phát hiện cái gì rồi? Khương Phàm đưa ý thức đụng vào, bản thân, đang ngồi xếp bằng trong trái tim, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Ta đoán, hẳn là Thương Hải Cự Long, yêu thú có huyết mạch mạnh nhất bên trong long tộc nghênh kích vạn long hải vực. Đại vương thông qua hải dương rung động mà suy đoán ra thân phận cường địch, Thương Hải Cự Long khống chế hải dương không kém gì siêu cấp hải thú như viễn cổ cự kình, côn bằng, bằng vào hình thể khổng lồ dài tới mấy chục dặm thậm chí là hơn trăm dặm, có thể tùy tiện cảm giác phạm vi mấy trăm thậm chí hơn nghìn dặm hải dương đều đang ba động. Nói cách khác, Thương Hải Cự Long có thể bắt được long khí ở bên ngoài ngàn dặm. Cho nên Đông Hoàng Như Ảnh ngẫu nhiên vượt qua hơn trăm dặm, đối với Thương Hải Cự Long mà nói, hoàn toàn không có hiệu quả. Các ngươi giết Cự Long Thánh Vương cảnh, hẳn là long tộc sẽ phái tới Thánh Hoàng. Chỉ sợ Thương Hải Cự Long dẫn đường là Thánh Vương. Đông Hoàng Như Ảnh biết rõ long tộc khủng bố, từ Hồng Hoang đến nay từ đầu đến cuối bọn chúng đều luôn chiếm lấy vị trí chí tôn yêu tộc, chưa bao giờ từng đứt đoạn huyết mạch, đủ thấy huyết mạch cùng truyền thừa của nó cường hãn đến cỡ nào. Nơi này cách lục địa chỉ còn vạn dặm, nếu như chúng ta chạy trốn, hẳn là còn kịp. Đông Hoàng Như Yên khẩn trương nắm chặt tay tỷ tỷ. Rút lui, bọn chúng hẳn là đã biết được tình huống của Thiên Long tại thế giới mới, có thể đoán được thân phận thật sự của đại tặc. Khương Phàm đưa tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh vào thông thiên tháp, cũng đưa đại tặc và bọn hắn đi vào. Hắn ngắm nhìn hải dương mênh mông còn rất bình tĩnh, ngưng tụ ra hỏa dực, vỗ cánh bay lên trời, lao thẳng đến Thương Huyền Đại Lục. Nhưng, lúc này Long tộc đã thành công khóa chặt tung tích của bọn người Khương Phàm. Ở ngoài ngàn dặm, một con cự long toàn thân xanh thẳm, đang hoành hành ở sâu trong đáy biển mênh mông. Xác thực như đại vương suy đoán như thế, đây là một con Thương Hải Cự Long. Là bá chủ hải vực trong long tộc, thống lĩnh chân chính của tất cả giao long và chân long hải vực, có thể trực diện với siêu cấp hải thú như thủy tổ ngư, côn bằng, thậm chí là huyền vũ. Con Thương Hải Cự Long này dài đến hơn 5 vạn mét, cũng chính là chiều cao trăm dặm để cho người ta hít thở không thông, toàn thân lưu chuyển ánh sáng màu xanh lam, cộng minh cùng hải triều đại dương. Những nơi đi qua cũng không có nhấc lên sóng cả thật lớn đến cỡ nào, nó ngược lại là giống như là ngao du ở trong hư không, vượt qua đại dương mênh mông, bằng tốc độ kinh người đuổi bắt lấy mục tiêu đang đi xa. Ở phía sau nó mấy trăm dặm, không gian giữa thiên hải đang sụp đổ. Một con bát thủ thiên long cảnh giới Thánh Hoàng đang huy động hai cái cánh to lớn, triển hiện thiên long lăng thuật. Nó không phải đang vượt qua vũ trụ, mà là trực tiếp đụng nát không gian, giống như phá băng mà đi, những nơi đi qua, không gian đều vỡ vụn cuồng vũ khắp nơi, vết nứt không gian thảm liệt cứ như là sấm sét cuồng dã lan tràn. Bát thủ thiên long cao không bằng cự long, nhưng tương tự, đôi cánh của nó dương ra tới hơn ngàn mét, tám cái đầu dữ tợn không mất đi vẻ uy nghiêm, tiếng long ngâm hùng hậu kinh hãi cả thiên hải, hồi hộp hư không đang vỡ vụn. Cách đó không xa, ánh sáng tử kim cuồn cuộn như biển, sôi trào khắp bầu trời, một con tử kim cự long cảnh giới Thánh Hoàng bãi động hình thể khổng lồ hơn 8 vạn mét, hoành hành trong thiên hải, nhấc lên sóng to gió lớn. Nó thật sự quá lớn, lớn đến mức mà các hòn đảo nó bay ngang qua đều lộ ra đặc biệt nhỏ bé, càng là đừng đề cập yêu thú cùng nhân tộc ở phía trên kia, cứ như là con kiến hồi yếu ớt non nớt. Thương Hải Cự Long cảnh giới Thánh Vương, tử kim cự long cảnh giới Thánh Hoàng, bát thủ thiên long cảnh giới Thánh Hoàng, đội hình như vậy, đủ để cho những hoàng đạo kia đều cần lắng đọng ngàn năm để bồi dưỡng Thánh Hoàng, cùng hoàng tộc bồi dưỡng được Thánh Vương liền kiêu ngạo đến kích động, đều theo không kịp. Đây chính là tiềm lực của đế tộc, đây chính là địa vị của long tộc. Kỳ thật thiên long tộc không cần thiết phải đi cùng, Thánh Hoàng cự long cũng đủ để trấn áp Khương Phàm, nhưng vì lý do an toàn, cũng là vì muốn dò xét cấm khu thế giới mới sâu hơn. Cửu thủ long thần của thiên long tộc đã tự mình giao trách nhiệm cho bát thủ thiên long cùng đi, bảo đảm đừng lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng bát thủ thiên long tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi đến thế giới mới lại lấy được tin tức để nó ngoài ý muốn mà càng hoài nghi hơn. Bên cạnh Khương Phàm xuất hiện một con cự ngạc có thể hóa thành thiên long. Long cốt cự ngạc rõ ràng là huyết mạch cự long, vì sao có thể biến thành thiên long? Loại thiên long dị biến này lại còn có thể đánh bại vị hoàng kim chiến thần tương lai, kim vô song mà ngay cả long tộc đều đang chăm chú kia. Càng không thể tin được hơn chính là, thông qua miêu tả, con thiên long kia lại cực kỳ giống hồng hoang thiên long trong truyền thuyết.
Bát thủ thiên long và tử kim cự long cũng không có biểu hiện ra cái gì, nhưng lúc truy tung long khí lại đều tận hết sức lực. Bọn chúng muốn tận mắt xác định, rốt cuộc con thiên long kia là loại huyết mạch nào. Là lời đồn có sai, hay thật sự là hồng hoang dị chủng? Giống. Tiếng long ngâm hùng hậu quanh quẩn tại đáy biển, Thương Hải cự long đang nhắc nhở hai vị thánh hoàng phía sau, đã phát hiện mục tiêu. Bát thủ thiên long cuồng kích hai cánh, hư không sụp đổ, nó hoành hành giữa chân thực cùng hư vô, tốc độ nhanh đến cực hạn, rất nhanh đã hất tử kim cự long ra, sau đó lao mạnh hơn đến chỗ Thương Hải cự long. Tốc độ của Dực Long Tiếu Ngạo chân long tộc, thiên long thì càng mạnh hơn Dực Long, có thể chống lại các loại mãnh cầm như thiên bằng, huống chi đây còn là thánh hoàng thiên long. Nhìn thiên long từ từ đi xa, đôi mắt rồng giống như tinh thần của tử kim cự long có chút ngưng tụ, không có mở miệng cảnh cáo, chỉ là ở phía sau dùng hết khả năng đuổi theo. Mặc dù thiên long tộc và cự long tộc đều là chí tôn trong long tộc, nhưng hai bên chỉ là giữ vững thống nhất bên trên sự vụ với đối ngoại, nội bộ cạnh tranh thậm chí là chưa bao giờ ngừng đối kháng qua. Mà hai vị thánh hoàng bọn chúng đây, chính là tộc trưởng cự long tộc cùng thiên long tộc đương đại. Khương Phàm hoành hành giữa khung trời, không ngừng thi triển lăng thiên thuật, đánh tan không gian, đụng nát đại đạo, giống như ngao du ở bên ngoài hệ thống thế giới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong cùng cảnh giới, hắn hoàn toàn có thể mạnh hơn thiên long, nhưng bát thủ thiên long ở phía sau kia là xa xa vượt qua cảnh giới thánh hoàng của hắn, cho nên dưới sự tranh giành vạn dặm hải vực này, vẫn dần dần bị đuổi kịp. Bát thủ thiên long. Khương Phàm quay đầu ngóng nhìn, ở giữa thiên hải xa xôi. Một tôn cự thú đang dã man đụng nát hư không, đang cuồng bạo hoành hành trong mảnh vỡ đầy trời cùng vết nứt hư không. Những nơi đi qua, khung trời chấn động, đại dương mênh mông cuồn cuộn, cực kỳ khủng bố. Con cự thú kia tráng kiện khổng lồ, tám cái đầu giống như tám con đại long, bạo động mãnh liệt, gào thét giữa chân thực cùng hư vô, hai cánh lóe ra cường quang chói mắt, như là chiến binh mạnh nhất thế gian, có thể chấn vỡ vụn hư không, hủy trời diệt đất. Khương Phàm tiếp tục điên cuồng xông lên, trọn vẹn sau 3.000 dặm, lần nữa nhìn lại. Bát thủ thiên long đã gần ngay trước mắt, long khí bá liệt giống như mưa to gió lớn bao phủ lấy thiên hải đang bạo loạn, cái khí tức sát phạt hung hãn kia giống như là con sông cuồn cuộn đang đập vào mặt. Lại ở phía sau nữa, tại cuối tầm mắt xa xôi, hắn đã có thể nhìn thấy long khí tử kim cuồn cuộn, cùng thân ảnh con cự long cơ hồ có thể lấp đầy thiên hải kia. Khương Phàm đột nhiên dừng lại. Liên tiếp thức tỉnh năm bản thân, để lại một tôn chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Năm bản thân liên tiếp bộc phát, huyết khí sôi trào khắp toàn thân, khuấy động hồn phách cùng hài cốt, khí thức tại thời khắc này đã tấn mãnh tăng vọt, da thịt cơ hồ có thể rõ ràng nhìn thấy sự nhúc nhích quái dị, ở bên ngoài da thịt tràn ra từng đường hỏa văn. Tương đương với Thánh Vương trung giai gia tăng gấp 5 lần, thẳng tới Thánh Vương đỉnh phong, cảnh giới mãnh liệt lắc lư, cơ hồ muốn bước lên vấn đề Thánh Hoàng. Khương Phàm tăng vọt ý thức, sau đó ý thức lại giao hòa cùng Liệp Thần Thương. Oanh! Khương Phàm thiêu đốt liệt diễm, mênh mông sát khí càng như hải dương bộc phát, không phải những sát ý phiêu miểu kia, mà là sát khí chân chính, có thể sát khí thảm liệt rõ ràng nhìn thấy được. Từng mảnh thô to như núi lớn vọt lên tận trời, từng đường cuồn cuộn như hỗn độn, vặn vẹo trong thiên hải. Bát thủ thiên long cách 200 dặm liền tập trung vào mảnh sát khí bành trướng trắng xóa kia. Như là so lôi điện đều muốn sợ, có thể xuyên qua trời và biển, càng diễn biến ra hỗn độn sát hải ở xung quanh. Mà Khương Phàm, liền đứng ở bên trong sát hải mênh mông đó, trong tay nắm lấy một thanh chiến thương giết chóc. Đó là Liệp Thần Thương. Liệp Thần Thương sinh ra cộng minh cùng ý thức của Khương Phàm, không còn là khi xuất hiện liền muốn chọc thủng trời đất giống như trước đó nữa, nhưng lại càng trở nên nguy hiểm, càng trở nên kinh khủng hơn. Khí tức sát phạt cuồn cuộn như là đại biểu ý chí đất trời, sát khí đang sôi trào, thiên hải lại đang yên tĩnh. Và đang run rẩy. Phần thiên thần hoàng, ngưỡng mộ đã lâu. Bát thủ thiên long dừng ở bên ngoài mấy chục dặm, long khí cuồn cuộn, như thủy triều sôi trào, toàn thân lưu chuyển lên khí tức sát phạt dữ dằn, không gian giống như là pha lê yếu ớt không chịu nổi, không ngừng lan tràn ra vết nứt đen kịt. Ngươi nên biết một tin tức, Hạo Huyền Minh chết rồi. Chết dưới Liệp Thần Thương. Còn dám tự mình tới. Khương Phàm nắm chặt Liệp Thần Thương, tiện tay khẽ động, sát khí cuồn cuộn mà bạo động tại đại dương mênh mông, bên trong như là có ác quỷ đang rít gào, thần ma đang gào thét. Ba động tới gần cảnh giới Thánh Hoàng, tuyệt thế hung binh săn giết thần ma, một người một thương đưa tới khí thế,
tuyệt đối không yếu hơn một thánh hoàng chân chính. Ngươi là Tân Tấn Thánh Vương, vậy mà lại có thể hiện ra uy lực thánh hoàng. Là nuốt chửng toàn bộ thánh linh thánh vương săn giết được sao? Đây quả nhiên là phương pháp tốt để tăng thực lực lên. Toàn bộ 8 cái đầu rồng của bát thủ thiên long đều nhìn chằm chằm Khương Phàm, bên trong mắt rồng lạnh lẽo bắn cường quang tung tóe, sát ý lưu chuyển, như là có mê ảnh tinh thần trụy lạc, đại dương lật úp. Long uy mênh mông đủ để cho bất cứ sinh linh nào đứng ở trước mặt nó đều sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng đến ngạt thở. Nhất là 8 cái sừng thiên long trên 8 cái đầu rồng càng lóe ra ánh sáng hủy diệt kinh hồn nhiếp phách. Nếu như ngươi là đến báo thù, chúng ta mau chóng bắt đầu. Nếu như ngươi muốn nói chuyện, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Khương Phàm nhấc liệp thần thương lên, chỉ đến bát thủ thiên long. Khí tức sát lục cuồn cuộn giữa thiên hải, như là xiềng xích tử vong vô hình, kéo đến chỗ bát thủ thiên long viên. 8 đôi mắt của bát thủ thiên long cũng hơi ngưng tụ, cảm nhận được uy lực giết chóc của liệp thần thương, giống như bị tử thần khóa chặt, bị giết chóc pháp tắc giam cầm. Huyết mạch toàn thân nó cũng nhịn không được mà sôi trào lên, trùng kích toàn thân, tùy thời có thể phát động mà đại chiến. Ta nghe nói, bên cạnh ngươi có long cốt cự ngạc, có thể hóa thân thiên long. Một trận cơ duyên, may mắn biến đổi. Long cốt cự ngạc là huyết mạch cự long, dùng cái gì để hóa thiên long? Mọi thứ không có tuyệt đối, chỉ cần cơ duyên đầy đủ, không có việc gì là không thể. Mời đi ra, ta gặp mặt. Cam đoan trước. Ta dùng huyết mạch đa thủ thiên long cao ngạo cam đoan, nếu thật sự là huyết mạch thiên long, ta tuyệt đối không hãm hại. Trong ý thức, Khương Phàm chào hỏi với đại tặc, thông thiên tháp hơi rung nhẹ, cường quang bành trướng nở rộ dâng lên. Đại tặc hóa thân thành hồng hoang thiên long phóng lên tận trời, hùng tráng uy mãnh, dương cánh hơn 500 mét, móng vuốt cứng cỏi, như là có thể xé rách cả đất trời, cái sừng thiên long chui lên giống như thiên kiếm giơ cao, sắc bén thấu xương. Long văn nhảy nhót trên đầu giống như là long tổ đang ẩn núp, càng tràn ngập sát huy kinh khủng, nhưng điều để bát thủ thiên long thật sự chú ý chính là toàn thân đại tặc lại tràn ngập ánh sáng lộng lẫy. Ánh sáng mãnh liệt, bàng bạc như biển, lộng lẫy càng thần bí, bên trong khuấy động ánh sáng hồng mông như lôi đình, diễn biến ra thiên địa vạn vật ở bên trong biển ánh sáng mênh mông, mỗi một tia ánh sáng hoành kích, đều giống như đang khai thiên tích địa, kinh hồn nhiếp phách. Đại tặc mạnh hơn. Hình thái. Uy nghi, huyết mạch của thiên long cũng bắt đầu nở rộ toàn diện. Quan trọng nhất chính là ánh sáng hồng mông, đơn giản chính là thần uy. Bát thủ cự long ngắm nhìn thiên long đang dương cánh gào thét thật sâu, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hồng hoang thiên long, thật sự là hồng hoang thiên long, giống thiên bích họa trên tổ từ long tộc như đúc. Ở bên trong hệ thống cấp bậc thiên long, hồng hoang thiên long và thập thủ thiên long được đặt song song ở đỉnh cao thiên long, là huyết mạch chí cao của thiên long tộc. Càng đã từng là vinh quang vô thượng của thiên long tộc. Nhưng, so với đa thủ thiên long kéo dài cơ hồ chưa bao giờ từng đứt đoạn, hồng hoang thiên long trong lịch sử chỉ là giải rác xuất hiện mấy lần, nói là vài vạn năm sinh ra một con cũng đều không đủ. Mà mỗi lần hồng hoang thiên long xuất hiện, tất nhiên là thời kỳ đặc thù long tộc gặp được nguy cơ, cũng hầu như có thể dẫn dắt thiên long tộc. Mà bây giờ, hồng hoang thiên long lại lần nữa xuất hiện. Đây thật sự chỉ là cơ duyên. Hay còn là báo hiệu đặc biệt. Phần thiên thần hoàng, có thể bẩm báo, rốt cuộc là các ngươi là đạt được cơ duyên dạng gì hay không? Tính cách bát thủ thiên long cường thế bá đạo, thậm chí có chút tàn bạo, nhưng giờ phút này, nó lại không còn có khí thế thường ngày nữa. Không chỉ có không có cường thế giằng co, cao ngạo bức bách, liên xưng hô đều thủy chung là phần thiên thần hoàng. Tại đoạn lịch sử thời kỳ đại lục thứ 10 trầm luân kia, thiên long tộc đã từng thức tỉnh qua huyết mạch đại đạo long quỳ, bước lên long thần cảnh, truy đuổi long đế, nhưng cuối cùng lại dừng bước, chết bởi thiên tai. Trước khi chết, nó để lại truyền thừa, kéo dài huyết mạch, mà đợi đến hậu thế. Ngươi hẳn là may mắn, lúc ấy là chúng ta phát hiện, nếu như bị tử kim cự long đạt được, chỉ sợ truyền thừa cùng huyết mạch này đã bị nó xóa đi. Bát thủ thiên long đưa hai con mắt tiếp cận Khương Phàm. Còn lại toàn bộ đều đang ngắm nhìn hồng hoang thiên long đang dương cánh bay cao ở trên kia. Thời kỳ đại lục thứ 10 trầm luân. Còn từng truy đuổi cảnh giới long đế. Chết bởi thiên tai. Dạng thiên tai gì lại có thể hủy diệt hồng hoang thiên long tộc khác không có trợ giúp sao, cự long tộc không nhúng tay sao? Nếu có thể lưu lại truyền thừa, vì sao không đưa về long tộc, mà là để ở lại thế giới mới?
chẳng lẽ giữa thế giới mới cùng Long tộc có liên hệ nào đó sao? Bát thủ Thiên Long mang theo vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm Hồng Hoang Thiên Long mà lâm vào trầm tư. Lúc này, Thương Hải Cự Long hoành hành tại đáy biển xô ra khỏi mặt biển ở xa xa, giống như một hòn đảo màu lam, nhấc lên sóng to gió lớn, nở rộ ra ánh sáng xanh thẳm thần bí đến rung động, sinh ra cộng minh cùng đại dương mênh mông. Lại ở tiếp phía sau, Tử Kim Cự Long phát động long khí ngập trời, hoành hành trong thiên hải, nhanh chóng tới gần nơi này. Bát thủ Thiên Long từ trong trầm tư trở lại hiện thực, hai cái đầu ở giữa có chút hướng về phía trước, quan sát Khương Phàm. Ta và ngươi làm giao dịch, để nó về Thiên Long tộc cùng ta. Để báo đáp lại, Thiên Long tộc sẽ dốc hết toàn lực, kiềm chế Long tộc thậm chí Cự Long đại lục hãm hại ngươi. Từ nay về sau, mặc kệ ngươi nháo đến trình độ gì, đều không cần lại lo lắng Cự Long đại lục uy hiếp. Ta muốn đối mặt với Cửu Châu Thập Tam Hải, không thiếu một Long tộc này. Ngươi rất rõ ràng Thiên Long tộc không thể nào bỏ mặc huyết mạch đại đạo Long Quỷ còn sót lại như thế này ở bên ngoài, lại còn là rơi xuống trong tay phần thiên thần hoàng ngươi. Nếu như ngươi không thể chủ động cho, chúng ta chỉ có thể cứng rắn đoạt, cũng không tiếc cái giá mà đoạt. Ta ngay cả toàn bộ Long tộc còn không sợ, còn sợ Thiên Long tộc ngươi đây. Ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy, nếu không hôm nay ngươi không thể quay về Thương Huyền. Ta cũng khuyên ngươi nghĩ lại cho kỹ. Đại đạo Long Quỷ đến cuối cùng là ở lại bên ngoài phù hợp, hay là trở lại Long tộc thích hợp hơn? Cự Long tộc sẽ không cho phép Thiên Long tộc sinh ra Long thần thứ hai, lại còn là huyết mạch đại đạo Long Quỷ như thế này. Nếu như các ngươi kháng cự, vậy thì chắc chắn sẽ dẫn phát xung đột kịch liệt. Đây không chỉ sẽ phá hư mối quan hệ vốn đã đặc biệt giữa Thiên Long tộc cùng Cự Long tộc, mà cuối cùng còn có thể hại chết đại đạo Long Quỷ. Toàn thân bát thủ Thiên Long sôi trào Long khí. Long uy đại thịnh. Xử trí Hồng Hoang Thiên Long như thế nào là chuyện của Thiên Long tộc. Không tới phiên nhân tộc ngươi đây làm quyết định, Hồng Hoang Thiên Long càng không có khả năng trở thành vũ khí để cho ngươi chinh chiến thiên khải. Khương Phàm không sợ, chỉ trên trời. Mời nó tự mình làm quyết định. Hai cái đầu ở giữa của bát thủ Thiên Long tiếp tục cảnh giác Khương Phàm, sáu cái còn lại thì nhìn đến Long Quỷ đang ở trên bầu trời. Nếu Hồng Hoang Thiên Long đã chọn ngươi, cũng thành tựu ngươi, ngươi nên kế thừa ý chí của nó, trở lại Thiên Long tộc, bảo vệ Thiên Long tộc. Ngươi là Thiên Long cao ngạo, không nên đi theo nhân tộc, bị nhân tộc thúc đẩy, nếu không ngươi sẽ để cho chính ngươi biến thành trò cười, càng để Thiên Long tộc thêm hổ thẹn. Tin tưởng ta, trở lại Thiên Long tộc, ngươi sẽ hưởng thụ được địa vị cùng tài nguyên vốn có, cảnh giới của ngươi sẽ nhanh chóng tăng lên, tên của ngươi sẽ uy vang thiên khải. Nhưng nếu như ở bên cạnh Khương Phàm, ngươi chỉ là tọa kỵ, là vũ khí, thứ ngươi gặp phải chính là gió tanh mưa máu, là nguy cơ giết chóc, lúc nào ngươi cũng có thể sẽ chết đi. Đại tặc nhìn cao ngạo uy nghiêm, nhưng bản tính há mồm liền hồi đáp. Đầu ta không dùng được, nghe không hiểu những lời đường hoàng ngươi nói. Lời ngươi nói với ta, dùng cái đầu đây của ta hiểu thử, ngươi nghe một chút. Đi theo Long tộc ngươi, ta chính là, ngồi ăn rồi chờ chết thôi, chính là nhìn các ngươi đấu tranh nội bộ thôi. Nếu Thiên Long tộc từ đầu đến cuối đều cứng chắc, cuối cùng ta sẽ bị đẩy lên phía trước, cùng chết với Cự Long tộc, sau đó bị làm chết. Nếu ngày nào đó Thiên Long tộc mềm nhũn, gánh không được áp bách từ Cự Long tộc, ta sẽ bị các ngươi từ bỏ, làm vật hy sinh thôi. Nếu như ta ở lại nơi này, chính là rong ruổi thiên hạ, khiêu chiến quần hùng, đại sát mười phương, hào tình vạn trượng, phấn chấn anh tư bừng bừng. Chiến nhân tộc, chiến ma tộc, chiến yêu tộc, bên trên thiên khải. Bên dưới u minh, giết đến thiên hôn địa ám, chiến đến oanh oanh liệt liệt, cuối cùng hoặc là thành thần xưng bá, hoặc là chiến tử nơi xa trường. Bát thủ Thiên Long dừng ở bầu trời, an tĩnh trọn vẹn nửa phút, tám cái đầu tám cái miệng vậy mà quả thực không có phun ra được một chữ nào. Đại tặc cúi đầu hỏi Khương Phàm. Ta hiểu đúng không? Khương Phàm duỗi duỗi ngón cái. Rất thông thấu. Đại tặc ho nhẹ vài tiếng, đưa cổ, hỏi bát thủ Thiên Long. Ngươi thay ta trả lời, ta hẳn là nên trở về, hay là nên ở lại đây? Tám cái đầu của bát thủ Thiên Long lại tiếp tục trầm mặc, nhưng không có tức giận, mà là đang thận trọng suy nghĩ. Không lâu sau đó, Thương Hải Cự Long mở ra hải triều, đi tới phía dưới bát thủ Thiên Long, kết nối lại thân thể trăm dặm giống như một hòn đảo màu lam, mang đến áp bách ngạt thở. Ánh sáng màu lam pháp lệnh đại dương, mấy trăm dặm mặt biển đều như đang sôi trào lên, thủy triều ngập trời. Tuôn ra vòng xoáy.
uy lực và năng lượng nghiền cả như là bị triệt để kích phát ra tới. Tử Kim Cự Long theo tới nơi này, đứng ở cách đó không xa, thân rồng so với Thương Hải Cự Long càng lớn càng tráng kiện khủng bố chiếm cứ tại bầu trời xanh thẳm, long khí cuồn cuộn, ánh sáng từ kim chiếu xa vạn trượng, bừng bừng phấn chấn, mang cho Thiên Hải cảm giác áp bách nặng nề. Đôi mắt rực rỡ như mặt trời kia đang lạnh lùng nhìn đại đạo long quỳ ở trước mặt. Mặc dù ở trước mặt Tử Kim Cự Long cao lớn, toàn bộ sinh linh đều sẽ lộ ra nhỏ bé mà yếu ớt, nhưng ánh sáng hồng mông mà con thiên long kia phát tán ra lại như sinh ra giao hòa cùng thế giới này, khí thế cực kỳ khủng bố. Thương Hải Cự Long và Tử Kim Cự Long đều đang trầm mặc, thật sự là đại đạo long quỳ trong truyền thuyết, lấy tên Hồng Hoang Thiên Long lưu danh siêu cấp yêu tộc, càng là vị huyết mạch long đế được sinh ra đầu tiên trong lịch sử thiên long tộc. Trước đó nó thật sự là long cốt cự ngạc sao? Từ long cốt cự ngạc huyết mạch cự long, cưỡng bức lột xác thành thiên long có được tổ mạch đại đạo long quỳ. Đây không chỉ là kỳ tích, càng mang ý nghĩa con này cự long đã đạt được cơ duyên vô khủng bố cùng nghịch thiên, còn biểu thị tiềm lực không gì sánh kịp. Nói là đã có thể nhìn thấy hy vọng thành thần, thật sự không quá đáng chút nào. Cự long tộc cảm xúc rất phức tạp, thiên long cao ngạo vậy mà biến thành tòa kỵ của Khương Phàm. Đây không chỉ là sỉ nhục của thiên long tộc, càng là sỉ nhục của long tộc. Nếu như Khương Phàm cưỡi thiên long chinh chiến thiên khải, không chỉ có sức chiến đấu sẽ vô cùng kinh người, mà ảnh hưởng mang tới cũng sẽ lớn hơn. Căn cứ vào long tộc cao ngạo, nó hẳn là nên mang con thiên long này đi. Nhưng, nếu như mang con hồng hoang thiên long đã có hy vọng thành tựu thành thần này về, thiên long tộc khẳng định tận sẽ hết sức lực bồi dưỡng, đến lúc đó hai vị thiên long long thần cùng tồn tại, lại còn là tổ hợp long thần, cửu thủ thiên long và hồng hoang thiên long như thế này. Vậy thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến địa vị thống trị của cự long tộc đối với long tộc. Như thế nào cũng không để Khương Phàm mang thiên long đi, lại không để cho bát thủ thiên long mang thiên long đi. Giống như chỉ có thể giết con thiên long này. Chính là ở đây, vị tộc trưởng cự long tộc, Tử Kim Cự Long này cùng vị thống lĩnh long tộc hải vực, Thương Hải Cự Long này, cũng không khỏi tự chủ mà nghĩ đến cùng một chỗ, ánh mắt tiếp cận hồng hoang thiên long bắt đầu lăng lệ. Phải chết. Như thế này mới có thể bảo toàn mặt mũi long tộc, lại có thể tránh cho nội bộ long tộc xảy ra nguy cơ. Giờ khắc này, Khương Phàm và Đại Tạc đang đối đầu với bát thủ thiên long, chờ đợi quyết định. Tử Kim Cự Long, Thương Hải Cự Long thì khóa chặt Khương Phàm cùng hồng hoang thiên long, vận sức chờ phát động. Sát khí cuồn cuộn, long khí cuồn cuộn. Bầu không khí tại thiên hải yên tĩnh mà kiềm chế. Khương Phàm đang chờ đợi bát thủ thiên long quyết định. Tử Kim Cự Long đang chờ đợi bát thủ thiên long xuất kích. Thật lâu, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nhưng ngươi thật sự phải về nhìn thái độ của thiên long thần hoàng. Bát thủ thiên long mở miệng, toàn bộ 8 cái đầu đều tập trung vào đại đạo long quỳ. Mệnh là của chính ta, sống hay chết, ở nơi nào sống, sống thế nào, còn phải nhìn thái độ của các ngươi. Đại Tặc rất bất mãn. Cơ duyên ngươi lấy được là tiên tổ thiên long tộc ban cho. Nếu như ngươi đã hưởng thụ ban ân, nên thực hiện trách nhiệm. Ta kế thừa huyết mạch, cũng kế thừa sứ mệnh, nhưng phần sứ mệnh này là bảo vệ thiên long tộc, không phải làm nô dịch cho thiên long tộc, càng không phải chờ đợi cửu thủ thần long các ngươi điều khiển. Ta sẽ bảo vệ thiên long tộc, nhưng phải bảo vệ thế nào, đó là do chính ta định đoạt, không liên quan tới các ngươi. Ngươi chỉ là đạt được truyền thừa trong lúc bất chợt, nhưng ngươi không hiểu rõ thiên long tộc, càng thật sự không có tình cảm với thiên long tộc. Nếu như ngươi thật tôn trọng truyền thừa long quỳ tiên tổ cho ngươi, nên tới thiên long tộc nhìn trước một chút, mà không phải đi theo nhân tộc, cũng không phải khiêu chiến tộc trưởng thiên long tộc đương đại ta đây. Ta lặp lại lần nữa, ta là ta, mệnh của ta do ta làm chủ. Ta sẽ dùng cách của ta hiểu rõ thiên long tộc, ta sẽ dùng cách của ta bảo vệ thiên long tộc, tất cả mọi thứ về ta. Do ta quyết định, nếu như ngươi chỉ là một con rồng đơn độc, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi là tòa kỵ của nhân tộc, bị nhân tộc mê hoặc, nếu như ngươi một mực tiếp tục như vậy, căn bản không thể lại có nhận biết chính xác khách quan đối với thiên long tộc. Ta mời một lần cuối cùng, xin ngươi cùng ta về thiên long tộc. Ta tỏ thái độ một lần cuối cùng, không đi. Vậy không phải do ngươi. Bát thủ thiên long đánh rách tả tơi không gian, đuổi giết đại tặc, muốn mạnh mẽ giam cầm mang đi. Khương Phàm, không cần phải để ý đến ta, trừ phi hắn giết ta. Cũng đừng mơ mang ta đi, ta nhìn xem hắn có dám giết tổ tông ta hay không. Đại Tặc thiêu đốt huyết mạch, thực lực tăng vọt,
18 tấm thiên long huyết lân giống như nổ tung, nhấc lên huyết khí, cuồn cuộn long uy, long văn mặt ngoài huyết lân giống như là thiên long phục sinh, quay quanh bay lên, cộng minh cùng long văn của đại tặc. Tử kim cự long lặng lẽ ra hiệu thương hải cự long, tùy thời đánh giết con hồng hoang thiên long kia, tuyệt đối không thể để nó còn sống trở lại long tộc. Thương hải cự long đong đưa cái đuôi rồng, chậm rãi chìm xuống, nhìn chằm chằm trận ác chiến ầm vang bộc phát. Đã muốn giết hồng hoang thiên long, lại không thể làm quá tận lực, nhất định phải chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Ví dụ như, đợi đến phía sau, hồng hoang thiên long không kiên trì nổi gần như sụp đổ, vào thời khắc mấu chốt liều chết phản kích. Tử kim cự long thì tập trung vào Khương Phàm, điều tra cảnh giới của hắn, cảnh giác liệp thần thương. Nhưng đúng vào lúc này, Khương Phàm đột nhiên phóng xuất bạch tai từ trong thông thiên tháp ra, uy nghiêm thét lên ra lệnh. Giết con thương hải cự long kia cho ta. Giết ai? Thương hải cự long vừa chìm đến đáy biển, nghe vậy sửng sốt một chút. Giết ta sao? Đúng là cuồng ngạo đến ngây thơ. Trong hải dương mênh mông này, nó có thể tùy tiện thao túng ngàn dặm hải triều, thủy nguyên lực vô tận. Hải dương tựa như là chiến vực thuộc về nó. Ngay cả Thánh Hoàng đều phải nhìn thẳng vào sự nguy hiểm của nó, huống chi là một tên nhân tộc nho nhỏ. Tử kim cự long liếc mắt nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện, da thịt tái nhợt, lông tóc đều không có, giống như là một bộ thi thể, lại là Thánh Vương. Khương Phàm mang theo bao nhiêu Thánh Vương trong người. Bạch tai bay lên không, mặt không biểu tình, âm trầm lại lạnh nhạt, nhưng chiến ý đã tăng vọt, hắn gắt gao tiếp cận cự long dài trăm dặm đang hạ xuống. Toàn thân hắn sôi trào cốt khí, bành trướng bạo động, giống như có hàng tỷ viên tinh thạch đang kịch liệt cuồng vũ, thanh thế to lớn, sau đó gào thét cuồn cuộn lên, như là một cơn lốc che mất hắn. Hàng tỷ viên tinh thạch kia đang ngưng tụ xen lẫn vào nhau, trong thời gian cực ngắn đã biến thành một cái đầu lâu nguy nga khổng lồ, chừng ngàn trượng, ý lạnh lạnh thấu xương, cứng rắn như sắt thép, lại có được 4 cái đầu lâu, 8 cái cánh tay. 4 cái đầu lâu bày biện ra ánh sáng khác biệt. Có hai màu trắng đen tượng trưng cho âm dương rực của Hạo Diệp, có mê sắc hỗn độn tượng trưng cho hỗn độn thiên lôi của Nhiếp Khuê Hùng, có màu xương tượng trưng cho nguyên lực tự nhiên của Ân Sát, còn có màu đen tà ác tượng trưng cho cái chết của Nam Cung Đấu Hồn. 8 cánh tay xương đang cuồng vũ, lại còn khuấy động khí tức âm dương, lôi khí hỗn độn, nguyên khí tự nhiên, thậm chí là tử khí u minh. Sau khi huyết mạch lại lần nữa biến đổi, sau khi linh văn được thăng hoa 2 lần, bạch tai đã được biến đổi sâu. Thức tỉnh tư chất giống như siêu cấp chiến khu, thiên cốt chiến khu. Bắt nguồn từ đặc điểm thiên nhân chiến khu có thể thôn nạp năng lượng tự nhiên, thiên cốt chiến khu của hắn thì là tại thời điểm dung hợp một ít hài cốt có được năng lượng đặc thù, lắng đọng giữ lại một bộ phận năng lượng. Mà hài cốt của đám người Hạo Diệp không thể nghi ngờ là đặc thù cực độ, lại còn là dung nhập vào thân thể bạch tai dưới trạng thái tươi sống hoàn chỉnh, hiệu quả đều có thể nghĩ. Sau khi bạch tai ngưng tụ ra siêu cấp đầu lâu, lại kích thích răng rồng diễn biến ra đầu rồng, bao trùm lấy hắn, ở vào vị trí ngực chiến khi, giống như là trái tim, đang cuộn trào nhảy lên, nắm trong tay hài cốt đầu lâu khổng lồ nguy nga. Hài cốt đỉnh thiên lập địa, mạnh hơn núi lớn, tản ra xương uy ngập trời. Mặc dù ở năm trước mặt cự long vạn mét trông vẫn rất nhỏ bé, nhưng diễn biến cực hạn, năng lượng hài cốt tuyệt thế hiếm thấy lại kích thích thương hải cự long nơi đáy biển. Ầm ầm. Đầu lâu ngàn trượng vượt biển phóng tới, mỗi khối xương đều đang lóe lên cường quang, sáng đến chói mắt, kích ra âm dương, lôi chiều và các loại năng lượng đặc thù. Giống, thương hải cự long rất bất ngờ, nhưng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, huyết mạch cự long tôn quý mà cường đại, không sợ bất kỳ sự khiêu chiến nào. Nó mãnh liệt đong đưa thân thể, xô ra bọt biển, giống động thiên hải, đánh rách tả tơi không gian, năng lượng ngàn dặm đại dương mênh mông đều cuồn cuộn kéo đến chỗ nó. Tràn vào siêu cấp thân rồng dài tới trăm dặm, sau đó đi qua đường vân màu lam ở mặt ngoài cơ thể, nhanh chóng hội tụ đến trên đầu. Cự long cuồn cuộn ngực bụng, phun ra một mảnh long khí màu lam tới phía bạch tai, long khí hội tụ đại thế ngàn dặm đại dương mênh mông, rung động giống như hủy trời diệt đất, bạo kích trong nháy mắt không thua gì biển động vạn trượng cường thế điệp ra, chấn động đến thiên hải đều đang run rẩy, càn khôn kinh hãi đều giống như muốn hoắc loạn. Hài cốt của bạch tai cộng minh cùng thiên hải khổng lồ, dâng lên cường quang, sáng chói diệu thế, 8 cái cánh tay đồng thời chỉ lên trời, năng lượng quấn quanh trong tay bộc phát tuôn ra, hội tụ ra vòng xoáy to lớn giống như liệt dương ở ngay không trung, bên trong tràn ngập âm dương, hỗn độn lôi chiều, nguyên lực tự nhiên, tử khí u minh.
mặc dù không phải cường đại đến cực hạn như bọn người Hạo Diệp thi triển, nhưng hội tụ đến trong vòng xoáy thiên cốt mà thiên cốt chiến khu kích phát, lại có uy thế trợ chướng vòng xoáy cực lớn. Vòng xoáy hoành không, thôn thiên nạp biển, giống như là tận thế, như là phong bạo, lấp lóe cường quang, oanh minh rung trời, ầm vang nghênh kích long khí mà cự long bộc phát trong đại dương. Ầm ầm, bạo tạc mãnh liệt trong nháy mắt đã đánh sụp đổ thiên hải, không gian vỡ vụn, hải triều ngập trời, cuồng phong, cương khí, hải triều. Vén trời lên hơn vạn mét, lao nhanh về bốn phương tám hướng. Đầu lâu khổng lồ của Bạch Tai bị vô tình đánh tung bay, mà Thương Hải Cự Long cũng bị hải triều cuồn cuộn kịch liệt đẩy lui. Một màn này không thể nghi ngờ là đã làm kinh đến Khương Phàm cùng Tử Kim Cự Long. Khương Phàm phấn chấn, Bạch Tai lại có thể đối kháng cùng Cự Long rồi. Quả nhiên là tiềm lực vô hạn, tài nguyên không có lãng phí. Vẻ mặt của Tử Kim Cự Long dần trở nên nghiêm trọng, tên kia có thể đối kháng cùng Thương Hải Cự Long tại hải vực. Khương Phàm từ nơi nào tìm được linh văn đặc biệt này? Khương Phàm qua đi phấn chấn, chiến ý lại lần nữa tăng vọt, nắm chặt Liệp Thần Thương, cảnh giác Tử Kim Cự Long. Cái bản thân thứ 6 cường thế thức tỉnh, mình mông huyết chiều cùng hồn khí giống như là dòng lũ lao ra đại dương, kích động toàn thân Khương Phàm. Cảnh giới kẻ tại đỉnh Thánh Vương, trong ba động kịch liệt đã cường thế bước lên vấn đề Thánh Hoàng. Mặc dù không phải Thánh Hoàng chân chính, nhưng không thể nghi ngờ là có thể thể hiện ra uy lực Thánh Hoàng. Khương Phàm thừa nhận đau đớn to lớn, từ hài cốt đến da thịt đều bò đầy đường vân, giống như là vỡ ra khe hở, ánh sáng cường thịnh dâng lên, nhưng đau khổ kịch liệt càng nương theo năng lượng bạo động bành trướng như thủy triều, kích phát ra chiến ý cao hơn. Liệp Thần Thương cảm nhận được chiến ý từ Khương Phàm, nó phát ra tiếng tranh minh đinh tai nhức óc. Từng luồng huyết quang tràn ngập khí tức sát lục mãnh liệt lao ra, sát khí khuấy động hải dương, giống như là tiếng chuông tang cổ lão mà thần bí đang vang lên. Tử Kim Cự Long nhìn chằm chằm Khương Phàm, đây là bí thuật gì? Sao lại có thể từ cảnh giới Thánh Vương cưỡng ép tăng lên tới Thánh Hoàng? Nếu như là những siêu cấp huyết mạch yên lặng tại cảnh giới Thánh Vương mấy chục đến trên trăm năm kia, có lẽ còn có thể thực hiện, nhưng Khương Phàm chỉ là Thánh Vương mấy tháng. Tử Kim Cự Long không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không phải là e ngại, mà là cảnh giác. Khương Phàm đã mạnh hơn, cũng là Thánh Vương, nó lại là tộc trưởng Cự Long tộc. Tại Long Hoàng Cảnh đã lắng động đến 800 năm. Khương Phàm có thể cưỡng ép hiện ra uy lực Thánh Hoàng, hắn lại có thể hiện ra uy lực bán thần. Nhưng, Khương Phàm nắm trong tay lấy Liệp Thần Thương. Đây là đệ nhất sát khí hoang cổ, có trời mới biết Khương Phàm có thể thi triển ra uy lực gì. Dù sao vị lão tổ Thánh Hoàng, Hạo Huyền Minh kia vừa mới chết ở trên tay hắn, vô cùng có khả năng chính là công lao của Liệp Thần Thương. Nó không muốn mạo hiểm xuất kích. Cho nên chỉ cần trấn trụ Khương Phàm. Chờ Thương Hải Cự Long cùng Bát Thủ Thiên Long nơi đó kết thúc, ba bên phối hợp, liền có thể trực tiếp để Khương Phàm mình từ bỏ dãy giụa, cùng bọn hắn về Long tộc. Như vậy, không chiến mà thắng. Nó tính toán chính là không sai, nhưng Bát Thủ Thiên Long nơi đó chậm chạp không thể trấn áp được Hồng Hoang Thiên Long, Bạch Tai và Thương Hải Cự Long chém giết càng không có tiếp tục quá lâu. Sau khi cưỡng ép va chạm 20 hiệp, hải cốt Bạch Tai uy lực đại dương bị Thương Hải Cự Long tán phát cưỡng ép chấn vỡ, băng thành thành toái cốt đầy trời, theo biển động lan tràn về bốn phương tám hướng. Thương Hải Cự Long phát ra uy nghiêm gào thét, tuyên cáo thắng lợi của mình. Nhưng, ngay một khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến, răng rồng Bạch Tai khống chế đột nhiên nổ tung, trong chớp mắt, huyết quang đầy trời, tử khí vô biên, mấy trăm dặm thiên hải đột nhiên bị màn đêm bao phủ, quỷ khí âm trầm đến thấu xương. Bên trong huyết quang lấp lóe mơ hồ hiện ra từng tòa Sâm La cổ điện, từng con sông máu tinh hồng, từng ngọn núi hải cốt to lớn, như là Bạch Tai đột nhiên nghịch chuyển âm dương, hải dương sinh cơ bừng bừng biến thành u minh địa ngục. Tại lúc Thương Hải Cự Long hồi hộp trong chốc lát, hắc ám vô tận đột nhiên bạo động, Sâm La thông thiên, sông máu sôi trào, núi xương sụp đổ, một quỷ chủ toàn thân lóe ra minh văn, xé mở trời đất, cười tà dữ tợn để long hồn hồi hộp, như thiểm điện giết tới trước mặt Thương Hải Cự Long. Đây là quỷ chủ U Minh, bị Bạch Tai hoàn chỉnh triệu hoán đi ra. Quỷ chủ vung ra móng vuốt, bạo kích trong chớp mắt, mặc dù ở trước mặt cự long dài mấy vạn mét, hắn nhỏ bé như là con kiến, nhưng một kích được đánh ra, hắc ám sụp đổ, khí tức tử vong hóa thành hàng tỷ thanh liêm đao, vô tình che mất Thương Hải Cự Long. Cơ thể Thương Hải Cự Long cứng rắn, mặt ngoài thân thể không có bị thương,
nhưng linh hồn lại bị vô tình xé rách, khí tức sinh mệnh đều bị lược đoạt hơn phân nửa. Hắc ám nhanh chóng biến mất, cảnh tượng địa ngục lập tức mông lung, quỷ chủ trở lại trấn ngục huyết tháp. Chỉ là một kích, lại bị trọng thương. Quỷ vật địa ngục đối với sinh linh nhân gian có uy hiếp chí mạng. Giống. Thương Hải Cự Long đau đớn lắc lư đầu, chật vật tháo chạy hơn trăm dặm, tránh khỏi Bạch Tai lúc nào cũng có thể phát khởi trùng kích, đồng thời pháp lệnh đại dương minh mông, nhấc lên tuyển qua hải triều tại bốn phương tám hướng, tạo thành vòng phòng ngự cuồng dã. Có thể do trong biến cố ngoài ý muốn cố nén đau nhức cùng suy yếu, nên mới làm ra phản kích như vậy, đã đủ để có thể thấy được sự cường hãn cùng kinh nghiệm của nó. Trấn ngục huyết tháp, hắn lại còn có thể khống chế quỷ khí u minh của Thái Uyên cực địa. Tử Kim Cự Long rất bất ngờ, đây chính là bảo khí trấn tộc của Thái Uyên cực địa, phía trên có ấn ký các đời tộc trưởng, bên trong càng có quỷ chủ bị trấn giữ, há có thể dễ dàng bị người ngoài thao túng. Không đúng, người đâu? Tử Kim Cự Long đột nhiên cảnh giác, ý thức bao phủ hải dương, vậy mà không có phát hiện tên con người vốn hẳn nên thừa cơ xuất kích kia. Nó phải chết. Khương Phàm hành động, mang theo Liệp Thần Thương đuổi giết Tử Kim Cự Long. Thương Hải Cự Long, coi chừng. Tử Kim Cự Long hét lớn nhắc nhở, nghênh đón Khương Phàm. Lúc này sau khi Thương Hải Cự Long tháo chạy trăm dặm, nó nhanh chóng hấp thu khí thức biển cả của đại dương vô tận, diễn biến thành sinh cơ, tẩm bổ huyết nhục thần hồn. Chỉ cần thân ở biển cả, nó chính là vô địch, đại dương không thể nào không cho nó dựa thế, còn có thể cung cấp sinh cơ cho nó, để nó tiêu hao không hết năng lượng, sinh mệnh bành trướng không gì sánh được. Thương Hải Cự Long nhanh chóng khôi phục, cũng nhìn chằm chằm phía trước hải triều, tùy thời chuẩn bị nghênh kích. Nhưng, nhắc nhở đến từ Tử Kim Cự Long, để ý thức nhói nhói hoảng hốt của nó đột nhiên bừng tỉnh. Người đâu? Tại sao không có thừa cơ xuất kích? Không đúng. Thương Hải Cự Long đột nhiên hội tụ ý thức đến bên trong miệng rồng có chút mở ra. Một tên con người toàn thân tái nhợt, bò đầy cốt văn đang lơ lửng ở nơi đó, phía sau lưng kịch liệt nhúc nhích, diễn biến ra cốt rực. Là hắn? Hắn đến lúc nào? Chẳng lẽ là thời điểm quỷ chủ tập kích trước đó? Tiểu tử xảo quyệt. Thương Hải Cự Long quả quyết muốn hấp thu ánh sáng toàn thân, từ trong miệng phun ra biển động, nhưng ngay một khắc này, Bạch Tai vỗ cánh bay thẳng lên trời. Hung hăng đụng phải hàm trên cự long, cốt khí vận sức chờ phát động như núi lửa phun trào, khuấy động lên, chấn kích xương sọ. Hắn đã là thánh vương, khống chế đối với hài cốt đã cao hơn, mạnh hơn trước đó. Hắn biết sứ mệnh của mình không phải dây dưa với Thương Hải Cự Long, mà là lợi dụng cự long không hiểu rõ cùng coi thường đối với hắn, dùng hết khả năng hiện ra ưu thế của hắn, trong thời gian ngắn nhất đánh giết Thương Hải Cự Long, sau đó hiệp trợ đại tặc, thậm chí là trợ giúp Khương Phàm. Cho nên, Ngô Hoàng đợi ta như tái tạo, Bạch Tai ta tất không phụ Ngô Hoàng. Hắn sôi trào nhiệt huyết, cốt khí cuồn cuộn, bạo kích trong nháy mắt, cơ hồ là đã dùng hết uy lực toàn thân. Ầm ầm, một trận ba động quỷ bí, từ một chỗ ở hàm trên khuấy động cả xương đầu. Thương Hải Cự Long bỗng nhiên giơ cái đầu giống như một ngọn núi lớn lên, phá tan mặt biển, bọt nước như thác nước. Răng rắc giòn vang, vang vọng trong đầu Cự Long. Đầu lâu cứng cỏi vậy mà tại giờ khắc này lại vỡ vụn không thể tưởng tượng nổi. Siêu siêu siêu. Đầu lâu bị hải triều chấn vỡ trước đó đã xuyên qua thủy triều, nhanh chóng trở về. Nương theo tiếng răng rắc giòn vang, hải cốt tản mát nhanh chóng ghép lại, hóa thành bốn bộ hải cốt chiến khu, toàn thân dâng lên cường quang, năng lượng như lũ quét bộc phát. Tại thời khắc Bạch Tai chấn vỡ vụn xương đầu Cự Long, bốn bộ hải cốt toàn bộ đều tụ tập đến, đạp tan hải triều. Giơ cao song quyền, gắt gao nắm chặt âm dương, lôi chiều, nguyên lực, tử khí khuấy động trên nắm tay, bỗng nhiên cuồng bạo đánh xuống đầu Thương Hải Cự Long. Răng rắc, bốn đôi nắm đấm toàn bộ đều vỡ nát, nhưng thế công mạnh mẽ, năng lượng thảm liệt, vẫn đánh vỡ vụn đầu long lân, trùng kích đến xương đầu vỡ vụn ở bên trong. Óc vỡ nát, máu đổ ra. Thương Hải Cự Long nhấc cái đầu lên cao, cứ bị tàn nhẫn đánh vỡ nát như vậy. Đại dương mênh mông đều bởi vì Thương Hải Cự Long trọng thương mà đột ngột nổi lên gợn sóng. Tử Kim Cự Long, Bát Thủ Thiên Long toàn bộ quay đầu nhìn lại. Giống. Linh hồn Thương Hải Cự Long hồi hộp gào thét, loại đấu pháp này nó chưa bao giờ gặp phải, loại thế công khó có thể tin này, quả thật đã làm cho thống lĩnh Cự Long cao ngạo nó đây bị kinh hãi. A a a. Ở bên trong long huyết mà xương rồng bị phá toái phun ra, Bạch Tai dữ tợn khàn giọng hét lớn.
thân thể gầy gò lại kịch liệt vặn vẹo, xương đầu tăng sinh, phần miệng tiền thân, mọc ra răng nanh đáng sợ, biến thành quái vật giống như ác lang, hai tay tráng kiện biến thành cốt chảo. Hai cánh chấn kích, nháy mắt bạo kích, bạch tai cắn một cái vào trên xương sống của Thương Hải Cự Long bị lộ ra ngoài. Mặc dù nhìn hắn cực kỳ nhỏ bé, xương sống ở trước mặt hắn thô to giống như là cự nhạc, nhưng khi hắn cắn tới, trong chớp mắt, từng luồng xiềng xích hải cốt từ toàn thân được phát động, vô tình chui vào trong xương sống mặt, điên cuồng lan tràn vào trong xương sống cả con rồng kéo dài mấy vạn mét. Cùng lúc đó, bốn bộ hải cốt ngàn mét bay thẳng lên trời, đạp trên thân rồng cuồng dã đong đưa phóng tới, phân biệt bắt được đuôi rồng cùng các bộ phận quan trọng trên thân rồng, bỗng nhiên kéo về phía sau. Linh hồn Thương Hải Cự Long hồi hộp, đột nhiên đã hiểu mục đích của tên con người này. Đây là muốn, rút xương. Muốn xương rồng của nó, sống sờ sờ rút ra từ bên trong thân rồng. Giống. Rốt cuộc Thương Hải Cự Long cũng ý thức được nguy cơ, linh hồn gào thét, pháp lệnh đại dương mênh mông, thân thể cao lớn chấn động mãnh liệt, muốn tránh thoát khỏi giam cầm. Tử Kim Cự Long và Bát Thủ Thiên Long đều có chút không thể tin, cho tới bây giờ đều là cự long đồ diệt nhân tộc. Lúc nào nhân tộc lại có thể dày vò cự long như vậy rồi? Là Thương Hải Cự Long khinh địch, hay xác thực hắn quá mạnh? Đại vương. Khương Phàm ra lệnh đại vương ở bên trong thông thiên tháp, thừa dịp loạn phóng thích đến hải triều bên trong, vì để che giấu khí tức nó xuất hiện, lập tức nắm chặt liệp thần thương, bộc phát sát ý. Hắn không có trực tiếp thả ra ngoài, dù sau đó cũng là cự long cảnh giới thánh hoàng, là tộc trưởng đế tộc, so với Hạo Huyền Minh cũng không thể phân trên dưới. Nhưng thậm chí càng mạnh lên mấy phần, lấy tình huống của hắn bây giờ để thôi động liệp thần thương, xác định thật không biết có thể phát huy ra hiệu quả gì. Nếu như không thể nào trọng thương, Tử Kim Cự Long sẽ lập tức bạo kích, có thể thật muốn mệnh của hắn. Cho nên, muốn chân chính đối kháng, phải dùng tuyệt kỹ. Ầm ầm, toàn thân Khương Phàm khuấy động huyết khí, hồn khí mãnh liệt, ấn ký thủy tổ được thức tỉnh, xuyên suốt dòng sông lịch sử. Cùng chân thân ngàn năm trước kiếp trước sinh ra liên hệ. Tu vi thánh hoàng chấn động mãnh liệt, cơ hồ muốn chân chính triệu hoán tiền thân tới. Liệt diễm ngập trời, chu tước gáy to, mênh mông huyết khí cùng hồn khí, cơ thể kiếp trước mượn nhờ yêu hỏa niết bàn tân sinh. Tử Kim Cự Long lập tức bừng tỉnh, ý thức được khẳng định là Khương Phàm muốn thôi động liệp thần thương, thân hình khổng lồ 8 vạn mét mãnh liệt đong đưa, nhấc lên cương khí vô tận, như muốn đánh vỡ vụn mảnh thiên hải này. Long khí ngập trời, chấn động càn khôn, long uy sôi trào lên từ trong huyết mạch bao phủ thiên hải, uy lẫm dân chúng, như là muốn tất cả yêu thú đều thần phục tại trước mặt nó. Mặt ngoài long lân lít nha lít nhít hiện ra phù văn rõ ràng, đây là đường vân đặc biệt thuộc về cự long, ẩn chứa ảo diệu vô tận. Theo cự long thức tỉnh long văn, giữa trời đất như là xuất hiện chư thần ngâm sướng, chấn động cửu thiên, dung chuyển mười phương. Sau đó, thân hình khổng lồ 8 vạn mét bỗng nhiên quay quanh. Tất cả long văn bộc phát cường quang giống như mặt trời, long khí cương khí cuồng bạo cuồn cuộn, một tòa thiên trung nguy nga ầm vang thành hình, giống như cự nhạc kình thiên ầm vang đứng vững, phía trên long lân lóe ra ánh sáng, có hàng vạn long ảnh đang quay quanh. Long hoàng trung, phòng ngự chí cao của cự long huyết mạch, càng là chí tôn truyền thừa mà cảnh giới thánh hoàng mới có thể lĩnh ngộ. Chiến kỹ có thể thật sự đối kháng lại, đương nhiên đó là truyền thừa chu tước mạnh nhất, vô thượng chí tôn kiếm. Nó có huyết mạch cao ngạo, cảnh giới lại cường đại, nhưng làm việc cũng không lỗ mãng, trực tiếp liền vận dụng cường tuyệt nhất kỹ, muốn ngạnh kháng liệp thần thương. Dù sao đó cũng là siêu cấp hung khí có thể săn giết thần ma, cho dù bây giờ Khương Phàm không thôi động ra uy lực chân chính, nhưng tuyệt đối cũng không tầm thường. Cho nên, nó không có bất kỳ kiêu ngạo hay chủ quan gì, đều dùng toàn lực thôi động Long Hoàng Trung để ứng phó, thậm chí còn kích phát Long Tinh ẩn núp trong cơ thể, vận sức chờ phát động. Nhưng, Khương Phàm không có lập tức thi triển liệp thần thương, thủy tổ phân thân dương cánh hoành không, cũng không có lập tức trùng kích. Mà là bàn tay phải khống chế liệp thần thương, tay trái triệu ra thương sinh cung. Dân chúng cầu nguyện, quốc vận thần triều, tạo hóa tự nhiên, năng lượng vô hình lại tràn ngập đất trời hội tụ lại nơi hắn. Khương Phàm đứng trong đại dương sát khí, giống như sát thần chấp trưởng sinh tử, bao phủ bên trong quang hải mênh mông, nhưng lại giống như là thần tử đại biểu dân chúng. Đánh gãy tạo hóa. Ông, thương sinh cung run rẩy kịch liệt, phát ra ánh sáng, từng luồng gợn sóng mạnh mẽ hội tụ, hình thành trường tiễn chói mắt trên thương sinh cung. Đó là cái gì?
Tử Kim Cự Long ngưng tụ đôi mắt rồng, đã bất chợt nhận ra một loại nguy hiểm không cách nào nói rõ, giống như đột nhiên lâm vào ảo giác, xung quanh không còn là hải dương, mà là không gian mê loạn vô tận, tràn ngập đất trời tất cả đều là hư ảnh chúng sinh, hình dáng vạn vật tự nhiên, không gian mênh mông tất cả đều là thiên âm thẩm phán. Sát sinh tiễn nổ bắn ra, một tiếng vang thật lớn, vang vọng thiên vũ, chiếu sáng chiến trường, giống như là một viên sao chổi bay ngang qua bầu trời, hào quang rực rỡ đến cực hạn. Tử Kim Cự Long dùng toàn lực thôi động Long Hoàng Trung, giống như cự long cuộn trụ trời, tiếng trung long long lớn, rộng rãi mà to lớn, ánh sáng tử kim sáng lạn như mặt trời. Sát sinh tiễn phát xạ liền lao đi thật nhanh, không nhìn không gian hay thời gian giam cầm, đối diện xuyên qua đầu Tử Kim Cự Long. Ánh sáng chiếu xa vạn trượng, Long Hoàng Trung, thùng rỗng kêu to, giống. Tử Kim Cự Long ngẩng đầu gào lên đau đớn, quá đột nhiên, linh hồn hay ý thức đều giống như muốn bị xóa đi khỏi thế giới này, thân rồng nguy nga bỗng nhiên cuộn mình đứng lên, suy yếu đến giống như muốn mê man đi qua. Khương Phàm toàn diện phóng xuất ra Liệp Thần Thương, sau đó ý thức trời đất quay cuồng, suýt chút nữa rơi xuống hải dương, nhưng vẫn cố nén đau đớn, dùng hết sức lực toàn thân, vung lên Liệp Thần Thương. Thủy Tổ phân thân dương cánh, quay quanh ở trên Liệp Thần Thương. Mặc dù không phải dùng đang thôi động móng vuốt Chu Tước chân chính, nhưng theo thực lực bước lên cảnh giới Thánh Hoàng, liên hệ giữa Thủy Tổ phân thân cùng tiền thế càng sâu mạnh hơn, cơ hồ chính là kiếp trước giáng lâm. Ầm ầm tiếng vang, rung động thiên hải. Liệp Thần Thương giống như cảm nhận được chủ nhân kiếp trước trở về, đột nhiên bộc phát ra sát uy cực hạn. Như là sát thần khôi phục, tách ra sát lục cuồng chiều như đại dương, huyết văn mặt ngoài như sông máu lao nhanh. Tàn hồn thần ma yên lặng lại gào thét với càn khôn. Ngay sau đó, Thủy Tổ phân thân quay quanh Liệp Thần Thương, liên hợp đuổi giết Tử Kim Cự Long. Liệp Thần Thương tăng vọt quy mô, thẳng tới ngàn trượng, sát khí vô biên. Thiên hải trong nháy mắt lâm vào màu đỏ quỷ bí, như là hoàn toàn đặt vào thế giới của Liệp Thần Thương, một loại xiềng xích xiết chóc không cách nào nói rõ, vô hình vô chất, lại giống như là chân thực cưỡng ép quấn chặt lấy Tử Kim Cự Long. Tử Kim Cự Long giật mình trước nguy cơ, cưỡng ép thức tỉnh, nhưng ý thức cùng linh hồn quá đau đớn, đây là một loại tổn thương nó chưa từng nhận qua, ngay cả huyết mạch đều yên lặng hơn rất nhiều. Liệp Thần Thương cuồng kích giữa đất trời, xiềng xích xiết chóc hoành hành trong không gian trước mặt đều đang vỡ nát thảm liệt. Ầm ầm, Long Hoàng Trung nổ lên một tiếng vang trầm muộn, giống như hàng vạn tiếng long ngâm, kinh hãi cửu thiên, vỡ vụn pháp tắc. Nó đang ngoan cường chống cự lại Liệp Thần Thương, long khí cuồn cuộn như hàng vạn ngọn núi lửa đang phun trào, long lân rạng rỡ cường quang, không thể phá vỡ, long ảnh dày đặc quay quanh giống như là mượn tới toàn bộ lực lượng long tộc. Nó ngăn cản vào giờ khắc này, hiển thị rõ chí tôn long uy của cự long, càng là giao hòa cùng cửu thiên minh mông, cửu địa huy hoàng, giống như trụ lớn kình thiên. Nhưng, Tử Kim Cự Long đau đớn suy yếu, khó mà gắn bó với Long Hoàng Trung. Tăng thêm Liệp Thần Thương quá kinh khủng, theo Thủy Tổ phân thân khống chế, sát khí như máu, thần ma gầm thét, giữa mấy hơi ngắn ngủi mãnh liệt xoay tròn, vô tình xuyên qua Long Hoàng Trung, thẳng đến trên trán Tử Kim Cự Long.